nếu như các thế lực nước ngoài nắm được điểm yếu của Diệp Lâm Quân, lấy điều này ra để ép buộc anh gia nhập bọn họ, thì điều này sẽ vô cùng khủng khiếp đối với Lạc Việt. Diệp Lâm Quân đã là nhân vật xếp hạng 6 trong thiên bảng rồi. Huống chỉ anh còn là truyền nhân của tà thần, mối đe dọa này quá lớn. Một khi anh gia nhập vào các thế lực nước ngoài vậy thì đó thật sự là một thảm họa vô cùng lớn với nơi đây. Hơn nữa còn có đông đảo những người theo tà thần đang tụ tập về phía anh. Nếu như sức mạnh này được tập hợp thì thật là đáng sợ. Thứ nhất, ngay lập tức tìm được con gái và mẹ của Diệp Lâm Quân trở về. Thứ hai, cần phải bảo vệ cho những người thân khác của anh ta, bất cứ ai cũng đều không được đến gần. Thiên Sách Phủ lập tức ban bố mệnh lệnh. Mấy người Lý Từ Nhiệm được bảo vệ rất, tuy nhiên bọn họ không ở bên cạnh anh lại cảm thấy lo lắng. Dù sao nếu như anh không ở, an toàn của người thân trong gia đình khó mà đảm bảo được. Thậm chí đối phương chắc chắn sẽ lợi dụng họ để ép anh phải ra mặt, buộc anh phải nghe lời. Diệp Lâm Quân không muốn mình rơi vào thế bị động. Vì thế anh mới nghĩ ra một cách vẹn toàn. Cố ý đưa bé Quân trở về nhà họ Chí cùng lúc tung ra tin tức này để gây chú ý dư luận. Chính mình lại cử đội quân bí mật đến bắt mẹ và cô bé đi, còn thực hiện việc này một cách đường hoàng nữa chứ, như vậy mới không có kế hở nào cả. Thứ nhất, cả Lạc Việt đều biết rằng bé Quân và mẹ anh đã bị bắt đi, còn không thể truy tìm được dấu vết. Thứ hai, đám người Thiên Sách Phủ sẽ nghi ngờ việc này là do thế lực nước ngoài ra tay, từ đó sẽ bảo vệ chặt chẽ mấy người Lý Từ Nhiệm còn lại. Làm như thế tất cả những người mà anh quan tâm đến đều được bảo vệ một cách an toàn. Diệp Lâm Quân đã giải quyết được vấn đề an toàn của người thân chỉ bằng một kế nho nhỏ. Tiếp theo anh có thể tập trung xử lý các công việc của mình. Kế hoạch này của anh vừa được đưa ra đã dẫn tới một loạt phản ứng dây chuyền lớn. Những người theo tà thần đều coi Diệp Lâm Quân như chủ nhân của mình. Bây giờ cô chủ nhỏ và mẹ của chủ nhân bị người ta bắt cóc. Ai cũng đều cảm thấy tức giận không thôi. Những người theo đạo tà thần này bắt đầu tìm kiếm tung tích của bé Quân và Chí Oánh khắp Lạc Việt. Thiên Sách Phủ cũng tích cực tìm kiếm, cùng ngoài ra các thế lực của đảo Đông Ca cũng sửng sốt. Người đã bị bắt đi rồi à? Ai mà lại ra tay nhanh như vậy? Thậm chí chúng ta vẫn còn chưa kịp phản ứng lại. Họ vẫn còn đang muốn bắt bé Quân cơ. Các ông nói thử xem liệu có phải là do nước Chiến Ưng làm hay không? Cũng sắp xảy ra. Đó chính là thí nghiệm của Hứa Chính Kiệt. Tất cả mọi người ở căn cứ khoa học kỹ thuật Thần Long đều vô cùng chờ mong. Văn Hy suy nghĩ cả một đêm, nhưng vẫn không thể tìm ra được cách nào để ngăn cản anh ta. Chỉ có thể theo dõi thật cẩn thận, từng ly từng tí mà thôi. Nhưng NS cô ta đoán sai thì sao? Nhỡ như Hứa Chính Kiệt đúng là vẫn ổn thì sao? Chớp mắt đã sang ngày thứ hai. Cánh cửa phòng thí nghiệm số 1 lần đầu tiên được mở ra trong năm nay. Tất cả những gì mà Hứa Chính Kiệt cần, Tạ Đình Nam và những đội trưởng khác đều đã chuẩn bị xong xuôi. Nhất là những nhân viên trong căn cứ, tất cả bọn họ đều vô cùng sùng bái Hứa Chính Kiệt. Trước Hứa Chính Kiệt bước chân vào phòng thí nghiệm số 1, anh ta đã cho người đặc biệt để mắt tới Văn Hy. Văn Hy tuy có đủ quyền hạn để vào trong phòng thí nghiệm số 1, thế nhưng cô ta lại chỉ được ở vòng ngoài cùng, chỉ có thể nhìn vào bên trong thông qua tấm kính pha lê mà thôi. Lúc này, tâm trạng của Văn Hy vô cùng phức tạp. Ngộ mố thí nghiệm của Hứa Chính Kiệt gây nguy hiểm, cô ta chỉ có thể trơ mắt nhìn, không thể nào ngăn cản. Một giờ sau, Hứa Chính Kiệt và các thành viên khác trong nhóm đã làm tốt công tác chuẩn bị. Thí nghiệm lần này là lợi dụng sự va chạm giữa các nguyên tử siêu năng nhằm tạo ra siêu năng lượng. Mà những nguyên tử siêu năng này từ trước đến nay vẫn chưa từng xuất hiện trên thế giới, mà nó được Hứa Chính Kiệt tình cờ phát hiện khi anh ta đang thực hiện một thí nghiệm khác. Một khi có thể kiểm soát được loại năng lượng này, vậy thì đây sẽ là một bước tiến lớn của loài người. Vì vậy, toàn bộ căn cứ khoa học kỹ thuật Thần Long đều rất kỳ vọng vào thí nghiệm lần này. Đây cũng là nguyên nhân tại sao mọi người lại coi trọng Hứa Chính Kiệt như thế. Thế nhưng, đừng quên rằng, thí nghiệm vẫn có thể thất bại. Một khi đã không thành công, với sức mạnh kinh khủng của loại năng lượng này, nếu như nó khuếch tán ra ngoài, vậy thì toàn bộ căn cứ sẽ bị nổ tung. Chỉ có phòng thí nghiệm số 1 mới có khả năng ngăn cản sự khuếch tán đó mà thôi. Mặc dù từ trước tới giờ, xác suất thành công của các thí nghiệm do Hứa Chính Kiệt thực hiện đều rất cao, thế nhưng mọi người vẫn phải đề phòng, mặc quần áo bảo hộ cao cấp nhất. Bắt đầu tiến hành thí nghiệm. Các nguyên tử siêu năng không ngừng va chạm, không ngừng thử nghiệm.
thời gian trôi qua từng giây từng phút. Chẳng mấy chốc, đã 7, 8 giờ trôi qua, thí nghiệm cũng đã được tiến hành mấy nghìn lần. Kỳ thực, thông qua 10 thí nghiệm đầu tiên, Hứa Chính Kiệt đã ước lượng được số liệu. Tuy nhiên, vì để nâng cao xác suất thành công, nên anh ta đã tiến hành thí nghiệm hơn 8.000 lần ở phòng thí nghiệm số 1. Bây giờ, Hứa Chính Kiệt đã vô cùng chắc chắn. Tiếp sau đó là thời điểm mấu chốt nhất của thí nghiệm. Không biết vì sao, mí mắt bên phải của Văn Hy luôn giật mạnh. Trái tim cô ta cũng bắt đầu đập loạn xạ, giống như là muốn bay ra khỏi cổ họng luôn vậy. Chắc chắn là sắp xảy ra chuyện rồi. Bắt đầu thực hiện thí nghiệm chính thức. Lần này, các nguyên tử siêu năng sẽ thực sự va chạm với nhau. Chỉ với một cái chạm này, nếu như thất bại, sức mạnh của nó là không thể nào. Tưởng tượng nổi. Mỗi một người đều vô cùng hồi hộp, kể cả là họ đã mặc quần áo bảo hộ, thế nhưng ngộ nhỡ nó không thể bảo vệ được họ thì sao? Đương lúc mọi người đang lo lắng xem quần áo bảo hộ có thể ngăn cản được sức mạnh phát ra khi các nguyên tử siêu năng va chạm hay không, thì Hứa Chính Kiệt đã làm một hành động vô cùng điên cuồng. Anh ta cởi bỏ quần áo bảo hộ. Hành động của anh ta đã khiến cho phòng thí nghiệm náo loạn cả lên. Tất cả mọi người đều sợ đến ngây ngẩn cả người. Anh ta đang làm gì vậy? Chính Kiệt, anh điên rồi ư, anh đang làm cái trò gì thế? Mau mặc lại quần áo bảo hộ vào đi, anh làm như thế sẽ vô cùng nguy hiểm đấy. Đám người thay phiên nhau khuyên can Hứa Chính Kiệt. Khi các hạt siêu năng này va vào nhau, cho. Dù năng lượng phóng ra ngoài chỉ có một chút, nhưng cũng đủ để khiến người ta tử vong. Cho nên mới nói, Hứa Chính Kiệt điên rồi. Không cần, tôi tự biết mình đang làm gì. Hứa Chính Kiệt không hề để tâm, anh ta từng bước tiến về phía máy móc. Gương mặt Hứa Chính Kiệt đầy vẻ điên cuồng và ý cười bí hiểm. Cho dù vẫn chưa chính thức va chạm, thế nhưng xung quanh các nguyên tử siêu năng đã hình thành một trường năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Hứa Chính Kiệt nhanh chóng tiến vào bên trong phạm vi của trường năng lượng. Trong nháy mắt, lông tơ trên người anh ta dựng đứng hết cả lên, tóc cũng dựng thẳng lên giống như là gai nhím vậy. Tất cả mọi người đều bị dọa đến phát sợ. Nếu như cơ thể Hứa Chính Kiệt không chịu đựng được sức mạnh của trường năng lượng, vậy thì anh ta sẽ nổ tung. Thế nhưng, Hứa Chính Kiệt không thèm quan tâm. Anh ta giống như một người điên vậy. Có nhìn thấy không, đây chính là thiên tài. Thiên tài điên cuồng, những người khác có dám làm như vậy đâu. Võ tay. Tạ Đình Nam đứng quan sát ở bên ngoài cửa kính, bắt đầu võ tay tán thưởng. Thấy thế, những người khác cũng nhao nhao vỗ tay theo, sùng bái nhìn về phía Hứa Chính Kiệt. Chỉ có mí mắt của Văn Hy cứ giật không ngừng. Hứa Chính Kiệt nhận ra số lượng nguyên tử siêu năng có hạn, chỉ mới gần được 8 nguyên tử mà thôi. Các hạt siêu năng dùng cho những lần thử nghiệm trước đều là nguyên tử mô phỏng, không phải nguyên tử thật. Nhưng cuộc thử nghiệm lần này sắp phải dùng đến nguyên tử siêu năng thật rồi. Bắt đầu va chạm, chỉ thị vừa được đưa xuống, các loại dụng cụ trong phòng thí nghiệm đồng loạt được khởi động. 3, 2, 1, âm, một tiếng nổ vang như sấm, lỗ tai mọi người đều ù đi, hệt như đến ngày tận thế. Chẳng nghe thấy tiếng gì sất. Thành công rồi, thành công rồi. Tin vui bỗng chốc lan ra khắp phòng thí nghiệm. Nguyên tử va chạm thành công, bọn họ có thể nắm giữ năng lượng nguyên tử này trong tay rồi. Tiếp tục, Hứa Chính Kiệt tiếp tục đưa ra chỉ thị thứ hai. Lại thêm hai nguyên tử bắt đầu va chạm. Nhóm nhân viên thí nghiệm bất chấp sự kinh ngạc vui mừng, tiếp tục khởi động dụng cụ. Bắt đầu va chạm, 3, vào ngay thời gian bắt đầu đếm ngược, Hứa Chính Kiệt đã làm ra một chuyện mà chẳng ai ngờ tới. Rắc, anh ta bật luôn máy va chạm nguyên tử. Việc bật máy va chạm nguyên tử sẽ gây ra một hậu quả vô cùng thảm khốc. Môi trường trong máy va chạm nguyên tử có thể bọc lại nguồn năng lượng sản sinh sau va chạm. Nhưng ngay lúc này đã bị mở ra, vậy thì năng lượng sản sinh ra sau khi va chạm sẽ tản hết ra ngoài. Chẳng khác nào thử nghiệm thất bại cả. Không, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ điên cuồng. Trong mắt ai nấy dường như sắp bay đến đói. Nhưng có muốn cản cũng đã không kịp nữa rồi. Quan trọng nhất là Hứa Chính Kiệt không còn thiết sống gì nữa ư. Anh ta đứng ngay bên cạnh đống dụng cụ đó. Sau khi va chạm, năng lượng sinh ra, anh ta sẽ là người bị xé rách đầu tiên. Anh ta đang tự tìm đến cái chết đấy à? Thần kinh! Khoảnh khắc ấy, tim nhóm người Văn Hy gần như ngừng đập. Tuy nhiên, họ không biết rằng, thật ra trong cơ thể Hứa Chính Kiệt có khảm vô số con chip. 2. 1.
nguyên tử đã va chạm. Oanh! Tiếng động đó có thể nói là lớn hơn hồi ban nãy rất rất nhiều. Giống như hai tinh cầu va vào nhau. Phụt! Phụt! Văn Hy, Tạ Chánh phóng đều hộc máu, dẫu đứng ở lớp ngoài phòng thí nghiệm, lỗ tai xuất huyết, lỗ mũi cũng chảy máu. Răng rắc! Răng rắc! Lớp thủy tinh đặc chế trước mặt họ, có thể chịu đựng đủ loại vũ khí bắn phá. Nhưng đúng lúc này, đều vỡ nát. Căn bản không tải nổi năng lượng sinh ra do va chạm này. Phụ ti, phụt, phụt. Nhóm nhân viên trong phòng thí nghiệm đều mặc trên người những bộ đồ bảo hộ cao cấp nhất, nhưng vào giây phút đó, chúng đều bị xé tan. Trên thân tất cả nhân viên thí nghiệm toàn là máu tươi, người chết vô số. Không cản nổi. Uy lực cố này hoàn toàn không thể cản lại. Uy lực va chạm quá lớn, gần như đã phá hủy tất cả dụng cụ trong phòng thí nghiệm số 1. Cũng may phòng thí nghiệm số 1 này vẫn còn kiên cường, bị uy lực va chạm nhường này va chạm mà vẫn chưa sập. Nếu không thì tòa căn cứ khoa học kỹ thuật này của bọn họ đã bị san thành bình địa rồi. Cho dù lúc này Văn Hy đang chảy máu, nhưng ánh mắt cô ta vẫn luôn nhìn chằm chằm người Hứa Chính Kiệt. Hứa Chính Kiệt nằm ở điểm trung tâm va chạm, anh ta là người chịu năng lượng bắn phá nhiều nhất. Ở trong mắt Văn Hy, vào khoảnh khắc va chạm, quần áo của Hứa Chính Kiệt biến mất chỉ trong chớp mắt, toàn thân anh ta hóa thành dạng chất lỏng. Trong suốt đến nỗi ngay cả mạch máu hay xương sẩu cũng có thể nhìn rõ ràng. Một cách nhanh chóng, máu thịt của anh ta biến mất trong nháy mắt, ngay cả khung xương cũng bị vỡ tung tóe. Nhưng vào lúc cô ta còn chưa kịp phản ứng, Hứa Chính Kiệt trong trạng thái dịch thể lại xuất hiện. Rồi sau đó, toàn thân anh ta hóa thành màu đỏ trong suốt. Euro có thể nhìn thấy có vật chất nào đó đang lưu động nhanh chóng trong cơ thể anh ta. Không siêu Hứa Chính Kiệt đang dùng năng lượng sản sinh sau va chạm của nguyên tử để cải tạo thể chất một cách hoàn toàn. Không. Lúc trước Hứa Chính Kiệt không có cơ thể bấy giờ của anh ta hoàn toàn được tạo thành từ năng lượng của vật chất. Anh ta chẳng qua chỉ giữ lại được ý thức mà thôi. Thì ra thí nghiệm thật sự của Hứa Chính Kiệt là cải tạo có thể anh ta. Chỉ cần giữ lại ý thức, thể chất, sẽ được năng lượng xây đắp lại lần nữa. Vậy nên hiện giờ anh ta là cơ thể thuần năng lượng. Cơ thể chất chứa một loại năng lượng cực kỳ đáng sợ ma đầu thật sự đã ra đời. Cho dù Văn Hy đã lường trước được việc Hứa Chính Kiệt sẽ làm ra một việc khủng khiếp như thế, nhưng dù thế nào cô ta cũng không nghĩ được đến bước này. Hứa Chính Kiệt sẽ điên rồ đến mức lấy chính thân mình ra làm chuột bạch thí nghiệm. Thử hỏi ai dám làm điều này. Hơn nữa một màn mạo hiểm kích thích vừa rồi, tất cả mọi người đều chứng kiến. Năng lượng sinh ra sau va chạm trực tiếp phá hủy cơ thể của Hứa Chính Kiệt, ngay cả một cái bã cũng chẳng trừ lại. Sự điên rồ này, đúng là độc nhất vô nhị toàn thế giới ha. Dùng siêu năng lượng để nặng lại cơ thể, đây là điều nghĩ cũng chẳng ai dám nghĩ. Hơn nữa xác suất thành công quá quá nhỏ. Không thành công chỉ có chết, mà thí nghiệm khùng điên này còn đã tồn tại trong đầu Hứa Chính Kiệt lâu lắm rồi. Lúc trước anh ta phát minh ra vũ khí diệt thân vân vân. Lại càng nắm giữ vô số năng lượng mạnh mẽ trong tay. Nhưng những thứ đó chung quy vẫn là nương nhờ vật ngoài, nhờ cậy người khác. Cho tới bây giờ cũng không phải là sức mạnh của chính anh ta. Cho dù vũ khí và năng lượng của anh ta mạnh mẽ đến mấy thì suy cho cùng, anh ta vẫn chỉ là một người bình thường. Vậy nên anh ta muốn thay đổi. Anh ta phải tự coi mình là vật thí nghiệm, phải cải tạo bản thân thành một kẻ mạnh. Anh ta đã nghĩ tới việc cải tạo gen hoặc chế thuốc cải tạo. Thậm chí là bắt chước Jefferson, cải tạo bản thân mình thành bán người máy. Nhưng những điều đó không thể làm Hứa Chính Kiệt thỏa mãn. Anh ta không chỉ muốn làm kẻ mạnh, cái anh ta muốn chính là trở thành kẻ mạnh nhất. Vậy nên đầu óc anh ta nảy ra thí nghiệm điên cuồng đó. Bước đầu tiên, làm nguyên tử va chạm sinh ra năng lượng. Bước thứ hai, giữ lại ý thức của bản thân. Bước thứ ba, phá hủy cơ thể. Bước thứ tư, lấy năng lượng tái tạo lại cơ thể. Vì cuộc thử nghiệm này, Hứa Chính Kiệt đã chuẩn bị rất nhiều. Sử dụng những kỹ thuật tiên tiến nhất thế giới. Mặc kệ quá trình thí nghiệm rắc rối đến cỡ nào, chung quy Hứa Chính Kiệt anh ta cũng thành công rồi. Hiện giờ anh ta quả thật không phải người nữa, mà là thể năng lượng nguyên chất. Ngoại trừ ý thức bản thân anh ta, tất cả bộ phận trên cơ thể đều là do năng lượng tạo thành. Đây cũng là chỗ đáng sợ của khoa học kỹ thuật. Nền khoa học kỹ thuật đỉnh cao nhất đúng là có thể thay đổi mọi thứ.
Hứa Chính Kiệt chính là người tối cao trong đám người đó. Giờ phút này, cơ thể Hứa Chính Kiệt được cấu tạo từ năng lượng tinh khiết. Ánh chớp xẹt xẹt quanh thân, hình thành hiện trường đáng sợ. Hầu hết năng lượng va chạm nguyên tử vừa rồi đều đã dùng để tạo thành cơ thể Hứa Chính Kiệt rồi. Có thể tưởng tượng được, năng lượng mà Hứa Chính Kiệt sở hữu lúc này vô cùng mạnh mẽ. Tôi thành công rồi. Hứa Chính Kiệt điên cuồng hét lên một tiếng. Cổ họng anh ta ấy thế mà phát ra năng lượng xưa nay chưa từng có. Răng rắc, toàn bộ dụng cụ trong phòng thí nghiệm số 1, cho dù không thể bị phá vỡ, nhưng dưới sự tác động của sóng âm, toàn bộ nứt toạc ra. Còn những thử nghiệm viên còn may mắn chưa chết, dưới sự công kích của sóng âm đó, nổ tung thành bãi máu ngay tại chỗ. Hơn 100 người nhưng không một ai sống sót. Biến mất trong góc tối mà mọi người không thấy. Lúc trước họ đều vô cùng ngưỡng mộ Hứa Chính Kiệt, cuối cùng đều chết hết trong tay Hứa Chính Kiệt. Hứa Chính Kiệt lấy làm kinh ngạc. Tại sao có thể như vậy? Thì ra là vì Hứa Chính Kiệt cũng không thể kiểm soát năng lượng, kiểm soát cơ thể. Vì thế nên thuận miệng hét một tiếng, đã tuôn trào sức mạnh như vậy. Nhưng lúc trước anh ta đã cài chip xong hết rồi, thông qua việc khống chế ý thức, anh ta có thể khống chế thể năng lượng này. Gần nửa phút đồng hồ sau, Hứa Chính Kiệt đã có thể kiểm soát cơ thể của bản thân mình. Chỉ thấy anh ta hất tay phải một cái, năng lượng đáng sợ trào ra từ trong tay. Răng rắc, năng lượng trực tiếp xé rách mặt đất, kéo ra một vết khoét dài đến 100 mét, bị chia đôi một cách tàn bạo. Toàn bộ phòng thí nghiệm đều chấn động, cứ như sắp sụp đổ đến nơi. Tất cả mọi người nhìn mà ghê sợ Hứa Chính Kiệt đáng sợ đến mức nào. Hệt như ma thần sống vậy. Nhóm các nhà khoa học này biết rõ, thể năng lượng tinh khiết có ý nghĩa thế nào. Hứa Chính Kiệt là kẻ đánh cũng không chết. Trừ phi thể năng lượng cạn kiệt. Nhưng mọi người cũng nhận thức rõ ràng, năng lượng do hai nguyên tử siêu năng va chạm tạo ra quá đổi rào, quá to lớn, há có thể tiêu hao cạn. Tuyệt đối không thể nào. Mà thế thì, Hứa Chính Kiệt chắc chắn là không đối thủ. Anh ta có bị đánh cũng không chết. Anh ta nắm giữ nguồn năng lượng có thể phá hủy tất cả cho dù là các võ giả cũng không cản nổi. Một khi để Hứa Chính Kiệt bước ra khỏi khu căn cứ, anh ta sẽ coi trời bằng vung mất. Anh ta sẽ trở thành một mối họa vô cùng nguy hiểm. Sẽ không có ai có thể ngăn cản được anh ta muốn làm gì thì làm. Thậm chí nói quá hơn một chút thì Hứa Chính Kiệt chính là ngày tận thế. Hứa Chính Kiệt điên cuồng hét lớn, trên thế gian này tôi chính là nhất. Không ai có thể ngăn cản được tôi. Ha ha ha. Diệp Lâm Quân anh cũng chỉ xứng giấy giụa dưới chân tôi mà thôi. Hứa Chính Kiệt nắm giữ sức mạnh hủy diệt, năng lượng toàn thân anh ta thật sự có thể hủy diệt được cả thế giới này. Anh ta thật sự là vô địch, hối hận, vô cùng hối hận, lúc đầu, vì sao lại để cho kẻ phản bội Hứa Chính Kiệt này trở lại cơ chứ? Mà không phải là để cho Diệp Lâm Quân một đao trực tiếp giết chết anh ta. Vậy mà Diệp Lâm Quân còn khuyên ngăn, đã cảnh cáo bọn họ từ lâu là sẽ xảy ra chuyện rồi mà. Nhưng không ai chịu nghe cả. Không một ai chịu nghe ý kiến của Diệp Lâm Quân về việc trông coi và kiềm chế Hứa Chính Kiệt. Cải ai cũng nói Hứa Chính Kiệt đã biết hối lỗi mà sửa sai, đã thay đổi hoàn toàn rồi. Trong khu căn cứ, vậy mà còn cho anh ta nhiều quyền lợi cao như vậy. Cho dù Văn Hy đã nhiều lần có ý kiến, nhưng cũng đều bị bác bỏ, bị mắng. Văn Hy theo bản năng mà lùi về sau 2 bước. Tính cách trước đây của Hứa Chính Kiệt là buồn vui thất thường, giống như một kẻ điên vậy. Hiện giờ anh ta đã trở thành một thể năng lượng, đoán chắc anh ta sẽ càng trở nên mất nhân tính hơn. Có thể tùy ý giết chết cô ta. Chết, có ai không sợ? Không phải cô vẫn luôn thích nhìn chằm chằm tôi hay, sao? Kết quả thì sao, ai có tác dụng gì à? Đám ngu ngốc này đâu có nghe lời cô. Diệp Lâm Quân nói không sai. Ở đây, những người thông minh quá ít. Hứa Chính Kiệt mỉa mai cười nói. Trong khu căn cứ. Mỗi người đều có chỉ số thông minh cao, nhưng chỉ số tình cảm chưa chắc sẽ cao. Bắt đầu từ bây giờ, tất cả mọi người đều phải khuất phục tôi. Hứa Chính Kiệt hô lớn. Văn Hy là người đầu tiên đứng ra, mặc dù tôi sợ chết, nhưng khuất phục anh, không đời nào. Anh giết tôi đi. Cô thật sự cho rằng tôi không dám giết cô hay sao? Hứa Chính Kiệt, từ từ giơ tay phải lên. Văn Hy nhắm mắt lại. Chờ đợi giây phút tử thân đến lấy mạng cô ta. Chẳng qua là cơ thể của cô ta không ngừng run lên. Hứa Chính Kiệt lạnh lùng cười một tiếng, muốn chết,
tôi sẽ không cho cô cơ hội đó đâu. Trực tiếp giết chết cô, vậy thì để cho cô quái. Không phải cô có liên hệ với Diệp Lâm Quân hay sao? Sao không gọi anh ta đến ngăn cản tôi? Ha ha ha, tôi quên mất, hiện giờ, Diệp Lâm Quân là kẻ thù chung lớn nhất của Lạc Việt. Là đại ma đầu mà người người đều muốn giết, nên cả thân mình anh ta còn khó bảo vệ nữa là Văn Hy nhìn chằm chằm anh ta, so với Diệp Lâm Quân, anh mới là đại ma đầu. Lúc này, cô ta mới hiểu ra một đạo lý, chính hay tài vẫn phải xem tâm người này mới biết được. Nó chẳng liên quan gì đến các chiêu thức cụ thể mà anh ta sử dụng cải Diệp Lâm Quân và Hứa Chính Kiệt trước mắt chính là ví dụ sau khi Hứa Chính Kiệt đạt được nguồn năng lực đáng sợ, khoảng thời gian đầu tiên đã giết bao nhiêu người. Nhưng Diệp Lâm Quân không phải như vậy. Ít nhất khi tìm hiểu về lý lịch của Diệp Lâm Quân, tất cả đều là những cống hiến cho Lạc Việt, cam tâm tình nguyện mà hy sinh vì người dân. Tạ Đình Nam đang đứng ở bên cạnh cũng vội vàng nói, Văn Hy, cô đang làm gì vậy? Sao cô lại dám so sánh tên đại ma đầu Diệp Lâm Quân ấy với cậu Hứa Chính Kiệt đây chứ? Cậu Hứa Chính Kiệt của hôm nay chí dũng song toàn, là tương lai của Lạc Việt. Không phải là người mà một tên đại ma đầu có thể so sánh được. Hôm qua còn thề nếu có chuyện gì xảy ra thì anh ta đứng ra sẽ chịu trách nhiệm. Do chẳng khác nào một cây có đầu tường cả, gió hướng nào thì ngã về hướng đó, bắt đầu quỳ dưới chân Hứa Chính Kiệt rồi. Ha ha ha! Hứa Chính Kiệt đột nhiên cười lớn. Cười đến mức khiến cho Tạ Đình Nam phải co mình lại. Giống như một tên đại ma đầu. Biết tôi ghét nhất là loại người nào không? Hứa Chính Kiệt bỗng nhiên hỏi một câu như vậy. Tê tê hỏi. Tôi không biết, trong đầu Tạ Đình Nam lúc này là một mảnh trống rỗng. Loại người đầu tiên tôi ghét nhất đó chính là Diệp Lâm Quân, một mình anh ta, loại thứ hai đó chính là loại giống như câu vậy. Vừa dứt lời, bàn tay to của Hứa Chính Kiệt bỗng nhiên nắm chặt lấy đỉnh đầu của Tạ Đình Nam. Bụp! Một luồng năng lượng hóa thành khí bay ra từ bàn tay anh ta, xâm nhập vào đầu của Tạ Đình Nam. Ây ai! Tạ Đình Nam kêu lên thảm thiết. Cả người anh ta đang dần tan ra. Cuối cùng cả người anh ta đã hoàn toàn biến mất rồi. Đến ngay cả bột phấn, cũng không còn. Những người khác thấy cảnh tượng này cũng bị dọa đến ngây người. Tàn nhẫn. Rất tàn nhẫn. Để cô lại, tôi sẽ cho cô thấy con đường ngày càng một lớn mạnh hơn của tôi. Không phải Diệp Lâm Quân chính là đại ma đầu hay sao? Tôi sẽ gia nhập vào nhóm người chiến đấu tiêu diệt đại ma đầu. Chỉ cần tôi giết chết Diệp Lâm Quân, lúc đó tôi chính là siêu anh hùng của cả Lạc Việt. Thứ hạng đầu tiên trên thiên bảng cũng sẽ là của tôi. Hứa Chính Kiệt điên cuồng cười lớn. Chủ nhân, nếu như chủ nhân tham gia chiến đấu tiêu diệt Diệp Lâm Quân thì mấy thứ như thiên sách phủ tuyệt đối sẽ nhận được rất nhiều sự hoan nghênh. Có mấy người từ trong chỗ tối xuất hiện, thì ra là người đàn em cũ của Hứa Chính Kiệt. Văn Hy tức giận đến mức run hết cả người. Anh hùng thật sự thì bị xem như là đại ma đầu, còn đại ma đầu thật sự lại thay mặt chính nghĩa mà đi chiến đấu chống lại anh hùng. Thói đời bất công. Tình hình bây giờ thế nào rồi? Hứa Chính Kiệt hỏi. Con gái và mẹ của Diệp Lâm Quân đã bị người nào đó bắt đi rồi, hiện giờ Lý Từ Nhiệm đã được thiên sách phủ bảo vệ rồi. Nghe bọn đàn em báo cáo, khóe miệng Hứa Chính Kiệt khẽ cong lên, Lý Từ Nhiệm, tôi phát hiện hình như tôi chẳng có cảm giác gì với cô cả. Chẳng qua là, cô yên tâm, rất nhanh cô sẽ là người của tôi thôi, đến ngay cả suy nghĩ cũng sẽ thuộc về tôi. Mặc dù ý thức của Hứa Chính Kiệt vẫn còn, nhưng mà sau khi cơ thể được tạo ra một lần nữa. Về cơ bản thì toàn bộ những tình cảm phức tạp của con người cũng đã bị tiêu trừ hết. Đối với con đường tiếp theo, Hứa Chính Kiệt đã có kế hoạch phải đi như thế nào rồi. Trước tiên, bọn mày phải khống chế được khu căn cứ khoa học kỹ thuật Thần Long, để nó hoạt động cho chúng ta sử dụng. Đặc biệt là phòng thí nghiệm thứ nhất, mau chóng xử lý tốt, không lâu sau tao muốn sử dụng nó. Có sự tham gia của bọn đàn em cũ, Hứa Chính Kiệt đã chân chính khống chế được khu căn cứ khoa học kỹ thuật Thần Long. Những người bên ngoài căn bản không biết tình hình, không ngờ rằng khu căn cứ khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất đã rơi vào tay đại mạ đầu rồi. Tiếp theo, tao sẽ rời đi, đi tìm Diệp Lâm Quân và Lý Tử Nhiệm. Văn Hy biết nếu đại ma đầu này rời đi thì sẽ có họa lớn. Nhưng cô ta bị bắt mất rồi. Địa bảng, mạnh nhất từ trước đến nay. Bình thường cô ta trầm mê trong việc nghiên cứu, không có nhiều bạn bè. Ngoài trừ Diệp Lâm Quân, cô ta thật sự không nghĩ ra ai khác. Càng khiến cho cô ta hoảng sợ đó chính là,
năng lực vượt trội của Hứa Chính Kiệt không chỉ có thể dùng để giết người. Anh ta còn có thể khống chế tâm trí của con người nữa. Lúc mới rời đi, Hứa Chính Kiệt đã khống chế một người quản lý của khu căn cứ khoa học kỹ thuật Thần Long. Đây là một việc rất đáng sợ. Ngay lúc này, Diệp Lâm Quân vừa trốn tránh sự đuổi bắt của các thế lực ở khắp mọi nơi, vừa điều tra ai là người đứng sau tất cả mọi chuyện. Diệp Lâm Quân biết người đứng sau mọi chuyện nhất định sẽ không từ bỏ ý định. Nhân cơ hội này mà hủy hoại danh dự của anh, đồng thời gia tăng mâu thuẫn giữa anh và Lạc Việt. Biện pháp hủy hoại danh dự của anh rất đơn giản, cùng lúc giả thành thế lực của tà thần, đồng thời trực tiếp giả mạo Diệp Lâm Quân sau đó giết người một cách trắng trợn. Cứ như vậy, ít nhiều gì thì đối phương cũng sẽ lưu lại manh mối. Diệp Lâm Quân cứ theo phương hướng này mà điều tra, nhất định sẽ có thu hoạch. Nơi đầu tiên Diệp Lâm Quân đến đó chính là ngoại ô thành phố Tây Môn ở khu vực miền Nam. Dựa vào tin tức, vừa mới có một trận chiến xảy ra ở nơi này. Ở đó rất nhiều người đến đây, Diệp Lâm Quân xen lẫn trong đó. Lúc này, Diệp Lâm Quân đã sớm thay đổi vẻ ngoài của mình. May mà có sách cổ thầy để lại cho anh, trong sách có một phần ghi lại thuật dịch dung lậu đời nhất ở Lạc Việt. Diệp Lâm Quân đã luyện thành từ lâu. Hiện giờ nếu anh không nói thì sẽ không có ai có thể nhận ra anh. Bịch bịch bịch, tiếng bước chân vang lên dồn dập, mấy chàng trai cô gái xuất hiện. Bọn họ đều là những người ở cấp lục thất trọng thiên. Nhìn dáng vẻ của họ đều khoảng tầm 20 tuổi. Những thiên tài trong giới võ đạo của Lạc Việt. Không chỉ như vậy, Diệp Lâm Quân còn ngầm cảm nhận được có một nguồn năng lực mạnh hơn đang dao động, Euro ó người đang âm thầm bảo vệ bọn họ. Diệp Lâm Quân không cần nghĩ cũng biết được, mấy chàng trai cô gái này chắc chắn đến từ những thế lực võ đạo vô cùng cổ lão. Chỉ sợ cũng là đến để đối phó với anh. Lần này, sợ là toàn bộ những thế lực vô cùng cổ lão cũng đã ra mặt rồi, rất nhanh, mọi người đã đến chiến trường. Nơi này rất hỗn loạn, máu tươi lênh láng, xương cốt thì chất thành đống. Chúng ta vẫn là đến chậm một bước rồi. Mấy người trẻ tuổi ấy nói. Trong đó có một thanh niên mặc quần áo màu đen, khinh thường cười nói, chỉ giết có mấy bọn tà môn ngoại đạo này thì có ý nghĩa gì cơ chứ? Muốn giết thì trực tiếp giết chết Diệp Lâm Quân ấy. Anh ta chính là Đoàn Minh Nhân, thiên tài đứng thứ 16 trên địa bảng của Lạc Việt. Giết Diệp Lâm Quân, làm sao có thể, anh ta chính là cường giả đứng thứ 6 trên thiên bảng đó. Chúng ta giết anh ta, chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày cải. Một giọng nữ nũng nịu vang lên. Một cô gái mặc quần áo màu vàng, vẻ mặt kiêu ngạo nói. Cô ta chính là Ninh Y Nhiên, người đứng thứ 13 trên địa bảng của Lạc Việt. Mơ tưởng, chỉ có năm cường giả đứng trước đó trên địa bảng mới có thể làm được điều đó thôi. Lại một giọng nữ nữa vang lên. Cô gái này mặc một bộ quần áo màu trắng, cả người dường như toát lên khí chất của một vị tiên tử không dính khói lửa trần gian. Là Phó Bình, thiên kiêu xếp thứ 7 trên địa bảng. Chỉ mới 18 tuổi, lại mạnh hơn một người thất trọng thiên rất nhiều. Mấy người này chính là thiện kiêu của Lạc Việt, là tương lai của giới võ đạo. Nghe vậy, tất cả mọi người đều nhìn về phía người thiếu niên ở phía trước. Anh ta mặc một bộ áo dài nam màu xanh, chắp hai tay sau lưng, bày ra dáng vẻ điềm tĩnh, thư thái. Tất cả mọi người đều nhìn anh ta với ánh mắt kính sợ và hâm mộ. Lâm Phi Dương, thiên kiêu xếp thứ 5 trên địa bảng của Lạc Việt. Thật ra thực lực của mấy thiên kiêu nằm ở phía trên của địa bảng cũng có thể được xem như là ngang bằng với thiên bảng. Thực lực của Lâm Phi Dương đang đứng trước mặt này đã vô cùng gần với bát trọng thiên rồi. Anh Phi Dương, năm nay mới 19 tuổi. Cho anh ấy thêm 10 năm nữa, việc vượt qua Diệp Lâm Quân là điều chắc chắn. Đúng vậy, lúc Diệp Lâm Quân 19 tuổi, chắc chắn là không so được với anh Phi Dương rồi. Tôi cảm thấy hiện giờ anh Phi Diệp chính là cường giả trên thiên bảng. Thiên cơ các đã đưa ra đánh giá, địa bảng lần này có thể xưng là bậc nhất từ xưa tới nay. Nhất là ba vị trí đầu đều có thiên phú hiếm có. Ngoài ba người kia còn có bé quân nữa, tổng cộng là bốn người có cấp độ biến thái. Thiên cơ các chưa từng ghi chép, ngay cả bọn họ cũng không thể nào dự đoán được sau này đám thiên kiêu của Lạc Việt sẽ đạt tới cấp độ nào. Tóm lại, giới võ đạo của Lạc Việt phát triển hưng thịnh. Khả năng cao họ sẽ áp đảo cả trăm quốc gia khác. Người ở chỗ này nghe nói là Lâm Phi Dương, đứng thứ 5 trên địa bảng và Phó Bình, đứng thứ 7 trên địa bảng thì nhao nhao. Xuống lên xem,
dù sao thiên kiêu của địa bảng cũng không dễ gặp, nhất là những người có xếp hạng cao như vậy. Phó Bình có ngoại hiệu là Phó Tiên Tử, dù bàn về thực lực hay diện mạo của cô ta đều khiến người ta cảm thấy như gặp người trời. Lâm Phi Dương thì càng có vẻ ngoài và thực lực tốt hơn. Mấy người này vừa xuất hiện đã trở thành tâm điểm của toàn trường. Diệp Lâm Quân cũng không rảnh rỗi chơi với mấy đứa trẻ con này, anh tới đây là để tìm đầu mối. Tất cả võ giả của nơi này đang xung xoe nịnh nọt Lâm Phi Dương và Phó Bình, chỉ có mình Diệp Lâm Quân là quan sát chiến trường, trông có vẻ rất nổi bật. Điều này khiến đám người Phó Bình, Ninh Y Nhiên chú ý tới anh. Chị Phó Bình, kỳ lạ thật đấy. Dường như chỉ có người này không biết chúng ta là ai. Người đó chưa từng nhìn chúng ta dù chỉ một lần. Từ thuở nhỏ, đám thiện kiêu này đã được mọi người chú ý. Nếu bạn xung xoe nịnh hót bọn họ thì họ sẽ mặc kệ bạn. Trái lại, nếu bạn xem nhẹ những người này thì sẽ khiến họ chú ý, điều này khiến bọn họ tức giận trong lòng. Đúng vậy, người bình thường biết thiên kiêu của địa bảng ở đây thì ít nhất cũng nhìn vài lần. Người này không bình thường. Nhưng nhìn thực lực của người kia cũng bình thường thôi. Chắc là hạng người vô danh, vốn chưa từng nghe về chúng ta. Bọn họ coi Diệp Lâm Quân là người không có tiếng tăm gì, vì thế cũng không để trong lòng. Vào giờ phút này, ở một trấn nhỏ cách nơi này không xa, một đám người đang bí mật lên kế hoạch. Vừa nhận được tin tức, bốn vị thiên kiêu của địa bảng xuất hiện ở đây. Đây là cơ hội tốt. Vậy phải làm gì bây giờ? Đúng dịp, có một đám tùy tùng của tà thần sắp tới nơi này. Chúng ta dẫn tùy tùng của tà thần qua đó, mượn tay của bọn họ để diệt trừ đám thiên kiêu của địa bảng. Ha ha ha, đúng là kế hay. Nếu bọn chúng bị tiêu diệt thì giới võ đạo của Lạc Việt sẽ càng loạn hơn. Đây chính là hy vọng tương lai của chúng ta. Đám Lâm Phi Dương và Phó Bình sao có thể biết được mình bị gài bẫy. Cách đó mấy chục cây em, một đám cổ lão của thế lực tà ác xuất hiện. Trong đó có vô số cao thủ, quy mô rất lớn. Sau khi được người khác dẫn đường, đám người này đi một mạch tới. Sau khi thăm dò một lượt, Diệp Lâm Quân vẫn không có thu hoạch gì, lắc đầu thở dài. Nhưng chỉ một lát sau, trong con ngươi của anh xuất hiện một vòng sáng. Có người tới. Từng luồng khí tức kỳ lạ cực mạnh xuất hiện, đại quân của tà thần đã đuổi tới. Đây là 17 cổ lão của thế lực tà ác trốn sâu trong rừng ở núi Thập Phương của Miêu Cương. Trước kia, đây là tùy tùng của tà thần Hỏa Vân. Từ khi ông ta biến mất, bọn họ vẫn trốn trong núi Thập Phương. Cậu Phi Dương, Phó Tiên Tử, chúng tôi đi theo hai người để vây bắt Diệp Lâm Quân. Đám võ giả ở đây nhao nhao muốn đi theo đám người Lâm Phi Dương. Đoàn Minh Nhân và Ninh Y Nhiên đang định đồng ý thì thấy sắc mặt của Lâm Phi Dương, Phó Bình thay đổi. Không hay rồi, có người đến. Rút lui à, Phó Bình hỏi. E rằng không kịp nữa rồi, chuẩn bị chiến đấu. Thân thể Lâm Phi Dương chấn động, tản ra từng luồng khí tức như sóng to gió lớn. Cộc, cộc, cộc. Chẳng mấy chốc, từng tiếng bước chân vang lên, đại quân của tà thần đi từ bốn phía tới. Trong nháy mắt đám Lâm Phi Dương bị họ bao vây ở bên trong. Ai cũng căng thẳng, thấp thỏm nhìn xung quanh với vẻ cảnh giác. Không ngờ nơi này thật sự có một đám cá lớn. Đám tùy tùng của tà thần lộ ra răng nanh dữ tợn. Bọn họ nhìn đám Lâm Phi Dương như nhìn những con mồi vậy. Cẩn thận, đối phương rất mạnh, cực kỳ mạnh. Anh ta tỏ ra cảnh giác, Lâm Phi Dương đã cảm nhận được rằng đối phương rất mạnh, cường giả bát trọng thiên có chừng mười mấy người. Bọn họ tuyệt đối không thể so sánh với những người này được. Sắc mặt của đám Phó Bình cũng lập tức thay đổi. Đại quân của tà thần quá đông, cao thủ nhiều như mây. Từ khí tức có thể đoán được điều này. Trong nhóm đại quân của tà thần này, ba người có thực lực tương đương với cường giả thiên bảng. Phần lớn đám bàng môn tà đạo này không được Thiên Cơ Các liệt vào trong danh sách bảng. Nhưng người có thực lực ngang với cường giả thiên bảng thì có không ít. Dù ba người này đạt tới cấp độ vừa đủ để bước chân vào thiên bảng, đám Lâm Phi Dương và Phó Bình cũng không thể địch nổi. Nhất là đại quân của tà thần này có nhân số gấp bọn họ mấy chục lần. Điều này nói rõ kết cục của họ chính là cái chết. Một đám tà ma ngoại đạo mà cũng dám dương oai à. Đoàn Minh Nhân quát. Trên mặt mỗi người bọn họ đều là vẻ khinh thường và chán ghét. Trong quan niệm của đám người này, tà ma ngoại đạo đều phải chết. Những kẻ đó chẳng khác nào dòi bọ trong cống thoát nước, vốn không xứng được sống. Đúng vậy, đám tà ma các người mau cút về đi.
nếu không, các người sẽ phải chết hết. Lâm Phi Dương cũng lên tiếng cảnh cáo. Một người trong đại quân của tà thần cười khẩy nói, các người luôn miệng nói chúng ta là tà ma ngoại đạo. Thế các người đã tận mắt thấy bọn ta giết người chưa? Từng tận mắt thấy chúng ta làm chuyện không đúng với đạo trời chưa? Đúng vậy, đám các người luôn tự xưng là phe chính diện, nhưng lại giết không ít người. Chuyện xấu mà các người làm ít quá à? Hừ, một đám tà ma ngoại đạo mà còn ngụy biện cáo gì? Từ lúc các người ra đời đã là tà ma rồi. Các người tàn bạo, tuyệt tình, giết người thành nghiệt. Đám tà ma các người chẳng khác nào dòi bọ, còn đáng ghét hơn cả đám ruồi nhặng ở trong hầm phân. Nhất là Diệp Lâm Quân, tên truyền nhân của tà thần. Tên kia chính là kẻ xấu xa nhất trong những kẻ xấu xa. Nếu để chúng ta bắt được thì nhất định sẽ băm Diệp Lâm Quân ra thành trăm mảnh. Anh không ngờ hai đám người này đánh nhau lại còn kéo cả bản thân vào. Ninh Y Nhiên nhìn chằm chằm đại quân của tà thân rồi nói với giọng lạnh lùng, các người nói bọn ta chưa từng thấy đám tà ma ngoại đạo giết người. Diệp Lâm Quân không phải sao? Toàn bộ mười mấy nghìn võ giả trên resort Thiên Lam bị giết sạch. Đảo nhỏ Đông Hải có nhiều cao thủ lạ như vậy nhưng cũng không một ai may mắn thoát chết, các người còn dám nói bằng môn tà đạo không lạm sát kẻ vô tội nữa không? Đoàn Minh Nhân nói với giọng điệu lạnh lùng, đúng, không sai. Tên ma đầu Diệp Lâm Quân kia rất trơ tráo, xấu xa, chẳng khác nào dòi bọ trong nhà vệ sinh. Loại người này nên bị sét đánh chết. Chết không được yên, tôi nguyền rủa anh ta sống không bằng chết. Đám bàng môn tà đạo này nghe vậy thì đều cười, nhưng các người biết trước kia là ai cứu Lạc Việt không? Là ai khiến danh tiếng của Lạc Việt được vang xa? Vì sao các người không đề cập tới những chuyện này? Lâm Phi Dương cười khẩy nói, tà ma thì vẫn là tà ma mà thôi. Anh ta làm việc tốt nhất định là có mục đích, tôi không tin tên Diệp Lâm Quân kia là có lòng tốt như vậy. Đám người Đoàn Minh Nhân cũng lập tức hùa theo, đúng vậy. Diệp Lâm Quân là truyền nhân của tà thần. Ngay từ đầu đã định ra anh ta chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Những chuyện tốt mà Diệp Lâm Quân làm đều là giả, đều là gạt người. Loại chó chết như vậy chết cũng sẽ không được yên. Đúng, Diệp Lâm Quân sẽ không được chết tử tế. Đám các người cũng vậy. Tôi nguyền rủa các người sớm xuống địa ngục. Đám người tự xưng là chính đạo này nhao nhao tức giận mắng. Diệp Lâm Quân tức giận siết chặt năm đấm. Cái gì là chính, cái gì là tà? Đám võ giả phe chính diện này luôn mồm nói giết, nói chết, các người có thể sỉ nhục chúng ta, nhưng không được sỉ nhục truyền nhân của tà thần. Đó là tín ngưỡng của chúng tôi. Kẻ nào sỉ nhục người đó, chết. Giết không thai. Giết không thai. Sát khí của đại quân tà thần ngút trời, liên tục thu nhỏ vòng vây. Sắc mặt của đám người Lâm Phi Dương lập tức biến đổi. Không ngờ mấy câu nói sướng mồm của bọn họ lại chọc giận đám người kia. Xoẹt xoẹt xoẹt. Lúc này, mười mấy người lao ra xung quanh. Đó là người bảo vệ mà môn phái và dòng họ đã sắp xếp ở bên cạnh Lâm Phi Dương, ai cũng là cao thủ siêu cấp. Một đám tà ma ngoại đạo mà cũng dám làm càn. Biết bọn họ là ai không? Lâm Phi Dương, người đứng thứ năm trên địa bảng, là người thừa kế của nhà họ Lâm. Đây là... Chỉ có điều khi đại quân của tà thần nghe xong thì đáp lại, chúng ta không cần biết Lâm Phi Dương là yêu giết. Đại quân của tà thần lập tức lao về phía đám người Lâm Phi Dương. Đám thiên kiêu là mục tiêu đặc biệt bị nhắm tới. Mấy chục cao thủ vây đánh bọn họ. Đám cao thủ còn lại của phe chính điện còn thảm hơn, họ phải chiến đấu với cao thủ mạnh hơn bản thân gấp 10 lần. Trận chiến này, cả hai bên đều không nể nang gì nhau, đánh tới mức trời đất tối tăm. Cả hai bên đều bị thương và bị chết rất nhiều. Diệp Lâm Quân vốn có thể ngăn cản cuộc đấu này, nhưng không cần thiết. Đầu óc của anh cũng chẳng có bệnh mà đi cứu đám người muốn giết mình. Dù người bảo vệ đi cùng đám thiên kiêu của địa bảng rất mạnh, nhưng cũng chỉ duy trì được mấy phút đã tan tác cả. Phốc! Lâm Phi Dương bị hai cường giả cấp thiên bảng vây đánh bị thương nặng. Phốc! Phó Bình cũng không địch lại được một cường giả cấp thiên bảng khác, cũng bị phun máu. Phốc! Phốc! Đám người còn lại liên tiếp ngã xuống đất. Đối mặt với khí thế hung hăng của đại quân tà thần, bọn họ vốn chẳng thể địch lại. Ngoài những người chết ra thì đám còn lại đều bị thương nặng, ngã trên mặt đất kéo dài hơi tàn. Lần này, toàn bộ giới võ đạo của Lạc Việt chung tay đuổi giết Diệp Lâm Quân. Rất nhiều thế lực cổ xưa thừa cơ thả đám thiên tài trong dòng họ của mình ra ngoài luyện tập. Chỉ có điều đám Lâm Phi Dương này khá thảm.
vừa ra ngoài đã gặp ngay đối thủ mạnh như vậy. Bọn họ còn chẳng có cơ hội để phát tín hiệu cầu cứu đồng họ. Lúc đầu, bọn họ cũng sẽ không đúng phải đám người này. Chỉ có điều người ở sau lưng ra tay, thiết kế âm mưu nên hai bên mới gặp nhau. Cái gọi là cao thủ của phe chính diện cũng chỉ có thế mà thôi. Không phải muốn giết chúng ta sao? Chỉ có chút thực lực này thôi à? Buồn cười, thực sự quá buồn cười. Nghe được những lời sỉ nhục của đám tà ma ngoại đạo này, đám Lâm Phi Dương Hân không thể tìm được cái lỗ nào chui xuống. Quá nhục nhã, đám Phó Bình ngã trên mặt đất bắt đầu quan sát xung quanh, xem tình huống của những người khác như thế nào. Nhưng họ đều tuyệt vọng. Tất cả mọi người đều bị thương nặng ngã trên mặt đất kêu gào thảm thiết, không có một ai đứng dậy được. Không đúng, còn có một người. Đột nhiên, ánh mắt của mọi người ào ào đổ đồn lên người Diệp Lâm Quân. Ngay cả đại quân của tà thần cũng chú ý tới anh. Hơn 2.000 con mắt đồng loạt nhìn qua. Vì sao vừa rồi họ không phát hiện ra người này, giống như không tồn tại vậy? Đúng thế, vừa rồi Diệp Lâm Quân đã sử dụng thân pháp để tránh né cuộc chiến của bọn họ. Nhưng cuối cùng anh vẫn không thể tránh được. Là người kia. Ninh Y Nhiên lập tức lên tiếng, trong lòng cô ta dấy lên vẻ mong đợi. Hy vọng Diệp Lâm Quân là cao thủ. Hy vọng anh ta lợi hại chút. Ngay từ đầu tôi đã thấy người này không tầm thường. Phó Bình thì thầm. Lúc vừa mới gặp mặt, Diệp Lâm Quân coi như không thấy những người kia a dụa nịnh hót bọn họ. Có hai nguyên nhân dẫn tới điều này. Thứ nhất, anh vốn không biết bọn họ là ai, cố ý giả vờ. Thứ hai, Diệp Lâm Quân là cao nhân coi trời bằng vung, bọn họ vốn không lọt vào mắt anh. Bây giờ, bọn họ vô cùng hy vọng Diệp Lâm Quân là loại thứ hai. Ha ha, không ngờ lại bỏ sót một người. Bắt lấy tên kia, người đứng đầu đại quân của tà thần lạnh lùng nói. Lập tức có mấy cao thủ vây lại. Chuyện này không liên quan gì tới tôi. Tốt nhất các người đừng quấy rầy tôi, Diệp Lâm Quân cảnh cáo. Muốn chết à? Tổng cộng có 6 cao thủ đồng thời lao về phía anh. Rầm 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 rầm. Nhưng một màn mà không ai ngờ tới lại xảy ra, ngay cả góc áo của Diệp Lâm Quân 6 cao thủ kia cũng không sờ tới được mà đã bị đánh bay ra ngoài. 6 người này đều là cao thủ thất trọng thiên. Để tôi. Một thanh niên trong đại quân của tà thần lập tức ra tay. Người này là thiên tài trong đại quân này. Thực lực của thanh niên này có thể sánh ngang với Lâm Phi Dương. Cút, Diệp Lâm Quân đấm ra một quyền. Người kia lập tức bị đánh bay ra ngoài, không hề có lực đánh trả. Lần này, sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi, mạnh quá đi. Chỉ một cú đấm mà có thể đánh bay người ở cấp bậc này. Chưa chắc 3 cao thủ cấp thiên bảng kia có thể làm được. Đám Phó Bình, Lâm Phi Dương thấy Diệp Lâm Quân mạnh như vậy thì lập tức hô lên, xin anh hãy thay mặt phe chính diện, diệt trừ đám tà ma ngoại đạo này. Diệp Lâm Quân, những người khác cũng đều đồn dập hô vang, thỉnh cầu tiền bối ra tay đòi lại công bằng cho chúng tôi. Trừng phạt những tà ma ngoại đạo này, thỉnh cầu tiền bối đòi lại cho chúng tôi. Trong giờ phút này tất cả mọi người ở đây đều đã tìm được người đáng tin cậy, cùng nhau hô vang. Điều này khiến cho đại quân của tà thần trở nên luống cuống. Chẳng ai ngờ được đột nhiên xuất hiện một người cực kỳ mạnh. Nhìn dáng vẻ hẳn là ở trên thiên bảng. Nói như vậy, chuyện sẽ rắc rối hơn rồi. Trong lúc nhất thời, tất cả đại quân của tà thần trở nên cảnh giác. Diệp Lâm Quân như mặt trời chói chang lóa mắt mà còn nguy hiểm. Anh mang đến cho bọn họ đủ loại đe dọa. Cách nơi này rất xa. Một đám người bí mật tụ tập cùng nhau. Ha ha, mọi thứ đều đi theo kế hoạch của chúng ta. Hiện tại tà thần đuổi theo thế lực và những nhóm thiên kiêu đã đánh nhau. Nhóm thiên kiêu chết và bị thương vô cùng trầm trọng. Phỏng chừng rất nhanh toàn bộ sẽ bị cắn nuốt hết. Ha ha, hy vọng cảnh tượng như vậy có thể xảy ra ở từng ngóc ngách tại Lạc Việt. Đúng rồi, ngay lập tức phải phát tán tin tức này, tốt nhất là khiến cho chung quanh Thiên Sách Phủ và người của tộc Bảo Long biết. Lực lượng đông đảo đã lên kế hoạch hết mọi thứ. Muốn ở thời khắc cuối cùng, lại dẫn dụ Thiên Sách Phủ bọn họ đến, khiến cho mâu thuẫn trở nên gay gắt. Trên chiến trường, mọi người đều nhìn ra, những tà ma ngoại đạo đó đang sợ hãi. Diệp Lâm Quân vừa mới thể hiện ra một cú đấm thật là đáng sợ, mấu chốt anh thoáng nhìn thì giống như người thường, trong cơ thể anh không có bất cứ chân khí gì dao động, cũng không có một chút dấu vết năng lượng nào. Đây là khí phách của bậc thầy vô song. Anh... chẳng phải anh đứng trên top 10 thiên bảng chứ?
Euro ó người đã bắt đầu hoài nghi. Trên top 10 thiên bảng thì sẽ tiến vào một cảnh giới khác. Đại quân của tà thần bên này có 3 vị cao thủ Mỹ giai thiên bảng, nhưng họ chỉ có thể tỉ thí cuối cùng. Còn bây giờ thì không thể tỉ thí được. Vừa thấy thì bọn họ đã sợ. Phó Bình và đám người Ninh Y Nhiên lộ ra mừng như điên. Chúng ta được cứu rồi. Tôi còn tưởng rằng bọn họ muốn chết đâu. Nếu không phải thân bị trọng thương, sợ là có không ít người muốn quơ chân múa tay. Thật là quanh co. Ai đã từng nghĩ đến giờ phút này, thế nhưng lại có cao thủ như vậy xuất hiện. Các hạ chắc là cao thủ trên thiên bảng, thật ra chúng ta không oán không thù. Chúng ta đối phó chính là bọn họ, không liên quan gì đến ngài. Ngài có thể rời đi trước. Kiêng kỵ thực lực của Diệp Lâm Quân, nhóm đại quân của tà thần bắt đầu thương lượng khiến Diệp Lâm Quân rời đi. Thấy thế, tất cả đám người Đoàn Minh Nhân đều nóng nảy cả lên. Dồn dập hét lên. Đêm qua tiền bối đừng bị những người này mê hoặc. Võ giả chúng pha muốn trừ gian diệt ác bảo vệ chính đạo làm nhiệm vụ của mình. Tiền bối thỉnh cầu ngài ra tay, trừng phạt những kẻ tà ma này. Đúng vậy, để những kẻ tà ác này và Diệp Lâm Quân giỏi bỏ kia tụ họp cùng nhau, trời mới biết sẽ phát hiện ra cái gì. Tiền bối, tuyệt đối không thể để lũ giỏi bọn này tồn tại. Tốt nhất sau khi giết chết bọn họ, rồi lại tiêu diệt Diệp Lâm Quân. Nên chặt Diệp Lâm Quân thành 8 mảnh, ném vào trong nhà vệ sinh. Để anh làm bạn với lũ giỏi bọ, khiến nhóm tà ma ngoại đại trên thế gian đều biết, đây là kết cục thê thảm truyền nhân của tà thần. Đúng vậy, không sai. Diệp Lâm Quân là truyền nhân của tà thần. Chỉ cần khiến Diệp Lâm Quân kết cục thê thảm, thì có thể khiến nhóm tà ma ngoại đạo khác bị khiếp sợ. Đoàn Minh Nhân chờ đến khi càng nói càng hăng hái. Đặc biệt khi anh ta dây dưa đến trên người của Diệp Lâm Quân, càng nói lung tung. Nhóm đại quân của tà thần cũng bị chọc giận. Anh ta có thể sỉ nhục bọn họ. Nhưng sỉ nhục truyền nhân, của tà thần thì không được. Cho dù anh ta là cao thủ thiên bảng, chúng tôi vẫn là thiên sách phủ tộc Bảo Long. Dám sỉ nhục truyền nhân của tà thần, giết không thai. Dù rằng đại quân của tà thần nhận thấy được Diệp Lâm Quân có được thực lực cực kỳ khủng bố. Nhưng bọn họ sẽ không lùi bước. Ngược lại toàn bộ đè ép lên. Các người chính là đang tìm cái chết. Tiền bối nhanh động thủ đi. Tiêu diệt lũ giỏi bọ này trước. Rồi tiêu diệt tên Diệp Lâm Quân giỏi bọ kia. Dương cao danh tiếng chính đạo. Tiền bối hy vọng của đều đặt ở trên người ngài. Ngài nhanh ra tay đi. Tất cả đám người Đoàn Minh Nhân đều thúc giục nói. Xem ra nhóm đại quân của tà thần sẽ có một trận chiến không thể tránh được. Tôi sợ là không thể nào ra tay. Lúc này Diệp Lâm Quân bỗng nhiên nói. Vì sao vậy thưa tiền bối? Bởi vì tôi chính là Diệp Lâm Quân thủ lĩnh lũ giỏi bọ trong miệng các người. Ngữ điệu khiến người ta khiếp sợ không thôi. Lời này của Diệp Lâm Quân vừa nói ra, khắp nơi đều trầm mặc. Yên tĩnh đến độ có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Đây là chuyện mà không ai ngờ chuyên nhân của tà thân Diệp Lâm Quân đang ở bên trong sao. Đây sẽ có ai tin chứ? Hơn 1.000 người ở đây tất cả đều sửng sốt, vẫn không nhúc nhích, thậm chí ngay cả vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Một nhóm người đứng như tượng. Ước chừng 1 phút, lúc này mới có người phản ứng. Anh nói cái gì? Anh là truyền nhân của tà thần. Người nọ run rẩy hỏi, bờ môi run rẩy đáng sợ. Giọng nói của anh ta kéo mọi người từ ngây người trở về. Mọi người đều hoảng sợ cực kỳ nhìn về phía Diệp Lâm Quân. Đặc biệt là đám người Đoàn Minh Nhân, Phó Bình. Trong mắt đều phải trừng ra tới. Tôi chính là Diệp Lâm Quân. Lời vừa nói ra, khuôn mặt của Diệp Lâm Quân nảy sinh thay đổi. Cuối cùng để lộ ra chính là khuôn mặt thật của anh. Là, cả truyền nhân của tà thần. Sau khi Diệp Lâm Quân xuất đầu lộ diện, khắp nơi đều như điên lên. Hiện tại, cho dù là ai, đối với dáng vẻ của Diệp Lâm Quân, đều là nhớ kỹ trong lòng. Nhìn đến gương mặt thật của anh, người đi theo nhóm tà thần đều kích động đến độ hít thở không thông. Kích động. Quá kích động. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi tìm được chẳng tốn công. Bọn họ tích cực tìm kiếm truyền nhân của tà thần, thế nhưng như vậy đã gặp. Khắp nơi đều có, đến chào hỏi truyền nhân của tà thần. Thình thịch, nhóm người đi theo tà thần dồn dập quỳ rạp xuống đất. Đồng thời hô vang, tham kiến tiểu tà thần. Sau này tất cả chúng tôi đều đi theo tiểu tà thần. Nghe theo ngài hiệu lệnh.
Hiện giờ nhóm người đi theo tà thần khắp nơi đều hạ sơn, còn không phải là vì nghe theo Diệp Lâm Quân hiệu lệnh sao? Nhìn thấy mọi người quỳ rạp xuống đất, Diệp Lâm Quân trong đầu đột nhiên nảy sinh ra một suy nghĩ khác, trước đây anh không muốn tiếp xúc với nhóm người đi theo tà thần này, có thể tránh được bao xa anh sẽ tránh càng xa càng tốt. Nhưng hôm nay xem ra, nhóm người đi theo tà thần tán loạn, thực dễ dàng bị lợi dụng, trở nên mâu thuẫn gay gắt, sẽ tạo ra cơ hội lớn cho giới võ đạo Lạc Việt nội đấu. Cho nên Diệp Lâm Quân có suy nghĩ mới. Cùng với những thế lực nguy hiểm tán loạn này, chỉ bằng anh ta thu nhận hết toàn bộ. Anh ta thống nhất chỉ huy. Cứ như vậy, thứ nhất, sẽ không bị lợi dụng. Thứ hai, sẽ không xảy ra chuyện. Dựa theo độ phục tùng của nhóm người này với anh ta thấy rõ, trên cơ bản anh ta nói một, những người này tuyệt đối không dám nói hai. Chỉ cần tập hợp nhóm người đi theo tà thần lại với nhau, Diệp Lâm Quân thống nhất chỉ huy, như vậy sẽ không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Còn phải càng nhanh càng tốt, muộn một chút, sẽ xảy ra càng nhiều chuyện hơn. Về phương diện khác, tập hợp nhóm người đi theo tà thần lại với nhau, đây là một lực lượng cực kỳ lớn mạnh. Đối Diệp Lâm Quân đều có lợi. Ừ, sau này các người đều đi theo tôi. Diệp Lâm Quân lạnh lùng nói. Chúng tôi nguyện thề sống chết đi theo tiểu tà thần. Mọi người đầy mặt kích động, vội vàng dập đầu. Bọn họ thích thú được Diệp Lâm Quân thu phục, tất cả đều nghe Diệp Lâm Quân. Đủ để nói rõ trước đây tà thần Hỏa Vân có bao nhiêu mạnh mẽ, thời đại kia vì sao được xưng là thời đại tà thần. Phỏng chừng tà thần đã trở thành tín ngưỡng của nhóm người này. Cho nên mới phục tùng Diệp Lâm Quân vô điều kiện như vậy. Tất cả mọi người không nghĩ tới sẽ xảy ra loại tình huống như thế này. Dân đến hai bên chém giết là không xêu nhưng cố tình toát ra tới chân chính vai chính Diệp Lâm Quân. Đảo loạn hết thảy. Tiểu tà thần, tôi còn biết có đồng đạo ở chung quanh, tôi phải lập tức phái người thông báo cho bọn họ đến tụ tập. Có người nói. Diệp Lâm Quân gật đầu, ừ, để mọi người đều tập trung lại đây. Tốt nhất làm tất cả mọi người tập trung lại. Tiểu tà thần, cái này có chút khó nhé. Cần phải bàn bạc kỹ hơn. Mọi người lộ ra sắc mặt khó xử. Diệp Lâm Quân cười, không cần lo lắng, tôi đều có kế hoạch. Nhưng trước khi công bố kế hoạch này, phải xử lý bọn họ trước. Diệp Lâm Quân nhìn về phía đám người Lâm Phi Dương Phó Bình. Oanh! Giờ phút này, bọn họ như bị sét đánh. Mỗi người da đầu đều tê dại, máu chảy ngược, một luồng khí lạnh từ bàn chân xông thẳng đỉnh đầu. Thật không ngờ đánh chết cũng không thể ngờ được đó. Người này thế nhưng chính là Diệp Lâm Quân. Ròi bọ trong miệng bọn họ, đại ma đầu không được chết tử tế đang ở ngay trước mắt. Mấu chốt là làm trò trước mặt người ta, các loại câu nói sỉ nhục. Thậm chí ngu xuẩn đến còn bảo người ta đi giết chính mình. Trên đời này chuyện ly kỳ cực kỳ nhiều, nhưng ở trên người bọn họ, ly kỳ nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ai cũng không nghĩ tới, Diệp Lâm Quân sẽ xuất hiện ở chỗ này. Anh còn dịch dung. Cố tình đâm vào họng súng của bọn họ. Ánh mắt của Diệp Lâm Quân đảo qua, từng người một cúi đầu, trên mặt nóng rát. Lâm Phi Dương cúi đầu không dám nhìn anh. Phó Bình cúi đầu không dám nhìn anh. Mọi người sau khi bị ánh mắt của Diệp Lâm Quân lướt qua, từng người một đều cúi đầu, căn bản không dám đối diện với Diệp Lâm Quân. Đặc biệt là Đoàn Minh Nhân, Ninh Y Nhiên vừa mới dùng lời nói sỉ nhục Diệp Lâm Quân lại càng là chột đả. Anh ta cúi đầu thấp hận không thể tìm cái khe đất chui vào. Ánh mắt của Diệp Lâm Quân nóng bỏng như mặt trời ban trưa, chiếu vào trên mặt bọn họ, nóng rát đau nhức, ghim như đao cắt. Bọn họ khẩn trương đến cả người run rẩy, mồ hôi càng khiến ướt toàn thân. Đừng tìm tôi, đừng tìm tôi, anh không nhìn thấy tôi, anh không nhìn thấy tôi. Mấy người Đoàn Minh Nhân cúi đầu đầu thấp trong đám người, cố tình trốn tránh, cầu nguyện Diệp Lâm Quân không phát hiện ra bọn họ. Không khí nặng dề, trong lòng của mỗi người đều như là có một tảng đá lớn, đặc biệt Diệp Lâm Quân rất lâu không nói lời nào. Mọi người chỉ cảm thấy lông ngực muốn nổ tung. Dường như muốn hít thở không thông, thình thịch, rốt cuộc có người không chịu nổi loại này uy áp, đã quỳ gối trước mặt Diệp Lâm Quân. Tà thần đại nhân là tôi sai rồi, là tiểu nhân có mắt không tròng, không nên nhục mạ ngài, ngài hãy tha cho tiểu nhân đi ạ. Thình thịch, lại có một người quỳ rạp trên mặt đất dập đầu xin tha. Đúng vậy, cầu tà thần đại nhân tha thứ. Chúng tôi đâu dám có ý nghĩ khác, chính là không giữ được cái miệng này. Thình thịch,
mọi người từng người một lần lượt quỳ gối trước mặt Diệp Lâm Quân xin lỗi. Thật nói không nên lời. Lâm Phi Dương, Phó Bình bọn họ đều trợn tròn mắt. Tính cả hơn 1.000 người sau lưng Diệp Lâm Quân cũng đều trợn tròn mắt. Đây là cái gọi là phe chính diện sao? Thế nhưng lại quỳ lạy tà ma ngoại đạo trong miệng của bọn họ, thật buồn cười. Buồn cười đến cực điểm. Diệp Lâm Quân vui vẻ. Ha ha ha. Hơn 1.000 người sau lưng anh cũng cười điên cuồng. Ha ha ha, danh môn phe chính diện không nên thể sống chết không từ sao. Sao lại còn quỳ xuống? Đây là tôi đã thấy chê cười lớn nhất. Đối mặt các loại châm, chọc, Lâm Phi Dương và Phó Bình bọn họ hổ thẹn không thôi. Hôm nay, đã mất hết tất cả mặt mũi rồi. Nếu các người dập đầu, tôi sẽ tạm tha các người một lần. Diệp Lâm Quân cười cười. Cảm ơn tà thần đại nhân. Cảm ơn. Mọi người bắt đầu dập đầu nói lời cảm tạ. Mất mặt chết đi được. Các người chính là sỉ nhục chính đạo. Phó Bình tôi khinh thường làm bạn với các người. Nhìn thấy cảnh những người này dập đầu nói lời cảm tạ, Phó Bình, Lâm Phi Dương bọn họ khó chịu như ăn ruồi bọ giống nhau. Danh dự của chính đạo bị nhóm người này làm cho mất hết mặt mũi, thế nhưng bọn họ lại quỳ xuống xin tha với bọn tà ma ngoại đạo. Nên tôi thà chết chứ không chịu khuất phục. Ngay sau đó, Phó Bình và Lâm Phi Dương bọn họ liếc mắt nhìn mấy người đoàn minh nhân bằng ánh mắt khen ngợi. Vừa mới dùng lời nói sỉ nhục Diệp Lâm Quân trên cơ bản đều quỳ xuống. Chỉ có mấy người đoàn minh nhân thả chết không từ, vẫn luôn không đứng ra. Làm tốt lắm. Phó Bình kích động nói. Anh ta giơ ngón tay cái lên khen bọn họ. Anh ta chẳng sợ chết cũng muốn để nhóm bàng môn tà đạo này nhìn thấy khí phách của mình. Nhưng những người vừa rồi la hét mắng chửi vô cùng tàn nhãn dường như không đứng ra đó. Giọng nói Diệp Lâm Quân vang lên. Đoàn minh nhân, mấy người Ninh Y Nhiên như rơi vào hầm băng, cả người rùng mình một cái. Thình thịch, ngài tà thân, tôi sai rồi, tôi cầu xin ngài tha thứ. Vừa dứt lời, đoàn minh nhân đã quỳ trên mặt đất. Lâm Phi Dương và Phó Bình bọn họ trợn tròn mắt. Anh ta đã nói là thà chết chứ không chịu khuất phục chứ. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn đoàn minh nhân. Anh ta đều không giấy giụa một chút nào sao. Nhưng đoàn minh nhân, anh ta chính là con trời của địa bảng Lạc Việt đấy. Anh ta đại diện cho giới võ đạo của Lạc Việt. Anh ta không thể có một chút khí phách nào sao? Nhóm người Lâm Phi Dương và Phó Bình chỉ hận không thể tiến lên, tát vài bạt tai trên mặt của đoàn minh nhân. Không chỉ có bọn họ, ngay cả đám người đứng sau lưng đoàn minh nhân cũng phẫn nộ đến cực điểm. Ngay bây giờ hành động của đoàn minh nhân đã khiến Diệp Lâm Quân đều bị làm cho ngạc nhiên. Đây cũng thay đổi quá nhanh. Lúc trước thì anh ta kêu gào hung dữ, mắng chửi người tàn nhẫn nhất. Kết quả lại là đáng sợ nhất, dễ dàng làm phản nhất. Thường thường loại người này miệng đầy nhân nghĩa đạo đức chính nhân quân tử, nhưng đều là ngụy quân tử. Tai vạ đến nơi, nhất định là người đầu tiên đáng sợ nhất. Đây được gọi là phe chính diện, còn có những người khác đâu. Giọng nói của Diệp Lâm Quân lạnh lẽo vang lên, cơ thể của Ninh Y Nhiên và 3-4 người còn lại run rẩy kịch liệt. Bọn họ thật sự chịu không nổi uy áp của Diệp Lâm Quân. Y Nhiên các người tuyệt đối đừng quỳ lại anh, đừng làm chuyện xin nhục đó. Phó Bình hét lên ngay lập tức. Đúng vậy, tôi thà chết chứ không chịu khuất phục, ngay cả khi chết cũng không thể quỳ dưới chân những tà ma ngoại đạo này. Lâm Phi Dương cũng quát lên. Mấy người Ninh Y Nhiên quật cường nhìn Diệp Lâm Quân, vẫn chưa quỳ xuống hoặc là chịu thua có bản lĩnh hãy dê chúng tôi đi. Chúng tôi sẽ không quỳ dưới chân đâu. Đôi mắt của Ninh Y Nhiên hiện lên một vẻ kiên định. Những người khác cũng đều coi cái chết như không. Các người không sợ chết đứng không? Tốt lắm, sắc mặt của Diệp Lâm Quân đột nhiên thay đổi, trên người anh bày ra ý định giết người đáng sợ. Ý định giết người giống như một cái lưới lớn, che trời lấp đất, nghiền áp khắp nơi. Mọi người ở lúc này đây, dường như bị một bàn tay to vô hình bóp chặt yết hầu. Mỗi người đều bắt lấy cổ giãy giụa. Chỉ là bàn tay vô hình đó càng ngày càng to gấp đôi. Hô hấp của mọi người càng ngày càng dồn dập, sắc mặt càng ngày càng đỏ. Lực lượng vô hình bóp chặt yết hầu càng lúc càng lớn, mọi người quả thực muốn hít thở không thông, sắc mặt cũng dần dần biến thành màu tím. Rất nhiều người vốn dĩ phát ra tiếng, chỉ có thể không tiếng động mà giãy giụa. Đầu óc của bọn họ trống rỗng, ý thức đã dần dần tiêu tán, linh hồn dường như đang bị rút ra. Đây là cảm giác cái chết cận kề. Thời điểm cái chết cận kề. Không có người nào là không sợ. Thình thịch,
thời khắc tử vong này, cuối cùng đã có người chịu không nổi. Thình thịch, lại một cái, thình thịch. Cuối cùng chỉ còn lại một mình Ninh Y Nhiên. Đôi con người của cô ta gần như lồi ra ngoài, sắp phải chết rồi. Giờ phút này, cô mới hiểu Diệp Lâm Quân thật sự sẽ giết cô ta. Thình thịch, cô ta dùng hết sức lực toàn thân, quỳ rạp xuống trước mặt của Diệp Lâm Quân. Tất cả mọi người chịu thua. Mọi người đều quỳ xuống trước mặt Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân hoàn toàn phá hủy tâm lý phòng tuyến của bọn họ, hoàn toàn phá vỡ cảm giác ưu việt về phe chính diện của bọn họ. Ai ra? Lâm Phi Dương và Phó Bình đã không còn mặt mũi nhìn. Hôm nay mọi người hoàn toàn mất hết mặt mũi rồi. Bọn họ sẽ trở thành sỉ nhục. Đây là nồi sỉ nhục mà trong cuộc đời của bọn họ rửa không bao giờ sạch. Tà thần đại nhân chúng tôi sai rồi, chúng ta xin lỗi ngài. Động tác của bọn người Ninh Y Nhiên nhất trí quỳ gối trước mặt Diệp Lâm Quân. Đây chính là uy lực của tà thần. Ha 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 chấm PSI chính diện chẳng qua cũng chỉ như vậy. Không dám đối đầu với chúng ta đâu. Hơn 1.000 người sau lưng Diệp Lâm Quân cười thật sảng khoái. Bọn họ thật lâu không có được sảng khoái như vậy. Đoàn Minh Nhân các người khiến tôi quá thất vọng rồi. Anh ta căn bản không xứng đứng trên địa bảng. Anh ta chính là nỗi sỉ nhục của gia tộc. Phó Bình lập tức tức giận đến mắng to. Nghe vậy, Đoàn Minh Nhân bò đến trước mặt Diệp Lâm Quân. Tôi Đoàn Minh Nhân từ nay về sau sẽ tôn kính tà thần đại nhân. Tà thần đại nhân chắc chắn nhất thống giới võ đạo Lạc Việt. Há có thể để nhóm người vô tri như các người bôi nhọ. Đoàn Minh Nhân thay đổi thái độ chóng mặt. Khiến mọi người ở đây đều thổn thức. Anh ta thật quá không biết xấu hổ, thưa tà thần đại nhân phe chính diện này nên giết hết toàn bộ. Đừng giữ lại ai cả. Đôi mắt của Đoàn Minh Nhân hiện lên vẻ hung ác. Giết hết toàn bộ sao? Diệp Lâm Quân cười hỏi. Đoàn Minh Nhân vội vàng mà không ngừng gật đầu. Đúng đúng đúng, giết hết bọn họ. Đoàn Minh Nhân mang bộ mặt hầm hầm nhìn mấy người Lâm Phi Dương. Chuyện anh ta gia nhập tà ma ngoại đạo chỉ có những người này biết, chỉ cần giết hết tất cả bọn họ, sau này anh ta còn có cơ hội rửa nhục. Nếu việc này để cho sư môn và gia tộc của anh ta biết được, anh ta chết 10 lần đều không đủ. Cho nên anh ta muốn mượn tay của Diệp Lâm Quân, giết hết tất cả mọi người. Phó Bình bọn họ đâu có không hiểu rõ sát tâm của Đoàn Minh Nhân. Lúc này, Diệp Lâm Quân đột nhiên cười, giết hết toàn bộ, cũng bao gồm cả anh ta sao? Một câu khiến cả người của Đoàn Minh Nhân phát lạnh. Không, không phải, tà thần đại nhân tôi đi theo ngài, tôi là người bên phe của ngài. Đoàn Minh Nhân vội vàng nói. Giết Diệp Lâm Quân sẽ không cho loại người bại hoại như thế này cơ hội. Giữ lại anh ta, không biết sẽ tạo thành bao nhiêu phiền toái. Tà thần đại nhân. Xét cho dù Đoàn Minh Nhân la hét khản cổ. Nhưng anh ta không thể nào xoay chuyển tình thế. Phụt, cuối cùng, một dòng máu tươi bản ra, Đoàn Minh Nhân vô lực ngã xuống. Bọn Lâm Phi Dương đều sợ hãi. Diệp Lâm Quân quả nhiên là người sát phạt quyết đoán. Tiểu tà thần, những người còn lại phải làm sao bây giờ? Đều giết hết sao? Bên cạnh có người hỏi. Hù, câu hỏi này, khiến tim của Lâm Phi Dương và mọi người nhắc tới cổ họng. Chết ai mà không sợ? Đặc biệt chết mà uất ức như vậy, bọn họ đều còn rất trẻ đấy. Mọi người ánh mắt đều tập trung ở trên người của Diệp Lâm Quân. Chờ đợi quyết định của anh. Ánh mắt của Diệp Lâm Quân liếc nhìn trên mấy người Phó Bình và Ninh Y Nhiên. Khóe miệng anh mỉm cười, trong lòng anh đã có kế hoạch. Hãy đưa mọi người đi trước, kế tiếp nghe theo sắp xếp của tôi. Nhưng dáng vẻ này của Diệp Lâm Quân rơi vào trong mắt các cô, đã bị thay đổi. Diệp Lâm Quân dường như có hứng thú với bọn họ, đây là nhóm con trời của phe chính diện, từ nhỏ trưởng bối trong gia tộc đã dạy dỗ tư tưởng tà ma ngoại đạo chính là ác ma tội ác tài trời. Đốt giết đánh cướp, không chuyện ác nào không làm. Đặc biệt Diệp Lâm Quân lại là đại ma đầu bậc nhất, truyền nhân của tà thần. Anh hứng thú với các cô rất bình thường. Đây là rơi vào miệng sói. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hãy giết tôi đi. Phó Bình tôi chẳng sợ chết, cũng sẽ không làm gì đó của anh. Phó Bình thấy chết không sờn. Dáng vẻ thà chết không từ. Diệp Lâm Quân ngây ngẩn cả người. Đây là muốn làm cái gì? Khiến bản thân thành dạng người nào rồi? Cô gái này thật đúng là có tự tin. Dựa vào cái gì lại cảm thấy anh ta hứng thú với các cô? Mang đi, lập tức rút khỏi nơi này.
Diệp Lâm Quân ra lệnh một tiếng. Những người phe chính diện toàn bộ đều bị đưa đi. Diệp Lâm Quân nhận thấy được chung quanh có người đang tới gần. Hiển nhiên là Thiên Sách Phủ và cao thủ tộc Bảo Long. Rất nhanh Diệp Lâm Quân đã mang theo đại quân của tà thần rời khỏi nơi này. Sau đó không lâu, bọn họ Thiên Long Thiên Sách Phủ đã đến. Đã chậm một bước, Thiên Long tức giận không thôi. Giữa sân lưu lại một vài thi thể. Trong đó còn có đoàn minh nhân. Đây là địa bảng xếp hạng thứ 15 đoàn minh nhân. Đây là đang giúp tà ma ngoại đạo, tôi và các người không đội trời chung. Như hổ gầm. Mặt khác địa bảng xếp hạng thứ 5 và thứ 7 cùng với rất nhiều người đều không thấy bóng dáng, sợ là bị bắt đi. Bọn họ hẳn là không đi xa, nhanh đi tìm. Nếu là người đi theo tà thần và Diệp Lâm Quân tập trung với nhau, thật không thể nào tưởng tượng được. Theo sau, tình hình nơi này bị truyền đi ra ngoài. Mâu thuẫn chính tà tăng thêm bậc trở nên gay gắt hơn. Diệp Lâm Quân dần dắt đại quân của tà thần vẫn chưa trốn xa, ở ngay vùng lân cận. Bởi vì năng lực chạy trốn, ẩn nấp của những người này rất giỏi. Đối phương rất khó tìm ra. Nói cách khác các người nghe được tin tức, mới đuổi tới nơi này. Diệp Lâm Quân hỏi. Đúng vậy, không sai, chính là có người truyền đến tin tức. Diệp Lâm Quân vuốt cằm, xem ra là có người cố ý, để hai bên gặp nhau, từ một trận chiến mà ran. Cách đó không xa đám người Phó Bình mơ màng nghe được. Họ cũng không biết đang nói cái gì. Lập tức truyền ra tin tức, tôi chuẩn bị tập hợp tất cả anh em lại. Cuối cùng, Diệp Lâm Quân đã ra quyết định. Họ hiểu quyết định của Diệp Lâm Quân. Anh muốn tập hợp những người theo tà thần lại. Chuyện này là ngoài sức tưởng tượng. Thử hỏi nếu Diệp Lâm Quân tập hợp tất cả những người theo tà thần lại, ai có thể ngăn cản? Đây sẽ là đại nạn của Lạc Việt. Không được, Phó Bình và những người khác muốn ngăn cản nhưng không có cách nào. Khi mà đây là mệnh lệnh của Diệp Lâm Quân. Toàn bộ các môn phái theo tà thân ở Lạc Việt đều trở nên điên cuồng và bất chấp tất cả để tụ họp lại đây. Ngày diệt vong đã đến. Yên tâm đi Diệp Lâm Quân, anh sẽ không thể tập họp tất cả những người theo tà thần được đâu. Thiên Sách Phủ sẽ không bỏ qua cho anh, cường giả trong thiên bảng cũng sẽ không tha cho anh. Danh sách trong thiên bảng là công bằng nhất, anh chỉ xếp thứ 6, cũng có nghĩa là sẽ có 5 người nữa có thể nghiền chết anh Phó Bình và Lâm Phi Dương liên tục công kích. Lúc này, bọn họ đã không còn cách nào khác để chống lại Diệp Lâm Quân nữa rồi. Họ chỉ có thể dùng miệng lưỡi để công kích Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân cười lạnh nhạt, vậy thì tới đi, tôi chờ bọn họ. NHTL đám người Phó Bình tức chết. Đây giống như một cú đấm vào những người ở trên. Các người cứ chuẩn bị trước đi, tôi sẽ suy nghĩ nên tập trung ở đâu. Diệp Lâm Quân vuốt cằm. Để tập hợp tất cả những người theo tà thần, phải chọn một địa điểm thích hợp. Nếu để tin tức truyền ra ngoài, Thiên Sách Phủ cũng sẽ biết. Lúc đó nếu tất cả đội quân đều đến, rất có thể sẽ bị tóm cổ cả bọn. Nên việc tìm một nơi thích hợp rất quan trọng. Có rất nhiều thứ phải lo lắng. Thiên Sách Phủ, tộc Bảo Long và các thế lực lớn ở Lạc Việt đang điên cuồng tìm kiếm tung tích của Diệp Lâm Quân. Nhưng sau một ngày một đêm tìm kiếm thì vẫn không tìm được bất kỳ manh mối nào. Diệp Lâm Quân biến mất giống như một làn khói không để lại dấu vết gì. Không thể tìm được một người lớn như vậy, một chút dấu vết cũng không có thì thật kỳ lạ. Tôi cảm thấy có gì đó không đúng. Tôi biết rõ Diệp Lâm Quân là bậc thầy ẩn thân, tìm anh ta cũng không dễ dàng gì. Nhưng chúng ta có nhiều người như vậy, Thiên Sách Phủ cũng đã cử những cao thủ đi tìm nhưng vẫn không tìm được manh mối nào. Chuyện này chắc chắn có vấn đề. Tôi nghi ngờ Diệp Lâm Quân không một mình mà có người đang âm thầm giúp đỡ anh ta. Dù sao thì anh ta cũng có rất nhiều thuộc hạ và đồ đệ thân cận. Tôi đề nghị trước tiên phải khống chế được thuộc hạ và đồ đệ của anh ta trước. Đừng cho bọn họ tham gia vào bất cứ việc gì có như vậy Diệp Lâm Quân mới không thể nhận được tin tức gì. Sau khi Thiên Sách Phủ quyết định xong, sẽ giao mọi việc lại cho vệ binh Viêm Long. Vệ binh Viêm Long cũng phối hợp vô điều kiện. Rất nhanh sau đó, Tiêu Phong và tất cả đồ đệ của Diệp Lâm Quân lần lượt bị tìm thấy. Đầu tiên là bị đình chỉ tất cả mọi thứ, sau đó là bị giám sát toàn bộ. Ngoài ra, thuộc hạ của Diệp Lâm Quân, Ngũ Đại Chiến Vương cũng lần lượt bị khống chế. Lúc này, tất cả những người có liên quan đến Diệp Lâm Quân đều bị kiểm soát. Cuối cùng, ngay cả tình báo lớn nhất Trấn Thiên Điện, Tây Thiên Vương cũng bị nhốt, tất cả đội tình báo bị chia rẽ.
Thật hiếm khi xảy ra chuyện lớn như vậy trong một ngày. Lần này để tôi xem Diệp Lâm Quân trốn như thế nào. Nhưng bọn họ không ngờ tới là, những chuyện này căn bản không ảnh hưởng gì đến Diệp Lâm Quân. Đội quân bí mật của anh vẫn còn đó. Chỉ cần anh muốn là sẽ có thông tin, chiến lực của anh vẫn còn đó. Huống chỉ bây giờ anh nắm trong tay một đội quân tà thần mạnh mẽ như vậy, thông tin vào sức mạnh cũng được nâng cao về mọi mặt. Lúc này cho phép, Chính Kiệt đi tới Giang Bắc. Mặc dù trước đây anh ta được tự do đi lại trong căn cứ khoa học kỹ thuật Thần Long, nhưng bây giờ anh ta đã bị giới hạn ở khu vực đó. Nhưng bây giờ mới chính là tự do. Anh ta muốn đi là đi. Nơi đó căn bản không thể ngăn được anh ta. Chủ nhân, Lý Tử Nhiệm và người nhà của họ được Thiên Sách Phủ bảo vệ. Chúng ta nên làm gì tiếp theo đây? Một thuộc hạ hỏi. Khóe miệng Hứa Chính Kiệt nhếch lên, anh ta cười nhạt, đương nhiên là tiến thẳng vào trong đưa người đi. Vừa nói xong, Hứa Chính Kiệt đứng dậy. Anh ta đi thẳng về phía biệt thự. Thiên Sách Phủ đã sắp xếp các cường giả ở đó nên nhanh chóng cảm thấy sự bất thường của Hứa Chính Kiệt. Những người đó lập tức bước nhanh tới, tra hỏi Hứa Chính Kiệt. Nhưng khóe miệng Hứa Chính Kiệt lại lộ ra một nụ cười quái dị. Giây kế tiếp, những cao thủ này đều ngã rạp ra đất. Bọn họ không chết, chỉ đang hôn mê thôi. Đây là do Hứa Chính Kiệt giở trò. Năng lực của anh ra chính là điều khiển não của con người, có thể thao túng ý thức. Làm cho những người này ngủ chỉ là chuyện nhỏ. Tuy nhiên nó sẽ không có hiệu quả với những cường giả cấp cao. Bọn họ không chỉ có sức mạnh cao cường, ý chí cũng rất mạnh, năng lượng của Hứa Chính Kiệt không thể tác động đến bộ não của họ. Hứa Chính Kiệt một mình bước tới, tất cả mọi người đều ngã xuống, bất tỉnh. Nếu để người bình thường nhìn thấy cảnh này sợ rằng sẽ nghĩ Hứa Chính Kiệt là thần. Năng lực của anh ta cũng giống như những vị thần trong phim điện ảnh nước ngoài vậy. Không ngờ chuyện này lại có thể nhờ vào thí nghiệm mà có được. Cả đoạn đường Hứa Chính Kiệt không bị ai ngăn cản nên đã nhanh chóng đi tới biệt thự. Đám người của Lý Tử Nhiệm nhìn thấy Hứa Chính Kiệt, ai nấy cũng hoảng sợ. Theo lý mà nói thì nơi này là nơi được canh phòng rất nghiêm ngặt, người lạ không thể xông vào. Hứa Chính Kiệt vào đây bằng cách nào? Nhưng mà nhìn anh ta có chút bất thường. Đặc biệt là đôi mắt của anh ta, nhìn thật đáng sợ, cảm giác như đây là đôi mắt của một người đứng trên tất cả, không coi mọi người ra gì. Đã lâu không gặp, Hứa Chính Kiệt cười cười. Anh vào đây bằng cách nào? Lý Tử Nhiệm hoảng sợ nói. Đi thẳng thôi, tôi muốn vào, không ai có thể ngăn cản. Hứa Chính Kiệt tiện tay bắt lấy một người hầu của nhà họ Lý rồi hút năng lượng. Trước mắt mọi người, Hứa Chính Kiệt như đang tiêu hóa con, người này vậy. Cảnh tượng này khiến Lý Tử Nhiệm và mọi người cực kỳ hoảng sợ, Hứa Chính Kiệt không còn là người bình thường nữa. Anh ta làm sao vậy? Đặc biệt là thủ đoạn này rất giống với thần. So với võ thần còn khoa trương hơn. Mặc dù bây giờ Lý Tử Nhiệm đã mạnh lên nhưng đứng trước Hứa Chính Kiệt cũng phải run rẩy. Hứa Chính Kiệt bước đi như thần, không thể ngăn cản. Hết cách rồi, bây giờ tôi mạnh như vậy đấy. Quên không nói cho cô biết, tôi là sự cải tiến của thí nghiệm. Trong mắt tôi, những võ giả man dợ kia chỉ có tứ chỉ phát triển thôi. So với khoa học công nghệ hiện đại thì bọn họ cũng chỉ như những con khi. Hứa Chính Kiệt cười to, nói. Anh ta thật sự có khiếu châm biếm. Hứa Chính Kiệt nhìn Lý Tử Nhiệm, đã không còn cảm giác gì nữa. Nhìn cô, anh ta chỉ muốn trả thù. Một chút, tình cảm nam nữ cũng không có. Anh ta không còn hứng thú gì với Lý Tử Nhiệm nữa. Anh tới đây làm gì? Lý Tử Nhiệm run rẩy nhìn tên ma thần nguy hiểm này. Nghe nói Diệp Lâm Quân đã trở thành đại ma đầu, đương nhiên là tôi muốn giết anh ta. Vì dân trừ hại. Và đương nhiên còn có cô nữa. Cô không chạy thoát đâu. Lý Tử Nhiệm cự tuyệt, không, tôi sẽ không đi cùng anh. Không phải do cô quyết định, cô sẽ tự nguyện đi theo tôi thôi. Ha ha ha. Hứa Chính Kiệt đã chuẩn bị một thí nghiệm cho Lý Tử Nhiệm từ lâu. Đến lúc đó, rất có thể Lý Tử Nhiệm sẽ trở thành con rối của anh ta. Lý Tử Nhiệm sợ hãi. Diệp Lâm Quân, chắc anh cũng không ngờ sẽ có ngày hôm nay đúng không? Hứa Chính Kiệt lớn tiếng cười to. Sau đó, bốn người trong đoàn quân Thiên Long cùng hàng trăm cao thủ của Thiên Sách Phủ tới. Cậu là người ở đâu? Cậu muốn làm gì? Huyền Lang mắng, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Chính Kiệt. Mọi người,
đừng hiểu lầm. Tôi tới để đánh Diệp Lâm Quân thôi. Bọn họ cũng chưa chết, chỉ đang ngủ thôi. Hứa Chính Kiệt, cười cười. Anh ta vung tay lên. Những cao thủ của Thiên Sách Phủ đang ngủ trên đất đồng loạt tỉnh lại. Yên tâm, tôi chỉ muốn tiêu diệt đội quân của Diệp Lâm Quân thôi. Hứa Chính Kiệt cười cười. Pháp thuật đại sư. Đám người Thiên Long hoảng sợ nhìn Hứa Chính Kiệt. Anh ta vừa thể hiện bản lĩnh, chính là bậc thầy pháp thuật. Có thể khống chế được cảm xúc và suy nghĩ của con người, có thể khiến cho người ta lập tức chìm vào giấc ngủ, cũng có thể khiến người ta lập tức tỉnh táo. Nghe đồn bậc thầy pháp thuật có thể giết người một, cách vô hình, có thể cách nghìn dặm mà giết người. Thấy Hứa Chính Kiệt thể hiện như vậy, đám người Thiên Long bị dọa đến hoảng sợ. Bậc thầy pháp thuật rất hiếm thấy mà lại còn khủng bố như vậy. Trên thiên bảng, ngoại trừ Ngũ Long đạo nhân, còn có ba người chính là bậc thầy pháp thuật. Euro ó vị bậc thầy pháp thuật xếp hạng thứ ba, quả nhiên là khủng bố như vậy. Ranh giới pháp thuật không có phát triển như ranh giới võ đạo, thế nhưng không có ai dám xem nhẹ ranh giới pháp thuật. Chiêu vừa rồi của Hứa Chính Kiệt, hoàn toàn thuyết phục được đám Thiên Long bọn họ. Xin lỗi, lỗ mãng xông đến như vậy, chính là vì muốn biểu diễn thực lực của tôi cho mọi người xem L. Hứa Chính Kiệt cười cười. Nếu như anh có thể gia nhập đội ngũ chống lại Diệp Lâm Quân, vậy thì chúng ta quả thực là giống như hổ thêm cánh nhát. Thiên Long cười nói. Không ai sẽ từ chối một bậc thầy pháp thuật cải hơn nữa còn mạnh như vậy. Lý Tử Nhiệm sốt ruột, muốn vạch trần Hứa Chính Kiệt. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, làm sao vạch trần được Hứa Chính Kiệt đây? Cũng không thể nói Hứa Chính Kiệt ý đồ xấu, anh ta muốn giết chết Diệp Lâm Quân sao? Không sao, hiện giờ bọn họ muốn giết chết Diệp Lâm Quân. Vừa nghe đến Hứa Chính Kiệt muốn giết chết Diệp Lâm Quân, đám người Thiên Long bọn họ sẽ giơ hai tay đồng ý. Thậm chí cũng không đi tra thân phận của Hứa Chính Kiệt. Bây giờ ở Lạc Việt, nếu như nói với Thiên Sách Phủ rằng anh muốn đối phó với Diệp Lâm Quân, vậy thì chúng ta chính là bạn bè. Tốt, bậc thầy hoan nghênh anh gia nhập. Chúng ta thật sự rất cần anh trợ giúp. Mấy người Thiên Long nói. Yên tâm. Chỉ cần là chuyện liên quan đến Diệp Lâm Quân, tôi tự làm tự chịu. Các anh khi có tin tức của Diệp Lâm Quân thì hãy liên lạc với tôi. Tôi cũng sẽ chủ động đi tìm anh Tết. Hứa Chính Kiệt đồng ý. Thật sự là quá tốt, đội ngũ của chúng ta lại lớn mạnh rồi. Có bậc thầy gia nhập, tôi tin tưởng việc bắt được Diệp Lâm Quân là chuyện sớm muộn thôi. Mấy người Thiên Long cười cười. Hứa Chính Kiệt lại hỏi vì sao lại bảo vệ Lý Tử Nhiệm. Đám người Thiên Long thành thật trả lời. Nếu như mọi người tin tưởng vào tôi thì có thể đưa cô ta cho tôi trông giữ. Hứa Chính Kiệt chủ động xin phép. Lý Tử Nhiệm định nói chuyện, lại phát hiện mình không thể nói ra được lời gì. Hứa Chính Kiệt đã động chân động tay, cô không thể phát ra được âm thanh nào cả. Nhìn mấy người do dự, Hứa Chính Kiệt cười nói, nếu như tôi muốn ra tay với cô ta thì các anh chắc chắn có thể ngăn cản được tôi sao? Mấy người Thiên Long an tâm. Nếu như Hứa Chính Kiệt thật lòng muốn đối phó với đám người Lý Tử Nhiệm thì bọn họ căn bản không có ai cản được nha. Còn nữa, nếu để bậc thầy trông giữ Lý Tử Nhiệm, một mặt sẽ giảm đi áp lực và tài nguyên của bọn họ, một mặt khác cũng sẽ rất an toàn. Không có vấn đề gì, vậy làm phiền bậc thầy. Sau khi cân nhắc lợi và hại, mấy người Thiên Long quyết định giao Lý Tử Nhiệm cho Hứa Chính Kiệt. Sau khi thành công mang đám người Lý Tử Nhiệm đi, Hứa Chính Kiệt cười nói, yên tâm, trước khi Diệp Lâm Quân chết, tôi sẽ không động vào các người đâu. Ranh giới võ đạo ở khắp Lạc Việt đều đang đi tìm Diệp Lâm Quân. Cùng lúc đó, ở các quốc gia khác cũng có động tĩnh. Đầu tiên là nước Chiến Ưng đã yên lặng từ rất lâu cũng nhảy ra ngoài. Kết hợp với rất nhiều quốc gia và thế lực quốc tế, muốn cùng đồng thời lên tiếng phê phán đại ma đầu Diệp Lâm Quân. Điều này khiến cho vệ binh Viêm Long của Thiên Sách Phủ căn bản không nghĩ tới. Các thế lực của nước Chiến Ưng lại nhúng tay. Mấu chốt bọn họ còn không có lý do gì để từ chối cả các thế lực lớn của nước Chiến Ưng đưa một lý do rất đơn giản. Đại ma đầu Diệp Lâm Quân này lớn lên chính là tai họa đối với Lạc Việt, đối với những quốc gia khác và đối với toàn thế giới. Cho nên Diệp Lâm Quân xuất hiện, không chỉ Lạc Việt gặp khó khăn, mà cũng liên quan đến toàn thế giới. Bởi vậy, muốn tất cả mọi người đoàn kết lại, cùng nhau tiêu diệt ma đầu kia. So ưng tất cả những thứ này, tất nhiên là Richard là người dẫn đầu.
Như vậy anh ta sẽ có lý do chính đáng để diệt trừ Diệp Lâm Quân, rửa sạch nỗi nhục, cũng có thể đi vào Lạc Việt. Từ sau khi nước Chiến Ưng đề xuất cái này, đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của các thế lực. Thanh thế ở trên quốc tế đã càng lúc càng lớn. Rất nhiều người từ lâu đã coi Diệp Lâm Quân là cái đỉnh trong mắt, cái gai trong thịt. Đặc biệt là Diệp Lâm Quân được coi như là nhất tự Tịnh Kiên Vương ở Lạc Việt, đối với quốc gia và các khu vực khác mà nói thì vô cùng áp lực. Có Diệp Lâm Quân, bọn họ ăn không ngon, ngủ không yên. Đã muốn giết từ rất lâu rồi, nhưng căn bản không có cơ hội. Bây giờ Diệp Lâm Quân gặp phải chuyện này, bọn họ biết rằng cơ hội đã đến. Còn về Thiên Sách Phủ, không thể để thế lực lớn ở nước ngoài mời chào Diệp Lâm Quân được. Thiên Sách Phủ bọn họ căn bản không hiểu Diệp Lâm Quân. Ngược lại kẻ địch của Diệp Lâm Quân, Richard, là người hiểu rõ Diệp Lâm Quân nhất. Bọn họ tin chắc rằng Diệp Lâm Quân bị hãm hại, người này bất kể như thế nào cũng sẽ không làm chuyện gì gây tổn hại cho Lạc Việt. Cho nên mời chào anh, để cho anh gia nhập vào nước khác, căn bản không có khả năng. Biện pháp tốt nhất chính là giết chết anh. Đúng lúc có được cơ hội như vậy, Richard sao có thể bỏ qua được. Vệ binh Viêm Long muốn ngăn cản cũng không thể, lý do của bọn họ không chê vào đâu được. Anh căn bản cũng không từ chối được. Thiên Sách Phủ coi đây là một chuyện tốt. Thứ nhất, bọn họ sẽ không mời Diệp Lâm Quân. Thứ hai, tăng cường sức mạnh để vây quét Diệp Lâm Quân. Sau khi được cho phép, Richard hăng hái chiêu mộ binh sĩ, có thể triệu tập được bao nhiêu cao thủ thì cũng triệu tập hết. Sau một ngày, lãnh đạo tất cả cao thủ đi vào Lạc Việt, đến vây quét Diệp Lâm Quân. Tình hình gay gắt, thế lực ở khắp nơi gia nhập vào đội ngũ vây quét Diệp Lâm Quân. Khu vực cũ của Diệp Lâm Quân đã bị khống chế toàn bộ. Nghe thấy Richard thành lập đội vây quét quốc tế, ngay cả thế lực đông đảo cũng ngây ngẩn cả người. Mặc dù đây là chuyện tốt, chuyện ầm càng lớn càng tốt, nhưng mà bọn họ cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó. Trước đó bọn người nghỉ ngò đám người Richard đã bắt Lê Quân. Nhưng hôm nay bọn họ đến vây quét Diệp Lâm Quân. Vậy người bắt Lê Quân đi là ai? Điều này nghĩ mãi cũng không ra được. Chẳng qua bây giờ bọn họ muốn làm việc trở nên gay gắt hơn thôi. Đứa bé Lê Quân này không quan trọng. Bên kia, Hứa Chính Kiệt mang đám người Lý Tử Nhiệm về căn cứ khoa học kỹ thuật Thần Long. Lý Tử Nhiệm, tôi sẽ tiến hành thí nghiệm nhanh thôi, cô có mong đợi có được một sức mạnh to lớn, cũng vì tôi mà sử dụng không? Hứa Chính Kiệt cười to nói. Anh là đồ ma quỷ, anh không phải là người. Lý Tử Nhiệm tức giận mắng. Không sai, suy nghĩ cẩn thận một chút thì tôi thật sự cũng không phải là người. Hứa Chính Kiệt, cười to. Bây giờ anh ta là năng lượng tỉnh khiết tạo thành, có thể không tính là người. Người đâu, đem bọn họ giam chung một chỗ với Văn Hy. Tôi sẽ đi thu nập Diệp Lâm Quân trước. Nhìn dáng vẻ ngông cuồng tự đại của Hứa Chính Kiệt, các tinh anh trong Liên minh Khoa học Kỹ thuật Thần Long hối hận đến phát điên. Vì sao lúc trước không để cho Diệp Lâm Quân một đao giết chết anh ta? Vì sao lại đem anh ta về? Lúc trước người ta khuyên thế nào? Là bọn họ khăng khăng làm theo ý mình, cưỡng ép mang Hứa Chính Kiệt về. Bây giờ nuôi ong tay áo. Căn bản không có cách nào khống chế được. Hứa Chính Kiệt mạnh như thế nào, bọn họ đã tận mắt chứng kiến. Ai có thể ngăn cản anh ta? Tên này bây giờ chính là một thể năng lượng, không thể giết chết được. Văn Hy lặng lẽ hỏi Lý Tử Nhiệm, cô có biết bây giờ Diệp Lâm Quân đang ở đâu không? Tôi không biết. Lý Tử Nhiệm lắc đầu. Bây giờ người có thể ngăn cản Hứa Chính Kiệt chỉ có anh ta. Uy hiếp của Hứa Chính Kiệt lớn hơn bất người nào. Vẻ mặt Đoàn Lê Nguyễn không biết làm thế nào, thế nhưng sau khi anh ấy xảy ra tai nạn, cũng không có liên lạc với tôi. Aip Văn Hy nắm tóc, đang suy nghĩ đối sách. Sau khi Hứa Chính Kiệt rời khỏi căn cứ, gia nhập đội ngũ tìm kiếm Diệp Lâm Quân. Lúc này, sau khi Diệp Lâm Quân và mọi người bàn bạc, muốn đưa ra quyết định. Bất kể thế nào, chúng ta cũng trốn không nổi, trực tiếp cứng đối cứng với bọn họ. Truyền mệnh lệnh của tôi, Diệp Lâm Quân tại núi Thiên Đấng ở Nam Cảnh chờ các vị cùng chung lý tưởng đến. Diệp Lâm Quân phát ra lệnh triệu tập. Lạc Việt lập tức sôi trào. Trong đôi mắt của đám phó bình, Lâm Phi Dương là một mảnh tĩnh mịch, lệnh triệu tập được ban hành có ý nghĩa như thế nào, bọn họ đều rõ ràng. Đó sẽ là một trận chiến lớn chưa từng có từ trước đến nay. Bất kể là đối với ai thì đó cũng đều là mất mát to lớn,
nhất là toàn bộ giới võ đạo của Lạc Việt, đây sẽ là một tổn thất nặng nề. Mà bọn họ lại không thể ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Lệnh triệu tập từ truyền nhân của tà thần, chính là Diệp Lâm Quân, vừa phát ra, toàn thể Lạc Việt đều nổ tung, những người truy đuổi tà thân vốn như ruồi mất đầu chạy loạn khắp nơi đều trở nên cực kỳ hưng phấn. Hai ngày nay, trừ Thiên Sách Phủ đang tìm kiếm Diệp Lâm Quân ra thì bọn họ cũng đang tích cực tìm kiếm, nhưng mà tìm tới tìm lui cũng không có chút xíu manh mối nào cả. Bây giờ Diệp Lâm Quân lại trực tiếp tuyên bố lệnh triệu tập, nhóm người truy đuổi tà thần đều hưng phấn vô cùng, lập tức từ bốn phương tám hướng chạy tới núi Thiên Đăng. Bọn họ cứ giống như bị thần kinh vây, không tiếc bất kỳ giá nào để đến được núi Thiên Đăng. Dọc theo đường đi, mỗi khi gặp tập kích hoặc bị ngăn cản, bọn họ đều là có thể tránh được thì tránh, không hề ham chiếm. Chỉ vì được lập tức nhìn thấy truyền nhân của tà thần. Bằng mọi giá, phải tập hợp với tốc độ nhanh nhất. Kẻ nào cản đường đều giết không tha. Sau khi nhóm tín đồ của tà thân nhận được lệnh triệu tập đều giống như phát điên hết cả. Bởi vì lệnh triệu tập là dành cho tất cả các tín đồ, cho nên không thể nào lén lút truyền ra bên ngoài được cả, dẫn đến kết quả chính là tất cả mọi người đều biết đến lệnh triệu tập này. Thế lực của đảo Đông Ca sau khi biết chuyện này đều ngơ cả người. Kế hoạch ban đầu của bọn họ đó là lợi dụng nhóm tín đồ của tà thần để tạo nên mâu thuẫn lớn trong phạm vi Lạc Việt, khiến giới võ đạo của Lạc Việt suy yếu đi một chút. Nhưng một cái lệnh triệu tập của Diệp Lâm Quân đã hoàn toàn đập nát kế hoạch của bọn họ, khiến bọn họ hoàn toàn không thể lợi dụng được những tín đồ của tà thần. Đối với chúng ta mà nói thì đây không phải chuyện tốt lành gì cả. Tuy nhiên, sau khi nghe lệnh triệu tập, các thế lực của Thiên Sách Phủ đều cười phá lên. Diệp Lâm Quân tuyên bố mệnh lệnh thì đúng thật là có thể triệu tập những tín đồ của tà thần thật đấy, nhưng một mặt khác, anh cũng tự vạch chân tung tích của mình, khiến nơi ở của bản thân hoàn toàn bại lộ. Ngoài ra, còn có một điều nữa, đó là tập hợp toàn bộ những người truy đuổi tà thần lại với nhau, đây không phải là chỉ cần chờ đợi rồi một mẻ hốt gọn hay sao? Đỡ phải nhọc công đi tìm từng thành phân tà ma ngoại đạo này, bớt đi bao nhiêu là việc. Thiên Sách Phủ lập tức truyền ra mệnh lệnh, bảo giới võ đạo của Lạc Việt tạm thời ngừng hành động, nếu có bắt gặp tín đồ của tà thần nào đó thì cứ trực tiếp cho qua. Bọn họ là muốn những người truy đuổi tà thần hội hợp với Diệp Lâm Quân, truyền xuống một mệnh lệnh nữa, tất cả những ai có lý tưởng muốn vây quét thảo phạt Diệp Lâm Quân đều lập tức tới tụ họp ở núi Thiên Đấng. Tuân theo mệnh lệnh thống nhất của Thiên Sách Phủ, ngoài ra, chúng ta cũng phải cử ra đội hình mạnh nhất, có Diệp Lâm Quân cộng thêm tất cả tàn dư của tà thần tuyệt đối không dễ đối phó đâu. Kêu tộc Bảo Long phái cường giả đến, cùng chúng ta vây quét Diệp Lâm Quân. À còn nữa, liên lạc với tất cả các cường giả trên thiên địa bảng, bảo bọn họ cũng nên góp chút sức lực vào công cuộc thảo phạt Diệp Lâm Quân đi. Sau khi biết được vị trí chính xác, Thiên Sách Phủ đã bố trí rất kỹ càng, những cường giả có thể điều động đều phái đi toàn bộ. Ngoài ra, những bậc thầy như Hứa Chính Kiệt cũng nằm trong danh sách được mời. Còn có đội quân do đám Richard thành lập cũng đứng vào hàng ngũ bao vây tiêu diệt này. Tất cả các thế lực đều hướng về núi Thiên Đấng. Một trận chiến lớn trước nay chưa từng có sắp diễn ra. Sau khi phát lệnh triệu tập được mấy tiếng, đã có không ít tín đồ của tà thần chạy đến. Nhìn đội quân bên cạnh dần dần trở nên lớn mạnh, dù thế nào thì Diệp Lâm Quân cũng không vui nổi. Quân đội của bạn càng lớn, cũng đồng nghĩa với quân đội của đối phương lại càng mạnh. Ai cũng muốn một mẻ hốt gọn cả. Tiểu tà thần, ước chừng nửa ngày nữa là tất cả các đồng đạo của chúng ta sẽ tập hợp đông đủ. Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi. Sợ gì chứ, dưới sự dẫn dắt của cậu, bọn chúng đến bao nhiêu thì ta giết bấy nhiêu. Một đám cao thủ đều sôi nổi bày tỏ thái độ. Diệp Lâm Quân gật gật đầu, tôi biết rồi. Diệp Lâm Quân, thật ra là anh đã đưa ra một quyết định ngu xuẩn đấy. Anh tự để lộ vị trí của mình, thế thì các người sẽ phải chịu sự vây quét từ tất cả mọi phía. Lâm Phi, Dương cười to, nói. Lúc mới bắt đầu Diệp Lâm Quân tuyên bố lệnh triệu tập, bọn họ cảm thấy nguy cơ đã đến. Nhưng sau đó bọn họ đã nghĩ thông suốt, Diệp Lâm Quân đây là đang chui đầu vô lưới. Rõ ràng anh đã trốn đi, rất khó tìm được anh. Giờ anh lại muốn chủ động làm lộ tung tích. Đây chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Diệp Lâm Quân liếc nhìn Lâm Phi Dương một cái. Người ở ngay bên cạnh hiểu ý ngay lập tức, tiến lên hung dữ tát Lâm Phi Dương một cái trên mặt. Còn nói lung tung, tôi sẽ giết anh ngay. Diệp Lâm Quân cười cười, các người vẫn nên quan tâm cảnh ngộ cửa mình trước đi.
Nói xong, ánh mắt của Diệp Lâm Quân dừng ở trên người của Phó Bình và Ninh Y Nhiên. Dân bọn họ đến phòng của tôi. Diệp Lâm Quân lưu lại một câu rồi rời đi. Oành! Nhưng đầu óc của Phó Bình và Ninh Y Nhiên sắp sửa nổ tung. Anh đây là muốn làm cái gì? Dẫn bọn cô đến phòng anh. Cảm giác bất an nảy sinh trong lòng các cô. Phó Bình và Ninh Y Nhiên đều đang run rẩy. Anh không phải là muốn. Nghĩ đến loại tình huống đó, hai người ngay lập tức đổ mồ hôi lạnh. Ngay cả Lâm Phi Dương đều bị dọa sợ. Các người muốn làm cái gì? Các người muốn làm cái gì? Thả người ra đi. Lâm Phi Dương vẫn luôn yêu thầm Phó Bình. Anh ta nghe thấy hai người Phó Bình bị đưa đến phòng của Diệp Lâm Quân. Sao anh ta có thể không hoảng loạn? Một khi Diệp Lâm Quân làm bất cứ chuyện gì với hai cô, anh ta điên rồi. Trong lúc nhất thời, Lâm Phi Dương nghẹn đỏ mặt hét lớn, cả người cực lực giấy giụa. Bình tĩnh đi. Tạch. Anh ta trực tiếp bị đánh hôn mê. Ninh Y Nhiên và Phó Bình cuối cùng vẫn bị mang đi, hai cô được dẫn tới phòng của Diệp Lâm Quân. Trong phòng, Diệp Lâm Quân nằm ở ghế nằm. Phó Bình và Ninh Y Nhiên thấp thỏm cảnh giác nhìn Diệp Lâm Quân. Phó Bình nắm tay gắt gao nắm, cô ta rất muốn ra tay bất ngờ, nhưng cô ta hiểu rõ, không có khả năng thành công. Với thực lực của Diệp Lâm Quân, cô ta căn bản không cơ hội. Cô ta và Ninh Y Nhiên liếc nhìn nhau. Hai người đều ôm lấy quyết tâm nhất định sẽ chết. Nếu Diệp Lâm Quân có suy nghĩ gì mà nói, các cô sẽ tự sát, tuyệt đối sẽ không làm Diệp Lâm Quân thực hiện được. Anh dẫn chúng tôi tới phòng của anh để làm cái gì? Phó Bình thấp thỏm hỏi. Hai người các cô bước sang đây. Giọng nói lạnh lùng của Diệp Lâm Quân vang lên, hai người đồng thời run lên. Dưới uy áp của Diệp Lâm Quân, hai người vẫn là ngoan ngoãn đi qua. Cô ta nghĩ muốn trốn không xong. Khác với Phó Bình, Ninh Y Nhiên càng sợ chết hơn. Cô suy nghĩ đợi lát nữa Diệp Lâm Quân muốn làm gì với cô ta, khả năng cô ta sẽ thỏa hiệp, ngoan ngoãn tùy ý theo sự sắp xếp của Diệp Lâm Quân. Hình như Diệp Lâm Quân cũng không kém. Ngoại trừ thân phận ma đầu ra, còn các phương diện khác đều là thanh niên ưu tú nhất mà cô đã gặp. Phẩm cấp của Lâm Phi Dương, càng không thể nào so sánh với anh, dường như anh thực không một ồi. Nghĩ như vậy, trong lòng của Ninh Y Nhiên dễ chịu hơn nhiều. Hai người thấp thỏm đi đến trước mặt của Diệp Lâm Quân, không biết anh muốn làm cái gì. Một người bóp vai, một người bóp chân. Nhanh lên! Lời nói khiến người ta khiếp sợ không thôi. Lúc Diệp Lâm Quân nói ra những lời này, Phó Bình và Ninh Y Nhiên trực tiếp trợn tròn mắt. Cái này! Đưa hai cô đến đây, là vì cái này. Phụt! Ninh Y Nhiên đều phải hộc máu. Vừa mới cái gì đều muốn, đều chuẩn bị tâm lý thật tốt. Kết quả là như thế này. Phó Bình cũng thực cạn lời. Nhanh lên, làm gì đó. Bức tôi tự mình làm sao? Hai người Phó Bình đành phải một người bóp vai, một người bóp chân. Chẳng qua trong lòng hai người không hiểu sao có chút mất mát, vắng vẻ. Diệp Lâm Quân không muốn làm gì với các cô, ngược lại khiến hai người không cam lòng. Bản thân các cô không có sức hấp dẫn sao? Tuổi trẻ, xinh đẹp, địa vị cao, thực lực mạnh. Đàn ông chẳng phải đều thích sao? Đặc biệt là đại ma đầu như Diệp Lâm Quân. Nhưng Diệp Lâm Quân cố tình căn bản liếc mắt đều không thèm nhìn xem bọn họ. Dẫn các cô đến để làm cái này. Khóe miệng nhóm tà ma ngoại đạo bên ngoài đều lộ ra tươi cười. Xem ra tiểu tà thần thật là ma đầu trời sinh. Đàn ông giết, phụ nữ không buông thai. Dưới sự lãnh đạo của anh, tin rằng chúng ta sẽ trở về thời đại tà thần. Mọi người cười nói vui vẻ. Tất cả mọi người nhìn vào phòng của Diệp Lâm Quân, đều tỏ vẻ hiểu rõ mà nở nụ cười. Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng. Diệp Lâm Quân muốn làm gì, có ai mà không hiểu kia chứ? He he he. Nếu Diệp Lâm Quân mà biết đám người này đang nghĩ gì trong đầu, chắc sẽ tức chết mất. Anh đang suy nghĩ đối sách, đồng thời biện pháp trừng phạt nho nhỏ dành cho hai cô gái này. Đám người trẻ tuổi này thật sự quá điên cuồng. Diệp Lâm Quân nhất định phải tìm cách làm giảm khí thế của bọn họ xuống. Thử nghĩ xem, để cho Phó Bình người được xem là tiên tử trở thành người hầu đến đấm chân cho mình. Đây chẳng phải là muốn vả vào mặt cô ta hay sao? Nhưng không nghĩ tới mọi người lại hiểu nhầm rồi. Không thể không nói, lực tay của võ giả thật sự rất chuẩn. Đúng thật là rất thích hợp với việc đấm chân bóp vai.
Diệp Lâm Quân nhắm mắt nghỉ ngơi, suy nghĩ. Thời gian 2 tiếng dần dần trôi qua. Lâm Phi Dương bị nhốt lại cũng đã tỉnh lại rồi. 2 giờ rồi cũng chưa thả người ra, điều này có nghĩa là hại, cô gái này đã rơi vào tầm ngắm của Diệp Lâm Quân rồi. Việc nên xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Áp Lâm Phi Dương ngửa mặt lên trời hét to. Năm tay nắm chặt lại, một nguồn lực lượng mạnh mã trào ra. Chút nữa là đã cởi được dây thừng rồi. Diệp Lâm Quân, tôi với anh không đội trời chung. Đừng để tôi thoát ra được, nếu không tôi sẽ cho anh chết không toàn thay. Đối với Lâm Phi Dương mà nói. Sau khi nhận được tin tức này, Lý Tử Nhiệm trợn tròn mắt, tất cả mọi người trong 2 nhà Lý Trinh đều trợn tròn mắt, đến Văn Hy cũng bối rối. Diệp Lâm Quân sẽ như vậy ư? Không thể nào, nhưng sự thực lại đặt ngay trước mắt, chuyện này đã truyền khắp Lạc Việt, chuyện này vẫn là truyền tới từ thế lực của tà thần. Chắc như đỉnh đóng cột, nhưng Văn Hy vẫn có chút không tin. Cô ta tự tin rằng mình có vài phân nhan sắc, có thể so với ngôi sao màn bạc. Nhưng khi ở chung với Diệp Lâm Quân, từ trước đến giờ anh vẫn chưa từng nhìn cô ta một chút nào, giống như đã quá quen với các kiểu người đẹp rồi vậy. Anh không giống như người có thể làm ra được việc này mà Lý Tử Nhiệm cũng tin tưởng Diệp Lâm Quân sẽ không làm như vậy, nhưng sự thực lại đang được đặt ngay trước mắt. Cô còn có thể làm gì bây giờ? Cô nản lòng thoái chí, lấy nước mắt rửa mặt. Con gái cô bị bắt, đến nay còn không có tung tích. Chồng cô thành ma đầu, lại làm ra chuyện như vậy nữa. Ôi, từ khi 2 đứa chúng mày muốn kết hôn thì tao đã đi xem bói cho chúng mày rồi, đời này chúng mày có rất nhiều nhấp nhôi. Tao đã từng nói với mày rồi mà chính mày không tin nhé, bây giờ thì hay chưa? Bộ mặt thật của nó lộ ra rồi đúng không? Lý Văn Chấn bực bội quát lên. Chuyện xem bói này là có thật. Lý Tử Nhiệm chỉ có thế khóc nức nở nghẹn ngào. Gia đình họ vốn đang tốt đẹp, vì sao lại biến thành như vậy cơ chứ? Nếu như cả nhà họ đều là người bình thường thì tốt biết bao nhiêu. 2 người cùng nhau kinh doanh công ty, con gái ngoan ngoãn đi học, người lớn trong nhà khỏe mạnh sống thọ thì tốt biết mấy. Đáng tiếc, Diệp Lâm Quân có được địa vị cao, thế nhưng lại là truyền nhân của tà thân. Những điều này khiến họ nhất định không thể làm người bình thường được, dẫn đến như bây giờ. Cửa nát nhà tan, vợ con ly tán, đến con gái mình cũng không tìm được. Diệp Lâm Quân rốt cuộc thì anh đang làm cái gì vậy? Anh như vậy thì làm sao em có thể tha thứ cho anh được? Tin tức này thực sự giống như một cây búa tạ nện xuống vậy. Diệp Lâm Quân đã để lộ ra bản tính của truyền nhân của tà thần. Khắp nơi đều đang mắng chửi Diệp Lâm Quân, hận không thể lột ra rút gân anh. Lúc này, một đội ngũ do Richard tự mình dẫn dắt cũng đã tiến vào biên giới Lạc Việt, họ đi thẳng tới núi Thiên Đấng, nhưng trên đường đi, trong đội ngũ không ngừng có người rời đi, tổng cộng có chừng hơn 100 người rời đi mà không biết đi nơi nào. Nhưng đối với đám Richard thì đây lại là chuyện tốt, họ có thể quang minh chính đại tiến vào Lạc Việt, làm những gì họ muốn làm. Cho dù vệ binh Viêm Long có thể dự đoán trước được việc này nhưng lại không thể tự giải quyết được. Thiên Sách Phủ lúc này lại đang dồn hết sức lực để đối phó với Diệp Lâm Quân, họ sẽ không để ý đến những việc này. Núi Thiên Đấng. Nơi này đột nhiên trở thành toàn bộ tiêu điểm của toàn bộ thế giới, vô số thế lực đang tụ tập đến nơi này. Dân chúng ở xung quanh núi Thiên Đấng cuống cuồng rút đi, chỉ sợ mình sẽ bị vạ lây. Chỉ mới hơn nửa ngày mà những người ủng hộ tà thần đã tụ tập gần đủ cả. Diệp Lâm Quân nhìn cao thủ đầy khắp núi đồi, khóe miệng anh nhếch lên. Nguồn sức mạnh thật mạnh mẽ biết bao. Theo bản năng, anh định đưa nguồn sức mạnh mạnh mẽ này vào bên trong danh sách chiến đấu của Lạc Việt, tăng cường sức mạnh của Lạc Việt. Nhưng hôm nay, anh là kẻ địch chung của Lạc Việt. Tất cả đều muốn diệt trừ anh thì mới có thể yên tâm được. Nhưng vẫn có người tin tưởng anh, vậy là được rồi. Nhưng khi Diệp Lâm Quân nghe được đám danh con này truyền đi tin tức anh và Phó Bình ở cùng một phòng thì anh thực sự đã tức đến bật cười. Đây là đồng đội ngu như lợn à. Lần này thì có nói thế nào cũng không giải thích rõ được rồi. Khởi bẩm tiểu tà thần, dựa theo tin tức ngầm mà chúng ta lấy được thì toàn bộ cao thủ đứng thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 7. Thứ 8, thứ 9 trên thiên bảng đều đã được điều động rồi. Còn có 3 thiên kiêu đứng đầu địa bảng, Thiên Sách Phủ và cao thủ trung tâm của tộc Bảo. Long đều đã đến cả rồi. Thậm chí còn có các thế lực lớn của nước ngoài cũng đến rồi. Tiểu tà thần, chúng ta không thể tránh được trận đại chiến này đâu. Tôi còn nghe nói họ đã mời tới một bậc thầy pháp thuật,
tuy không có tên trong thiên bảng nhưng chắc chắn là thực lực ở cấp thiên bảng. Có người nói trình độ của bậc thầy đó phải ngang ngửa với ba người đứng đầu thiên bảng. Diệp Lâm Quân không để ở trong lòng, nhưng câu nói tiếp theo lại khiến cả người anh chấn động. Lúc trước bậc thầy pháp thuật này hình như là người bình thường đó. Tên người đó là Hứa Chính Kiệt. Cái gì, Hứa Chính Kiệt ư? Nghe được cái tên này, sắc mặt Diệp Lâm Quân hoàn toàn thay đổi. Là anh ta ư, vậy mà lại là Hứa Chính Kiệt. Anh đã đề phòng hết mức như vậy mà vẫn để cho mối họa Hứa Chính Kiệt này thành hình. Lúc trước tuy Hứa Chính Kiệt đã có kế hoạch, nhưng vì phải đề phòng anh nên mới không hành động. Nhất định là anh ta thừa dịp anh đang trở thành kẻ địch chung của toàn bộ Lạc Việt nên mới như vậy. Nhưng anh ta không phải sản xuất vũ khí à? Sao lại trở thành bậc thầy pháp thuật cơ chứ? Đúng rồi, nhất định là vũ khí mạnh khiến anh ta trông như bậc thầy pháp thuật. Trong suy nghĩ của Diệp Lâm Quân, Hứa Chính Kiệt là người phát minh ra các loại vũ khí mạnh, chứ không nghĩ rằng anh ta cải tạo lại chính bản thân mình. Không được, Lý Tử Nhiệm, chắc chắn Hứa Chính Kiệt sẽ không buông tha Lý Tử Nhiệm. Diệp Lâm Quân lập tức phái người đi tìm kiếm tung tích của Lý Tử Nhiệm. 3 tiếng sau, toàn bộ thể lực của tà thân đã tập kết xong xuôi. Họ tập hợp thành từng đội quân một ở trước mặt Diệp Lâm Quân. Đến Diệp Lâm Quân cũng bị trận thế này dọa sợ rồi. Thế lực của tà thần quả nhiên mạnh mẽ. Không trách trước đây được gọi là thời đại của tà thần. Không chỉ tà thân Hỏa Vân mạnh mẽ mà ngay cả những người đi theo ông ta cũng rất mạnh mẽ. Bên trong những người đứng đầu trong thế lực của tà thần, Diệp Lâm Quân đã phát hiện ra 10 mấy cao thủ sánh ngang với hàng ngũ Ngũ Long đạo nhân trên thiên bảng. Thậm chí còn có 6, 7 người rõ ràng là mạnh hơn Ngũ Long đạo nhân. Họ tất có thể là cao thủ bát trọng thiên trong truyền thuyết. Thảo nào mà ngay cả Thiên Sách Phủ và tộc Bảo Long cũng phải kiêng nể. Nếu như mình mang theo nhiều cao thủ như vậy thì nguy hiểm mà Lạc Việt gặp phải sẽ cực kỳ to lớn. Ừ, không tệ, có phong độ như năm đó của tà thần. Một kiếm khách áo trắng, eo gài kiếm, tay cầm quạt, phong độ nhẹ nhàng, đặc biệt là gương mặt tuấn tú càng có vẻ hiền lành vô hại, khi cười khiến cho người ta có cảm giác ấm áp như gió xuân. Đừng bị bề ngoài của ông ta đánh lừa, kẻ này được xưng là tà thần kiểm, là một đại ma đầu giết người như ngoé. Không sai, chỉ cần có thời gian là có thể đạt đến cảnh giới như tà tần năm đó rồi. Một người giấu, mình trong bộ áo đen, âm thanh khàn khàn như đang dùng móng tay cào vào kính. Đây là tà thần đen, một trong thất đại tà thần dưới trướng tà thần Hỏa Vân. Thất đại tà thần đều có thực lực lên đến bát trọng thiên. Năm đó, sau khi tà thần Hỏa Vân biến mất, 7 người họ ngay lập tức mang theo đám tay sai của mình trốn đi vì mục đích giữ gìn thực lực, chờ mong ngày trở về. Nếu 7 người này cùng nhau xuất hiện thì rất ít người có thể ngăn được. Vậy nên Thiên Sách Phủ mới kiêng dè thế lực của tà thần như vậy, mới mời toàn bộ cao thủ trên thiên bảng tới. Trên đỉnh núi Thiên Đãng, Diệp Lâm Quân đứng đối diện với thất đại tà thần. Họ đều vô điều kiện nghe lệnh Diệp Lâm Quân. Lúc này Diệp Lâm Quân đang suy đoán xem rốt cuộc sư phụ tùy ý có phải là tà thần Hỏa Vân hay không. Sao anh lại có cảm giác là không phải cơ chứ? Còn người giả mạo mình là ai? Tại sao người đó lại có bộ võ công giống mình? Trong chuyện này có bí mật gì? Diệp Lâm Quân vẫn chưa nói những chuyện này cho thất đại tà thần, nhỡ rút dây động rừng thì sao? Anh vẫn nên từ từ điều tra thì hơn. Chủ nhân nhỏ, bây giờ toàn bộ thế lực của chúng ta đã tập hợp xong xuôi. Nhưng toàn bộ tung tích của chúng ta cũng bại lộ rồi. Đúng vậy, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, 50 km xung quanh núi Thiên Đấng cũng đã bị bao vây đến mức nước chảy không lọt rồi. Chuyện này với họ mà nói là một cơ hội cực kỳ tốt để bắt sạch chúng ta mài. Đội quân của Thiên Sách Phủ sẽ tấn công tới đây rất nhanh thôi. Đến lúc đó chúng ta sẽ đối đầu trực tiếp với họ hay là làm gì khác. Thất đại tà thần đều phát biểu ý kiến của riêng mình, có điều toàn bộ họ đều nhìn về phía Diệp Lâm Quân, chờ Diệp Lâm Quân quyết định. Trận chiến này cực kỳ quan trọng. Nếu không cẩn thận thì có thể sẽ toàn quân bị diệt. Diệp Lâm Quân cười. Thực ra tôi đều đã có kế hoạch cả rồi. Mọi người hãy nghe tôi nói. Diệp Lâm Quân đi đến trước mặt 7 người họ, nhỏ giọng nói ra kế hoạch của mình. Cái gì, sao có thể làm như vậy được? Đúng, tuyệt đối không được. Thất đại tà thần lập tức phản đối. Mọi người không, nghe theo mệnh lệnh của tôi ư. Chủ nhân nhỏ, tất cả chúng tôi đều nghe theo sự sắp xếp của ngài.
Nhìn thấy sự tức giận của Diệp Lâm Quân, bảy vị tà thần lập tức quỳ xuống trước mặt anh. Cậu chủ, chúng tôi sai rồi. Chúng tôi không nên oán hận về bất cứ điều gì, chúng tôi nên tuân theo mệnh lệnh của cậu vô điều kiện. Cả bảy người cúi đầu không dám đứng dậy. Kết cục khi làm trái tà thần bọn họ biết rất rõ. Mặc dù bọn họ là bảy vị tà thần, nhưng người trước mặt họ mới là hậu duệ thực sự của tà thần. Là người duy nhất xứng đáng với danh hiệu tà thần. Còn bọn họ đều chi là hư danh mà thôi. Không sao, đứng lên đi, chỉ cần nghe lời tôi, mọi người đi chuẩn bị. Diệp Lâm Quân ra lệnh. Bảy vị tà thần nhanh chóng tản đi. Diệp Lâm Quân đứng trên đỉnh núi, hai tay chắp sau lưng, nhìn về phía xa xăm. Một trận chiến lớn sắp diễn ra. Dường như đêm nay toàn bộ núi Thiên Đan rất yên bình. Không có tiếng chim và tiếng thú, thậm chí cũng không có gió thổi. Tuy nhiên, khu vực xung quanh núi Thiên Đan lại kịch liệt dữ dội như lửa. Thiên Sách Phủ, tộc Bảo Long cùng với các vị cao thủ của các thế lực tai to mặt lớn đều đã có mặt. Các chỉ huy lực lượng quốc tế là Hứa Chính Kiệt và Richard cũng đã có mặt. Họ bao vây núi Thiên Đan chặt đến nỗi không một con kiến có thể lọt ra ngoài. Trên bầu trời núi Thiên Đan, cũng bị bao vây chặt chẽ. Trong tay nhóm người này, không ngoa khi nói một con ruồi không thể bay lọt. Huống chỉ là nhiều người sống như vây, đừng ai nghĩ có thể rời đi, có nên nói Diệp Lâm Quân thật sự rất ngu ngốc không? Không chỉ tập hợp mọi người lại với nhau, còn làm bại lộ địa điểm. Đây không phải chỉ chờ chúng ta dùng một lưới mà bắt hết sao? Ha ha ha! Mọi người đều cười ầm lên. Mọi người đừng có mà khinh thường Diệp Lâm Quân, anh ta dám làm lộ ra địa điểm, còn tập hợp lại tất cả mọi người, sợ rằng là muốn cùng chúng ta chiến đấu đến chết. Đám quỷ này không dễ đối phó đâu, tất cả mọi người chuẩn bị, đợi mệnh lệnh, cuộc tổng tấn công sẽ được phát động trong một giờ nữa. Biết rồi, trên gương mặt ai cũng hưng phấn và chờ mong. Ở cách núi Thiên Đan không xa, đông đảo lực lượng đã tập trung tại đây. Ha ha ha! Ngày chúng ta chờ đợi cuối cùng cũng đến rồi. Mọi thứ diễn ra tốt đẹp hơn chúng ta tưởng. Theo kế hoạch của chúng ta, tất cả chỉ suy yếu ở quy mô nhỏ, nhưng không ngờ Diệp Lâm Quân lại tập hợp mọi người lại với nhau. Trận chiến này sẽ làm suy yếu sức mạnh của giới võ đạo. Đúng vậy, tuy Thiên Sách Phủ mạnh mẽ, nhưng những người theo tà thần cũng không phải là yếu. Nghe nói bảy vị tà thần đều có tu vi từ Bát Trọng Thiên trở lên. Bát Trọng Thiên là khái niệm gì? Lúc trước máy bay chiến đấu vì không để lộ tẩy con bài chưa lật, thà để cho Diệp Lâm Quân rời đi cũng không muốn xuất ra sức mạnh của cường giả Bát Trọng Thiên đấy. Chúng ta chỉ cần ngồi đó mà chờ xem kịch vui là được. Điều họ không biết là ai đó đã lần theo dấu vết và tìm đến trước cửa. Dù sao họ vẫn để lại manh mối, trước đây, không dễ dàng tìm thấy Diệp Lâm Quân ở một mình. Nhưng bây giờ Diệp Lâm Quân có thể sử dụng nhiều tài nguyên. Ngoài đội quân bí mật của mình, anh còn có bảy vị tà thần. Khí thế của cuộc chiến càng lúc càng tăng. Diệp Lâm Quân Vân đang đứng trên đỉnh núi, anh đã đứng suốt mấy tiếng đồng hồ rồi. Anh ấy vừa nhận được tin rằng Lý Tử Nhiệm vẫn ổn. Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm. Euro có thể tập trung cho trận chiến tiếp theo rồi. Trước tiên hãy giải quyết tất cả những rắc rối trước mắt. Sau đó, Lý Tử Nhiệm đã được giải cứu. Núi Thiên Đan, tâm điểm của thế giới. Trận chiến này có ý nghĩa lịch sử vượt thời đại. Nó có thể ảnh hưởng đến hướng đi của giới võ đạo trong tương lai, và thậm chí là hướng đi của toàn bộ thế giới. Đếm ngược, 3, 2, 1, bắt đầu tổng công kích. Ầm ầm ầm. Đột nhiên một ngọn lửa tín hiệu bốc lên và nổ tung trên núi Thiên Đan. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, một tia sáng lóe lên trên bầu trời, dày đến nổi đủ để chiếu sáng toàn bộ núi Thiên Đan như ban ngày. Giết! Giết Diệp Lâm Quân! Tiến công! Hàng vạn cao thủ bắt đầu tấn công núi Thiên Đan từ mọi hướng. Diệp Lâm Quân, tận thế của anh đã đến rồi. Hứa Chính Kiệt, Richard bọn họ cũng tham gia vào. Giết khắp bốn phương tám hướng, vô số cao thủ đã leo lên núi Thiên Đan. Ai cũng đằng đằng sát khí. Một khi đã nhìn thấy bất luận kẻ nào, đều muốn đuổi cùng giết tận. Bọn họ không cho phép bất kỳ tên tà ma ngoại đạo nào sống sót trong đêm nay. Tất cả đều phải chết, nhưng chỉ vài phút sau, tất cả mọi người đều sững sờ. Bởi vì dọc theo đường đi, không có một tên tà ma ngoại đạo nào trong tầm mắt cả. Không phải chứ, theo như số lượng lực lượng của tà thần thì bọn chúng phải ở khắp mọi nơi chứ.
một nơi nhỏ bé như đỉnh núi chắc chắn sẽ không thể chứa được nhiều người như vậy. Vậy những tên đó đã đi đâu? Hãy cẩn thận, những tên quỷ này rất xảo quyệt. Hầu hết chúng đang nằm đó mai phục, chờ đợi thời cơ để tấn công chúng ta đấy. Hãy cẩn thận. Ngay lập tức, các cao thủ đều đề cao cảnh giác, giảm lại bước chân và leo núi lên từ từ. Nhưng càng ngày càng trở nên hoảng sợ, không có một ai cả, toàn bộ núi Thiên Đan yên tĩnh đến đáng sợ. Không có bất kỳ một âm thanh nào cả. Một bóng người cũng không thấy. Thậm chí dấu vết của động vật cũng không có. Không đúng, tại sao lại không có động tĩnh gì? Hẳn là phải sớm tập kích chúng ta rồi mới đúng chứ? Không thấy người, mọi người tiếp tục leo lên núi. Chẳng mấy chốc, đã đến lưng chừng núi nhưng họ vẫn không thấy một bóng người. Điều này khiến cho vẻ mặt của mọi người tràn đầy nghi hoặc. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Giữa lưng chừng núi cũng không có ai. Những tên quỷ này rốt cuộc đang làm cái gì? Diệp Lâm Quân đã làm cái quỷ gì vậy? Quá quỷ quyệt, quá xảo trái, để cho tôi thấy mặt bọn chúng, tôi nhất định sẽ băm chúng thành chấm mảnh. Tiếp tục đi, các cao thủ khắp nơi tiếp tục leo lên núi. Có các cao thủ Thiên Sách Phủ và cao thủ Thiên Bảng áp trận, cho nên bọn họ không hề sợ hãi. Càng đi càng kích động. Thật kỳ quái, rất là kỳ quái. Không hề thấy một bóng người nào. Ngay cả khi sắp lên đến đỉnh, họ vẫn không thấy một ai cả. Rốt cuộc thì Diệp Lâm Quân đang làm cái quái gì vậy? Đây đều là nghi vấn trong đầu mỗi người. Tôi biết Diệp Lâm Quân, anh ta đa mưu túc trí những lúc như thế này, càng không thể xem thường được. Hứa Chính Kiệt nhắc nhở nói. Đúng vậy đấy, dù sao thì Diệp Lâm Quân và bảy vị tà thần đều rất mạnh. Một khi bọn chúng có bất kỳ âm mưu quỷ kế nào, chúng ta đều sẽ bị tổn thất nặng nề. Một bầu không khí kinh hoàng bao trùm khắp núi Thiên Đan. Vẻ mặt của mọi người đều căng thẳng, sắc mặt cứng lại. Sau một phen thương nghị của cấp cao của Phủ Thiên Sách, thì họ đã quyết định để kẻ mạnh đi trước mở đường, để đề phòng các cao thủ của Thiên Bảng và Phủ Thiên Sách đi trước và mở đường, và đại đa số quân binh sẽ theo đằng sau, từng bước một, đi lên tới đỉnh núi. Tình hình vẫn như vậy. Dọc đường đi vẫn chưa hề thấy ai ở đây. Thậm chí một cao thủ cũng không có. Suy cho cùng, trong quan niệm của mọi người, những tên quỷ quyệt này trời sinh xảo trá, tàn bạo vô tình. Một khi chúng sử dụng bất kỳ âm mưu gì, có thể bọn họ sẽ không ngăn chặn được. Sau nửa giờ, quân đội của tất cả các bên đã thành công leo lên đỉnh từ bốn hướng. Trên đỉnh núi, chỉ có một bóng người sừng sững. Đó là Diệp Lâm Quân. Không ai nghĩ tới chuyện này. Chỉ có một người duy nhất trên toàn bộ núi Thiên Đan. Hàng chục ngàn lực lượng của tà thần giờ ở đâu? Thật là khó hiểu. Lực lượng tà thần đều đã tập hợp lại, đây là điều mà Thiên Sách Phủ đã nhìn thấy và xác nhận. Vì vậy, rất nhiều người đều đã đến núi Thiên Đan. Làm thế nào có thể vô duyên vô cớ mà biến mất như vậy? Bọn họ gần như đã lục soát toàn bộ núi Thiên Đan. Một người cũng không thấy. Người đã đi đâu hết rồi? Sao lại chỉ có một người? Không thể tưởng tượng nổi. Không thể hiểu được. Bóng người từ từ quay lại. Đó là Diệp Lâm Quân. Chỉ có Diệp Lâm Quân ở núi Thiên Đan. Tôi đã đợi mọi người rất lâu. Diệp Lâm Quân khóe miệng mỉm cười. Nhưng dáng vẻ này, trong mắt người khác lại gần giống như một ác quỷ. Kế hoạch không thành công sao? Thế không phải kế hoạch đã thành công dã tràng rồi sao? Tuyệt đối là dối trái. Nhưng nếu thế lực của tà thần mai phục thì chúng có thể nằm mai phục ở đâu chứ? Bây giờ toàn bộ mọi ngóc ngách đều là người của họ. Lực lượng của tà thần không có nơi nào để ẩn nấp cả. Vậy bọn chúng đã đi đâu? Không thể nào tự nhiên mà biến mất trong không khí được. Đây là chuyện không thể. Làm sao mà mấy nghìn người ở Thiên Sách Phủ lại biến mất trong nháy mắt chứ? Chỉ có một cách giải thích, đó là giống như người của nước Chiến Ưng và đảo Đông Ca, ẩn mình và hòa làm một với thiên nhiên. Điều này thì có thể. Nhưng chỉ một số người hoặc rất ít người làm được. Hàng vạn người thì không thể nào làm được. Mọi người đã đi đâu hết rồi? Rốt cuộc là họ đang mưu kế chuyện gì? Diệp Lâm Quân, cậu đừng có mà giở trò ở đây. Người đâu hết rồi, những người khác đâu? Đại Hổ hỏi. Đúng, Diệp Lâm Quân, cậu đừng xỉ tâm vọng tưởng nữa. Đối mặt với sức mạnh thực sự, âm mưu quỷ kế của cậu đều vô dụng. Đúng vậy, Diệp Lâm Quân, cậu nên nắm bắt cơ hội đi.
giao hết thuộc hạ của cậu ra đây. Có thể tôi sẽ tha cho cậu một mạng. Nhóm người này một mặt buông lời đe dọa, một mặt dòm ngó quan sát bốn phía xung quanh. Chẳng ai muốn bị đánh lén cả. Ngay cả những người trong thiên bảng. Diệp Lâm Quân vui vẻ. Nói trắng ra, bọn họ đang sợ. Anh cười, đừng lo, tôi là người duy nhất ở núi Thiên Đan này. Nói láo, quỷ mới tin cậu, bọn tôi đã nhìn thấy nhiều tà thần tiến vào núi Thiên Đan. Làm sao chỉ có một người được? Diệp Lâm Quân, đừng nói dối. Có mưu kế gì cứ bày rét. Diệp Lâm Quân vừa mở miệng đã bị đám người này phản bác. Diệp Lâm Quân cười. Xem ra tà thần đã tạo ra bóng ma tâm lý quá lớn cho đám người này rồi. Đối phó với mọi người, một mình tôi là đủ. Không cần bọn họ. Không cần tìm kiếm, bọn họ đã rời đi rồi. Diệp Lâm Quân cười nói. Rời đi, cậu đã lừa ai thế? Nhiều người như vậy rời đi từ chỗ nào? Tại sao bọn tôi lại không thấy? Đúng vậy, nguyên cả bầu trời núi Thiên Đan này đều nằm trong phạm vi kiểm soát bọn tôi, họ không thể nào bay đi được. Cậu nói bọn họ rời đi. Lừa ai vậy? Đám đông giận dữ la hét. Nhưng Diệp Lâm Quân nói đúng, bảy vị tà thần đã dẫn mọi người rời đi. Đây cũng là lý do khiến bảy vị tà thần phản đối kịch liệt khi Diệp Lâm Quân đề xuất kế hoạch này. Họ chưa bao giờ nghĩ kế hoạch của Diệp Lâm Quân là nhờ họ dẫn mọi người rút lui. Bảy vị tà thần đương nhiên không đồng ý, nhưng đây là mệnh lệnh của Diệp Lâm Quân, bọn họ buộc phải chấp hành. Cho nên bọn họ dẫn mọi người bao gồm Phó Bình, toàn bộ rời khỏi núi Thiên Đãng. Vấn đề là bọn họ rời khỏi núi Thiên Đan bằng cách nào cơ chứ? Không thể rời đi dưới mí mắt của Thiên Sách Phủ hay bay đi, lại càng không thể cứ thế mà biến mất trong không khí. Trên thực tế, Diệp Lâm Quân đã đưa ra quyết định này sau khi xác định được vị trí của núi Thiên Đan. Anh yêu cầu bí mật đào một đường hầm ở núi Thiên Đan. Lạc Việt vốn là một tên cuồng về xây dựng cơ sở hạ tầng. Hơn nữa còn là nhóm cao thủ tự mình đào. Họ đã đào ra lối đi bí mật này chỉ trong một ngày. Đó là lý do tại sao bảy vị tà thần biến mất cùng hàng vạn người mà không ai hay biết. Đào một con đường để rời đi, đây là cách mà Thiên Sách Phủ không bao giờ nghĩ đến. Ngay cả khi cả bầu trời bị phong tỏa mấy ngày liền. Nhưng còn núi mà. Bây giờ, Diệp Lâm Quân thực sự là người duy nhất ở núi Thiên Đan. Để ngăn chặn âm mưu bên kia thành công, anh phải sử dụng chiến lược này. Để bảy vị tà thần dẫn mọi người âm thầm rời đi và ngăn họ chạm trán với đội quân của Thiên Sách Phủ. Trực tiếp phá tan kế hoạch của lực lượng đảo Đông Ca. Họ muốn có một cuộc chạm trán trực diện giữa giới võ đạo Lạc Việt và các tà thần, điều này sẽ làm suy yếu giới võ đạo Lạc Việt. Diệp Lâm Quân sẽ không để cho bọn họ thành công. Không ổn rồi, chúng tôi phát hiện một đường hầm bí mật ở Bắc Sơn. Hướng thẳng lên núi và lối ra ở một nơi khác. Chúng tôi nghi ngờ bảy vị tà thần đã đưa người rời đi theo đường hầm trong núi. Lúc này Thiên Sách Phủ mới phát hiện ra đường hầm bí mật. Diệp Lâm Quân rốt cuộc cậu muốn làm gì? Lúc này, Thiên Sách Phủ đã biết vì sao bọn họ đã biến mất. Thật không thể tưởng tượng được. Vậy mà Diệp Lâm Quân lại đào một đường hầm bí mật trong núi. Euro ó đánh chết cũng không tin nổi. Điều này giải thích vì sao bọn họ lại biến mất mà không có nguyên nhân như vậy. Đối mặt với tình huống như vậy, Thiên Sách Phủ bọn họ cũng bất lực. Nếu bên trên trách tội thì đây là một sơ suất lớn. Trách nhiệm sẽ đổ lên đầu bọn họ. Nếu Diệp Lâm Quân bỏ đi cùng với các tà thần thì chắc họ phát điên mất. Đây là trách nhiệm của tất cả bọn họ. May mắn thay Diệp Lâm Quân vẫn còn ở đây, nếu không sẽ rất phiền phức. Nhưng vẫn còn một nghi vấn trong lòng. Không, rất nhiều nghi vấn, tại sao Diệp Lâm Quân để bảy vị tà thần dẫn mọi người đi? Rồi để anh ở lại đây? Đó chẳng phải là đâm đầu vào chỗ chết sao? Đã có cơ hội này, sao lại không trốn thoát chứ? Nếu không muốn trốn thoát thì để mọi người cùng ở lại. Tà thần là một đội rất mạnh, tại sao phải để họ trốn đi? Không nghĩ ra được. Chuyện này nghĩ từ góc độ nào cũng không thể hiểu được. Ngay từ đầu, Diệp Lâm Quân đã vội vàng quyết định triệu tập các tà thần đã đủ khó tin rồi. Điều này không phải tạo cho người khác cơ hội răng một lưới bắt được hết à. Có xé rách cả da đầu họ cũng không nghĩ ra được. Nhưng bọn họ đâu biết được, Diệp Lâm Quân một lòng là vì Lạc Việt. Làm tất cả những điều này chỉ để giảm bớt tổn thất cho Lạc Việt và ngăn chặn kế hoạch của kẻ thù thành công.
anh luôn luôn là chiến thần Côn Luân, vĩnh viễn là nhất vũ kiên vương. Bởi vậy, bất kể như thế nào cũng phải tin tưởng anh. Tất cả cứ giao cho anh. Thiên sách phủ không nghĩ tới, lực lượng đảo Đông Ca càng không. Ngay cả khi bọn họ muốn ngồi trên núi xem hổ đánh nhau, đến nơi thì hổ đã chạy mất rồi. Những gì họ mong đợi đều không thành. Chỉ có một người là Diệp Lâm Quân. Nếu bọn họ muốn giả làm Diệp Lâm Quân, giết hết tất cả mọi người như hai lần đầu tiên thì không thể được. Chưa kể tất cả ánh mắt đều đổ dồn về đây. Hơn nữa, ở đây đều là các cường giả đứng đầu. Hình như có gì đó không ổn. Nhóm người của đảo Đông Ca ở cách đó không xa bắt đầu cau mày. Bởi vì những người đứng đầu Thiên Sách Phủ cũng là nội gián của họ. Khi nghe các gián điệp truyền tin, họ cũng chết lặng. Tất cả biến mất ư. Mau phái người tới kiểm tra xem có chuyện gì. Họ lập tức cử các cao thủ đến núi Thiên Đan để thăm dò tình hình. Nhưng họ không biết bằng cách này, họ đã để lộ vị trí của mình. Diệp Lâm Quân đã sắp xếp người theo dõi họ. Đặc biệt là 7 vị tà thần khi rời đi đã có động thủ. Một số đi cứu Lý Tử Nhiệm, một số đi điều tra manh mối. Trên đỉnh núi Thiên Đan, Thiên Long gắt gao hỏi Diệp Lâm Quân, Diệp Lâm Quân, rốt cuộc anh muốn làm gì? Diệp Lâm Quân cười nói, không làm gì cả. Chẳng phải muốn giết tôi sao? Đến đây đi, đối phó với các người một mình tôi là đủ rồi. Cậu quá kiêu ngạo, cậu cho rằng mình là vô địch thiên hạ sao? Cậu chỉ đứng thứ 6. Còn rất nhiều người mạnh hơn cậu đấy. Diệp Lâm Quân, hôm nay là ngày chết của cậu. Lời nói của Diệp Lâm Quân khơi dậy sự bất mãn của nhiều người. Nhưng đám cường giả này vẫn thắc mắc tại sao Diệp Lâm Quân lại như thế. Lúc này, Hứa Chính Kiệt biến sắc trong đám đông. Anh ta đã không xuất hiện từ nấy giờ. Diệp Lâm Quân đã cố tìm anh ta nhưng không thấy. Anh ta trốn kỹ đấy. Không ổn rồi, là kế điệu hổ ly sơn. Hứa Chính Kiệt đột nhiên nói. Anh ta không hiểu vì sao Diệp Lâm Quân lại cho 7 vị tà thần rút lui. Nhưng chắc chắn rằng một trong số chúng đã được Diệp Lâm Quân cử đi cứu Lý Tử Nhiệm. Chắc chắn là vậy. Tạm thời tôi còn có việc, đi trước đây. Việc giải quyết Diệp Lâm Quân tạm thời giao cho các vị. Tôi phải đi ngay. Hứa Chính Kiệt không cần lộ diện, anh ta lập tức rời khỏi núi Thiên Đan, đi tới căn cứ khoa học kỹ thuật Thần Long. Đây cũng là điều mà Diệp Lâm Quân không nghĩ tới. Sau khi Thiên Sách Phủ đến, anh đã luôn tìm kiếm tung tích của Hứa Chính Kiệt. Hóa ra Hứa Chính Kiệt đã nhìn thấu ý đồ anh và rời đi. Sau khi Thiên Long nhận được thông tin Hứa Chính Kiệt rời đi thì nói, không sao. Một mình chúng ta giải quyết Diệp Lâm Quân là đủ rồi. Hơn nữa, chuyên lệnh từ Thiên Sách Phủ, một nửa lập tức đi tìm các tà thần. Không được để bọn họ trốn thoát, đây là một cơ hội hiếm có. Không lâu sau, Thiên Sách Phủ cùng tộc Bảo Long rời đi, đuổi theo các tà thần. Trong nháy mắt, người ở núi Thiên Đan vơi đi một nửa. Tuy nhiên, lực lượng chính của giới võ đạo Lạc Việt và lực lượng quốc tế do Richard kiểm soát vẫn còn ở đó. Những thế lực này đến đây đều là vì Diệp Lâm Quân. Sự sống và chết của những người khác không liên quan đến họ. Họ muốn đến xem Diệp Lâm Quân chết. Theo bọn họ, những người còn lại cũng có thể giết Diệp Lâm Quân. Dù sao thì 10 người mạnh nhất trong thiên bảng cũng có mặt ở đây. Diệp Lâm Quân khó mà trốn thoát. Bây giờ anh phải một mình chiến đấu với mấy con thú này thôi. Một nơi cách khá xa núi Thiên Đan, 3 trong số 7 vị tà thần nhìn về núi Thiên Đan và thở dài. Một mình tà thần có thể chống lại nhiều người như vậy sao? Đối với cậu ấy thì đây cũng là chuyện tốt mà có thể tích lũy kinh nghiệm để trở nên mạnh hơn. Nếu thành công, cậu ấy có thể đứng thứ 3 trong thiên bảng. Tại đỉnh núi Thiên Đan, Diệp Lâm Quân, cậu cũng biết hôm nay khó mà tránh khỏi cái chết. Vậy nên đã chuẩn bị mồ chôn cho mình chưa? Đừng lo lắng. Lạc Việt sẽ chăm sóc cho gia đình cậu. Dù sao tài năng thiên phú của con gái cậu cũng rất hiếm có. Các vị, để tôi lên trước. Hắc Lang đứng dậy, hắn ta đã muốn đấu với Diệp Lâm Quân từ lâu rồi. Cuối cùng thì cũng có cơ hội. Cùng lên đi, đừng lãng phí thời gian. Nghe đến đây, Hắc Lang kinh ngạc. Diệp Lâm Quân, cậu đừng có mà tưởng bở, một mình tôi cũng có thể đối phó với cậu. Bùm, Hắc Lang giống lên. Quần áo trên người hắn ta bị xé toạc ra. Cả cơ thể hắn ta to lên. Cơ bắp toàn thân nở ra, cả người bắt đầu hiện thành một con sói đen, phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Như thể con sói này sắp chui ra khỏi cơ thể hắn ta.
cơ thể hắc lang biến dạng. Vật thể hình sói này cho hắn ta sức mạnh rất lớn và tốc độ nhanh như chớp. Chết đi! Hắc lang lập tức xuất hiện trước mặt Diệp Lâm Quân, tốc độ đã đạt đến cực hạn. Bùm! Anh chụp được cú đánh của hắn ta. Sức mạnh mà con sói này mang lại đủ để đập tan mọi thứ. Hắc lang rất tự tin, cho dù đấu không lại thì vẫn có thể đánh với Diệp Lâm Quân vài trăm hiệp. Cút! Nhưng hắn ta lại không ngờ rằng Diệp Lâm Quân có thể cản lại cú đánh đó. Nhanh hơn hắn ta! Mạnh hơn hẳn ta! Phụt! Dưới cú đánh mạnh mẽ đó đó, hắc lang không tránh được, cả người bị văng ra xa. Máu tươi vương vãi trên mặt đất. Người tiếp theo. Diệp Lâm Quân cười lạnh. Thật đáng sợ, trong bốn người thường xuyên giải quyết những chuyện bên ngoài của Thiên Sách Phủ thì hắc lang là người mạnh nhất. Kết quả là chỉ một cú đánh của Diệp Lâm Quân cũng không ngăn được. Diệp Lâm Quân nhìn qua, tất cả cùng lên. Chúng ta cùng lên đi. Hãy cho cậu ta thấy sức mạnh của hậu duệ các vị thần là như nào. Vài người đứng lên. Theo thứ tự là chiến thần Lôi Đình đứng thứ 10 của thiên bảng. Đao vương Tây Vực đứng thứ 9. Diêm vương Thương đứng thứ 8. Thứ 7 thiên bảng là đạo kiếm Thanh Thành, đoàn đạo thiên. Bốn người sẽ hợp lực lại để chứng minh xem vị trí thiên bảng thứ 6 của Diệp Lâm Quân có thực sự đúng hay không. Mấy người này mạnh hơn Ngũ Long đạo nhân một bậc. Đặc biệt là khi bốn người bọn họ hợp sức lại. Tất nhiên sẽ long trời lở đất. Diệp Lâm Quân bất lực mỉm cười. Đây là nghiêm túc sao? Còn không mau hợp sức lại tiến lên. Không phải bốn người bọn họ không có dũng khí, mà bọn họ không tin vào thực lực của Diệp Lâm Quân, nhưng trên phương diện khác lại tin vào uy quyền của Thiên Cơ Các. Vì nếu Diệp Lâm Quân xếp vị trí thứ 6, chứng tỏ Diệp Lâm Quân xuất sắc hơn bọn họ. Tiến lên. Bắt lấy. Khi bốn người này hợp lực, mọi người đều nghĩ chuyện này sắp kết thúc rồi. Đặc biệt là đạo kiếm Thanh Thành, đoàn đạo thiên. Ông ta không đơn giản chỉ là võ giả mà còn là một đại sư thuật pháp của đạo phái. Kết hợp võ công và thuật pháp lại với nhau, ai cũng biết điều đó đáng sợ cỡ nào. Hơn nữa, ông ta còn kết hợp với ba cường giả khác nữa. Chết đi, người lao ra hung hăng nhất chính là người đứng thứ 10 của thiên bảng, chiến thần Lôi Đình. Ông ta cũng không phải khống chế được sấm sét, mà là ông ta đã từng đùng sấm sét để cường hóa cơ thể mà không chết. Ông ta là một bậc thầy khổ luyện. Cơ thể đã mạnh mẽ tới mức có thể nắm giữ được sấm sét. Điều đó đủ cho thấy ông ta lợi hại như thế nào. Ngay sau đó, Đao Vương Tây Vực phóng một thanh trường kiếm ra, thanh kiếm lao ra nhanh như chớp. Thanh kiếm chỉ xoay vòng, vậy mà có thể tạo ra gió và sấm sét. Ông ta được xem là người sử dụng kiếm giỏi nhất trong trời đất này. Rất ít người trên thế gian này có thể ngăn chặn được nói thương Diêm Vương xít qua như tia chớp trong màn đêm, xé toạc đất trời, khiến quỷ thần run sợi đoàn đạo thiên cử động ngón tay, hai thanh kiếm mà ông ta mang theo bay ra khỏi vỏ bọc mang theo sức mạnh sấm sét, từ trên trời giáng xuống, chém về phía Diệp Lâm Quân. Sức mạnh đáng sợ này lan rộng và phá tan mọi thứ xung quanh anh. Vì sợ bị thương nên mọi người đều tránh ra xa. Lần đầu tiên sau nhiều năm, bốn cường giả của thiên bảng liên thủ. Thật là hiếm thấy, tuy nhiên đó là để đối phó với truyền nhân của tà thần. Không có ai cho rằng đó là đồng bắt nạt yếu. Bởi vì trong suy nghĩ của mọi người, những kẻ xấu xa thì phải chết dù bằng bất cứ cách nào. Tốt lắm! Diệp Lâm Quân giống lên một cách điên cuồng. Bùm, 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 đối mặt với bốn người họp sức, Diệp Lâm Quân lập tức tung bốn cú đấm. Tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Bốn vị cao thủ của thiên bảng xuất thủ đã là cực hạn. Bọn họ không để cho Diệp Lâm Quân có cơ hội ra tay. Nhưng dưới cực hạn này, Diệp Lâm Quân đã tung ra bốn cú đấm ngay tức khắc. Chấn động. Quỳnh. Một cú đấm mà không quỷ thần nào chịu được, và chiến thần Lôi Đình cũng không thể nổi chịu nổi cú đấm của Diệp Lâm Quân. Quần áo của ông ta bị nổ tung thành từng mảnh, thân thể bắt đầu xuất hiện những vết máu. Những thứ để bảo vệ chiến thần Lôi Đình đều không thể ngăn được cú đấm của Diệp Lâm Quân. Lại một lần nữa cho thấy Thiên Cơ Các rất chính xác. Bọn họ xếp hạng như vậy là hoàn toàn có căn cứ. Tôi đấu với cậu. Một giọng nữ truyền đến. Cứ như mùa đông khắc nghiệt đang đến gần, mọi người không khỏi rùng mình. Người đứng thứ 5 của thiên bảng, được xưng là phu nhân Hàn Băng. Bà ta và thế lực của mình luôn ở sâu nhất ở phía Bắc, một nơi ngập trong tuyết. Nghe nói phu nhân Hàn Băng có thể đóng băng mọi thứ trong hàng trăm dặm.
nó gần như có thể lên trời rồi. Bà ta được xếp thứ 5 là có căn cứ cả. Khi bà ta tới, tất cả đều chìm trong sự im lặng. Dù sao đây cũng là người xếp trước Diệp Lâm Quân về thực lực. Tất cả đều tin tưởng vào uy, quyền của Thiên Cơ Các. Tuyệt đối sẽ không có gì sai cả. Sức mạnh của phu nhân Hàn Băng chắc chắn trên cả Diệp Lâm Quân. Bà ta không nói lời nào. Đã bắt đầu chiến đấu. Bà ta ra tay, một hơi khí lạnh dâng lên, che lấp cả mặt đất. Như muốn đóng băng đất trời nơi này. Đóng băng, đóng băng, đóng băng. Toàn bộ đỉnh núi Thiên Đan bị khí lạnh đóng băng. Hoàn toàn không có góc chết nào cả. Những cây cổ thụ cao chót vót trên đỉnh núi đá cũng đều bị băng bao quanh. Băng tuyết ngập trời, cứ như đang ở cực bắc của Lạc Việt vậy. Tất cả mọi người đều tránh đi vì sợ cái lạnh có thể làm bỏng mình. Đây chính là sức mạnh của cường giả Bát Trọng Thiên, chỉ trong chớp mắt đã có thể đóng băng hết tất cả. Phu nhân Hàn Băng không cho Diệp Lâm Quân có cơ hội, lập tức thổi một luồng khí lạnh bao trùm Diệp Lâm Quân, anh bị đóng băng ngay tức khắc. Kết thúc. Phu nhân Hàn Băng cười lạnh. Ha ha ha. Mọi người cũng tỏ vẻ vui mừng. Người đứng thứ 5 thiên bảng đương nhiên sẽ mạnh hơn người đứng thứ 6 thiên bảng. Rắc rắc. Tiếng cười chưa dứt, đột nhiên khối băng vỡ tung. Diệp Lâm Quân bay ra khỏi đó. Anh tung chiêu từ cả hai tay. Khí nóng tràn vào. Rắc rắc. Rắc rắc. Rắc rắc. Toàn bộ đỉnh núi Thiên Đan bắt đầu tan băng. Đứng từ xa, đỉnh núi như bị bao vây bởi lửa. Phụt. Phu nhân Hàn Băng không chịu nổi trong dòng khí cực nóng này. Bà ta cảm giác như mình sắp bị tan chảy trong biển lửa. Diệp Lâm Quân dừng tay. Đây là truyền nhân của tà thần, không phải nên giết mình sao? Tại sao lại dừng tay? Người tiếp theo. Người đứng thứ 5 thiên bảng thất bại. A-di-đà Phật, Bần Tăng tới đấu với thí chủ. Mong thí chủ hạ buông bỏ đao xuống, nguyện tu thành Phật. Một hòa thượng xuất hiện trước mặt Diệp Lâm Quân. Người đứng thứ 4 thiên bảng, hòa thượng Thiên Võ đến từ chùa Cung Phu ở phía Tây. Nghe nói ông ta đã luyện kim trung cháo tới cảnh giới cực cao. Không cách nào phá hủy được nói đại sư từng thấy tôi giết người sao? Chưa từng. Tất cả đã nghe nói chưa? Mắt thấy thì cũng chưa chắc đúng. Đại sư nghe theo một số lời đồn đại đã buộc tôi là ác thần. Bần Tăng. Sự nhẫn nhịn của Diệp Lâm Quân khiến Hòa Thượng Thiên Võ không nói được câu nào. Đại sư đừng nghe Diệp Lâm Quân nói bậy. Phải nhanh chóng đưa cậu ta đi. Đúng vậy, sư tôn mau hành động đi. Mau giết tên tà thần này đi. Mọi người thúc giục. Thí chủ lĩnh giáo. Hòa thượng Thiên Võ chắp tay trước ngực. Đến đi. Sau đó, Diệp Lâm Quân và Hòa thượng Thiên Võ giao đấu. Trận chiến giữa hai người bọn họ rất hoành tráng. Những cú đánh cực mạnh liên tục được tung ran đánh đến long trời lở đất. Đỉnh núi bị san bằng, đến mức cả núi Thiên Đan này cũng bắt đầu lung lay. Cuối cùng, Hòa thượng Thiên Võ cũng dùng tới kim trung cháo. Nhưng đã bị Diệp Lâm Quân tung 7 cú đấm phá hủy nó. Hòa thượng Thiên Võ bại trận. Ở vị trí thứ 6, Diệp Lâm Quân đã liên tiếp đánh bại người đứng thứ 5 và thứ 4 của Thiên. Thật đáng kinh ngạc. Đâu mới là giới hạn thật sự của Diệp Lâm Quân. Nhưng sau đó mới là cuộc chiến thực sự. Ba người đứng đầu trong thiên bảng. Hàng chục nghìn người kinh sợ. Làm thế nào mà Diệp Lâm Quân có thể mạnh đến vậy? Đạo kiếm thanh thành bại trận cũng không khó hiểu nên bốn người mới hợp lực lại. Tuy nhiên, cả người đứng thứ 4 và thứ 5 thiên bảng mà còn bị đánh bại. Thật không thể tin được, lần đầu tiên, uy tín bảng xếp hạng Thiên Cơ Các đã bị đặt một dấu nghi ngờ lớn. Xem ra, bọn họ cũng có lúc nhìn lầm. Diệp Lâm Quân căn bản không phải đứng thứ 6, đây là khiêu chiến ba người đứng đầu luôn rồi. Top 3 trong danh sách Lạc Việt. Người ngoài có thể không nhìn ra điều đó nhưng trong tư tưởng của những võ giả thì đó chính là người đứng đầu. Khác hẳn với top 3 địa bảng hay những cường giả khác trong thiên bảng giữa thứ 3 và thứ 4 có khoảng cách nghiêng trời lệch đất. Top 3 ở một đẳng cấp khác hoàn toàn. Người đứng thứ 3 thiên bảng là một vị đại sư thuật pháp, nghe nói đến từ đạo phái cổ đại, tên là Cửu Châu Huyền Tôn. Một đại sư thuật pháp có thể nói là thay đổi được cả số mệnh. Là người đứng đầu trong giới thuật pháp. Thế hệ trẻ học thuật pháp đều tôn thờ ông như một vị thần. Đó là một thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Người đứng thứ 2 thiên bảng, biệt danh là sát thần Bố Y, người đã dùng sức mạnh của mình để trấn áp giới võ lâm phương Đông, không ai có thể sánh bằng.
chỉ cần một cú đấm đã có thể trấn áp ngàn tộc trăm vạn người. Sát thần bố y được cho là người trấn áp thời đại chỉ sau tà thần. Sau đó thiên sách phủ có mời anh ta lên lâm phi dương của Lạc Việt, nhưng anh ta từ chối. Quan trọng là sát thần bố y thường ẩn mình trong thành phố. Anh ta sống ở thế tục, có thể gặp người đó ở chợ rau. Người đứng đầu thiên bảng là Bắc Đế Yến Bắc Thiên. Thông tin về anh ta ít ít. Nhưng xếp trước sát thần bố y đủ để chứng minh anh ta mạnh cỡ nào. Anh ta mới thật sự là người đứng đầu thiên bảng. Ba người này được đánh giá là kinh thiên động địa. Trước đó, Diệp Lâm Quân đã nghe thông tin tình báo rằng người đứng thứ hai và thứ ba đã tới. Vậy là còn người đứng đầu thiên bảng, Bắc Đế Yến Bắc Thiên đâu? Nhưng đợi lâu vẫn không thấy người tới. Đang cảm thấy nghi ngờ thì mấy người thiên long hô to, thỉnh cầu Cửu Châu Huyền Tôn và sát thần bố y ra tay, thu hồi ác mai. Thỉnh cầu. Mọi người hét lên. Bởi vì theo thiên sách phủ, ngoài Bắc Đế Yến Bắc Thiên ra thì hai vị còn lại phải có mặt. Lúc này, vài đạo sĩ ra sân. Xin lỗi mọi người, chủ nhân chúng tôi đã đi ra ngoài, không thể đến đây. Một số người xin lỗi. Thiên Long nhìn một cách khó hiểu, vậy tại sao còn bảo Cửu Châu Huyền Tôn không đến đây? Chúng tôi muốn lấy tên chủ nhân ra làm đám tà ma khiếp sợ. Nào biết, những đạo sĩ này chết lặng. Không ai ngờ Diệp Lâm Quân lại mạnh đến vậy, thực sự cần phải có chủ nhân bọn họ ra tay. Chào! Mọi người hoàn toàn thất vọng, chỉ có thể trông cậy vào sát thần bố y. Có khi nào sát thần bố y cũng không đến không? Mọi người tìm kiếm xung quanh. Một ông già đứng dậy, trong tay cầm tín vật của sát thần, bố y năm đó đã trấn áp một thời. Chỉ là một mảnh vải treo lên tường cao, vậy mà hàng triệu người không dám cất bước. Không dám giấu giếm. Chủ nhân đã đi sống một đời tự do tự tại từ lâu. Tuy là vẫn ở Lạc Việt nhưng không biết nơi nào, chỉ có thể mang đến tín vật của chủ nhân, bố y. Mấy người thiên lương lập tức tiếp nhận tấm vải một cách cung kính, quát Diệp Lâm Quân, đã thấy tín vật của sát thần bố y. Cậu còn không mau đầu hàng. Theo quy tắc của giới võ đạo, thấy tín vật của bố y phải lập tức quỳ xuống. Nhưng Diệp Lâm Quân cười lạnh nhạt nói, đầu óc các người có vấn đề à? Ngay cả sát thần bố y tôi cũng không sợ. Sao phải sợ một tấm vải? Ngay khi dứt lời, Diệp Lâm Quân đã thổi ra một luồng khí làm tấm vải bị xé rách. Mọi người chết lặng, Diệp Lâm Quân điên rồi, tất cả mọi người đều bất lực. Diệp Lâm Quân thực sự không muốn đánh nhau với mấy người này, chỉ quan tâm muốn biết tình hình của Lý Tử Nhiệm. Ở phía bên kia, ba vị tà thần trong số 7 vị tà thần, độc tà thần, huyết tà thần và yêu tà thân đã lặng lẽ đi vào phạm vi của căn cứ khoa học kỹ thuật Thân Long. Họ rất coi trọng nhiệm vụ do Diệp Lâm Quân sắp xếp, phái ba vị tà thần đến giải cứu Lý Tử Nhiệm. Đương nhiên độc tà thần am hiểu về độc dược, là một sát thân vô hình. Huyết tà thần dùng máu luyện công, uy lực kinh người. Yêu tà thần chỉ sự quyến rũ xấu xa, đã đạt đến đỉnh cao của huyễn thuật. Có ba người này ra tay, Diệp Lâm Quân đương nhiên sẽ thấy yên tâm. Đi thôi, đi cứu người ra. Ba người nghênh ngang tiến vào. Với thực lực của ba người bọn họ thì không cần phải đánh lén. Chỉ cần vào và đưa người đi. Tít tít tít. Ngay khi cả ba bước vào, toàn bộ căn cứ khoa học kỹ thuật Thần Long đã hú còi inh ối. Hả, cùng lúc đó, một tấm màn sáng mọc lên phía sau lưng ba người, cắt hết đường lui của bọn họ. Không biết như nào nhưng tôi có cảm giác mình bị mai phục. Yêu tà thần cảnh giác nói. Không sai, tôi cho các ông đã lâu rồi. Cùng với tiếng nói đó, Hứa Chính Kiệt dẫn người theo chậm rãi xuất hiện. Căn cứ khoa học kỹ thuật Thần Long có khoa học kỹ thuật tiên tiến, chưa kể đến chiếc máy bay có vận tốc gấp mấy lần tốc độ âm thanh. Vì vậy Hứa Chính Kiệt mới về đến căn cứ Thần Long trước ba vị tà thần. Cậu chính là kẻ bắt cóc, huyết tà thần lạnh lùng hỏi. Hứa Chính Kiệt cười biến thái, đúng vậy. Người đang ở bên trong. Các ông đi cứu đi. Đáng chết, huyết tà thần giận dữ. Đôi mắt chuyển sang màu đỏ như máu và những vết sầm màu xuất hiện trên khuôn mặt của ông ta, giống như những ký hiệu. Vừa vặn hôm nay ông ta còn chưa dùng máu, vì vậy ông ta sẽ khai đao đầu tiên với Hứa Chính Kiệt ngay sau khi huyết tà thần ra tay, tất cả liền nhuốm máu, hoang tàn và tàn sát. Ông ta muốn xé xác Hứa Chính Kiệt, chỉ là khóe miệng Hứa Chính Kiệt nở một nụ cười kỳ quái. Huyết tà thần lập tức xuất hiện trước mặt anh ta, dùng hai tay nắm lấy vai anh ta, định xé làm đôi.
huyết tà thần có tu vi bát trọng thiên, bất kể vật đó có cứng như núi đá cũng có thể xé nát. Nhưng ngay từ khi bắt đầu, ông ta đã chết lặng. Bởi vì cơ thể Hứa Chính Kiệt đã hóa lỏng. Tay ông ta như đang ở trong nước. Không được rồi. Huyết tà thần như nhận ra điều gì đó không ổn, sắc mặt ông ta thay đổi, lùi lại. Bùm. Nhưng Hứa Chính Kiệt hoàn toàn không cho ông ta cơ hội, năng lượng trong cơ thể đang ngưng tụ, dồn hết vào nắm đấm của anh ta. Phụt. Huyết tà thần không thể chịu nổi cú đấm này, bị đánh bay ra xa. Điều này. Đôi mắt huyết tà thần trở nên kinh hoàng. Ông ta chưa bao giờ thấy sức mạnh nào như vậy. Lộc cộc, lộc cộc. Hứa Chính Kiệt đã hồi phục trạng thái, nắm đấm của anh ta trút xuống huyết tà thần như mưa. Từ lâu cơ thể huyết tà thần đã tách biệt với thế giới, mạnh mẽ đến mức vũ khí hiện đại không thể làm gì. Nhưng dưới nắm đấm của Hứa Chính Kiệt, vô số vết máu trên cơ thể huyết tà thần xuất hiện, cứ như vậy thì cơ thể ông ta sẽ bị nổ tung. Trước mặt Hứa Chính Kiệt, huyết tà thần không có sức phản kháng. Bùm! Nhìn thấy huyết tà thần sắp nổ tung, đột nhiên Hứa Chính Kiệt thấy hoa mắt, huyết tà thần biến mất trong nháy mắt. Huyễn thuật của yêu tà thần đã giải cứu huyết tà thần. Nếu không cứu, huyết tà thần sẽ chết mất. Xem ra cậu ta nhất định phải chết rồi. Vừa rồi tôi đã dùng hàng trăm loại độc dược hiếm có nhất trên đời yểm vào cậu ta. Bất kể cậu ta có tu luyện cao đến đâu, có mạnh đến mấy thì cũng không chịu nổi đâu. Độc tà thần lạnh nhạt nói. Ông ta là kẻ yếu nhất trong 7 vị tà thần, tu vi chỉ mới dừng ở thất trọng thiên. Tuy nhiên, dựa vào một tay độc thuật, ông ta được đặt ngang hàng với 6 vị tà thần khác. Điều đó chứng tỏ ông ta thật sự lợi hại. Đáng sợ nhất là độc tà thần là người giết được thất trọng thiên và bát trọng thiên nhiều nhất trong 7 vị tà thần. Lúc nấy, khi Hứa Chính Kiệt chiến đấu với huyết tà thần, độc tà thần cũng không nhàn rỗi, dùng độc thuật truyền hàng trăm loại độc vào. Người Hứa Chính Kiệt, 3 người bọn họ nhìn Hứa Chính Kiệt như thể họ đang nhìn người chết. Thật sao, hàng trăm loại kịch độc. Hứa Chính Kiệt nhoẻn miệng mỉm cười, nhìn 3 người bọn họ như thể nhìn những con mồi. Độc tà thần đang chuyên kịch độc, Hứa Chính Kiệt chắc chắn sẽ bị trúng độc nặng trong giây lát, sẽ chảy máu đến chết. Yêu tà thần thậm chí còn đếm ngược trong lòng 3-2-1. Ngay sau đó, nét mặt 3 người biến sắc. Bởi vì sức mạnh độc được đang phát huy tác dụng. Hàng trăm loại độc dược đã xuất hiện cùng lúc, nhưng Hứa Chính Kiệt không hề hấn gì, vẫn nhìn họ với một nụ cười. Không thể nào, không ai có thể chịu được độc dược này. Độc tà thần kêu lên, cho dù ông ta có truyền hàng trăm loại độc vào người đứng đầu trong thiên bảng, nếu người đó không chết tại chỗ thì ít nhất hẳn cũng bị trúng độc. Nhưng Hứa Chính Kiệt không thay đổi gì lạ cả. Ông hạ độc tôi sao? Vô dụng, Hứa Chính Kiệt mỉm cười, cơ thể anh ta bắt đầu vận chuyển lực lượng. Tống khu hàng trăm chất độc đó ra ngoài. Xì xì, trên mặt đất, hàng trăm độc dược chảy xuống, chẳng mấy chốc cả một vùng rộng lớn khói đen bốc lên nghỉ ngút. Không thể nào, làm sao cậu ta có thể tống hết chất độc của tôi ra ngay lập tức được. Độc tà thần cảm thấy khó tin. Ngay cả bác đế đứng đầu thiên bảng cũng không làm được. Hứa Chính Kiệt đã làm như thế nào? Khuôn mặt của ông ta lộ rõ vẻ kinh ngạc, nhưng yêu tà thần như đã hiểu ra điều gì đó. Hình như là cơ thể của cậu ta có vấn đề. Huyết tà thần cũng nói, cậu ta có cơ thể bách độc bất xâm trong truyện thuyết sao? Đúng rồi, vấn đề nằm ở cơ thể của Hứa Chính Kiệt. Cơ thể của anh ta được có chứa năng lượng tinh khiết. Không phải bằng xương bằng thịt, cho nên loại độc dược này không thể xâm nhập vào cơ thể của anh ta. Anh ta có thể tống khứ ngay lập tức. Chết đi, khuôn mặt của Hứa Chính Kiệt thay đổi, đánh tới bọn họ rút lui. Chúng ta không phải là đối thủ của cậu ta, chúng ta sẽ chịu thiệt. Yêu tà thần kêu lên. Nếu là người khác thì không thể thoát khỏi trong tay Hứa Chính Kiệt, nhưng huyễn thuật của yêu tà thần có thể ấn nấp dễ dàng. Ngay lập tức biến mất khỏi mắt Hứa Chính Kiệt, mình tức chết rồi. Hứa Chính Kiệt thở hổn hển tức giận nhìn 3 người biến mất. Không cần nghĩ cũng biết đây là 3 trong số 7 vị tà thần. Nếu 3 người này bị hạ bệ thì Hứa Chính Kiệt sẽ trở nên nổi tiếng. Nhưng Diệp Lâm Quân, anh muốn cứu Lý Tử Nhiệm sao? Không thể nào, tiếp theo, cho dù anh có chết hay không thì tôi vẫn sẽ tiến hành thí nghiệm. Hứa Chính Kiệt trở lại căn cứ. Anh ta cũng đã báo cho Thiên Sách Phủ tin tức về sự xuất hiện của 7 vị tà thần và yêu cầu họ tích cực tìm kiếm 3 vị tà thần đã trốn thoát. Bởi vì huyết tà thần đang mất máu, mau đi tìm theo vết máu tươi, nếu không đêm nay huyết tà thần sẽ không sống quá đêm nay.
Huyết tà thần đang gặp nguy hiểm, dựa theo công pháp của anh ta, chỉ có máu tươi mới có thể cứu ông tan máu ở đâu. Độc tà thần đang rất sốt ruột. Thấy người là giết, lấy máu người, yêu tà thần thúc giục. Lúc này, giọng nói yếu ớt của huyết tà thần vang lên, đừng. Ông đã quên lời dặn dò cuối cùng của cậu chủ rồi sao? Cậu ấy bảo tôi không bao giờ được giết người vô tội một cách bừa bãi. Muốn có máu thì có thể dùng nhân tạo hoặc động vật. Không được giết người. Độc tà thần gật đầu rồi nói, được rồi, tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi tìm máu động vật. Đây là vai trò của Diệp Lâm Quân, cho dù anh vẫn đang mạnh mẽ ra lệnh cho 7 vị tà thần bọn họ, nhưng ít nhất những vị tà thần này sẽ không còn giết người vô tội một cách bừa bãi nữa. Theo thời gian, theo một cách nào đó, họ cũng sẽ thay đổi. Bên cạnh đó, sau khi Hứa Chính Kiệt trở lại căn cứ, anh ta nhìn Lý Tử Nhiệm và mỉm cười, hiện tại Diệp Lâm Quân đang bị bao vây, không còn đường sống. Nhưng vừa mới phái người tới cứu em nhưng đã bị tôi đánh trả. Cái gì, anh ấy phái người tới cứu tôi? Khuôn mặt của Lý Tử Nhiệm trở nên lạ thường. Thả lỏng đi, không ai có thể cứu em cả. Em chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo tôi mà thôi. Thí nghiệm sẽ sớm bắt đầu. Em trốn không thoát được đâu. Để hoàn thành sớm hơn vào ban đêm, Hứa Chính Kiệt quyết định bắt đầu thử nghiệm càng sớm càng tốt. Anh là một con quỷ. Lý Tử Nhiệm chửi rủa. Hứa Chính Kiệt bật cười. Ngay lập tức anh ta đi chuẩn bị cho cuộc thí nghiệm. Thí nghiệm sẽ bắt đầu sau 3 giờ nữa, tôi sẽ cho mọi người chứng kiến một điều kỳ diệu khác. Đôi mắt Hứa Chính Kiệt đầy điên cuồng. Trên núi Thiên Đan, hàng vạn người lặng đi. Người thực sự có thể đối phó với Hứa Chính Kiệt đã không đến. Chỉ vẻn vẹn một miếng vải đã muốn trấn áp Diệp Lâm Quân, thật là nực cười. Nhìn tấm vải rách dưới, ai cũng nhận ra rằng Hứa Chính Kiệt đã gây ra họa lớn. Nhưng đồng thời, anh cũng biết rằng chỉ số quy của họ rất thấy. Liệu chuyên nhân của tà thần sẽ sợ hãi một tấm vải à? Đang diễn hề sao? Điều xấu hổ nhất là bây giờ không ai trong số họ có thể đối phó với Diệp Lâm Quân. Đâu ai biết rằng 3 người đứng đầu trong thiên bảng lại chưa tới chứ? Hầu hết các cường giả cốt lõi trong thiên sách phủ cũng đã đi săn lùng các tà thần, ngay cả đại sư thuật pháp Hứa Chính Kiệt cũng rời đi. Các thế lực quốc tế thì chết lặng. Ban đầu muốn xem một tổng kịch hay rồi quay về. Không ngờ Diệp Lâm Quân lại mạnh như vậy. Họ phải tự mình ra tay. Các gián điệp của thế lực đảo Đông Ca trà trộn trong đó càng thêm choáng váng. Diệp Lâm Quân muốn vô địch thiên hạ hay sao? Kế hoạch của họ đã nhiều lần thất bại rồi. Còn a nữa không? Cùng nhau lên đi. Diệp Lâm Quân rất háo hức và không thể chờ đợi. Đúng, mặc dù người đứng thứ 2 và người đứng thứ 3 của thiên bảng chưa đến. Nhưng chúng ta có rất nhiều cao thủ. Hợp sức lại với nhau, tôi không tin rằng cậu ta không thể bị giết. Thiên Long hét lên, đúng, rất nhiều người trong chúng ta không thể giết được hắn ư. Chúng ta là trụ cột của giới võ đạo Lạc Việt, các cao thủ bắt đầu xôn xao. Họ không phải vô dụng. Hầu hết bọn họ đều có tu vi lục trọng thiên và thất trọng thiên. Hợp lực với nhau, bọn họ có thể có sức mạnh hủy diệt cả trời đất. Chết đi hàng chục nghìn người đều đã cố gắng giết Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân chưa bao giờ lung lay trước số lượng và mức độ của kẻ mạnh. Đối phó với anh thậm chí còn rắc rối hơn đối phó với những kẻ mạnh trong bảng xếp hạng hàng đầu. Nhưng Diệp Lâm Quân quyết định chặn tất cả mọi thứ một mình, vì vậy đương nhiên anh muốn chiến đấu với họ. Hơn nữa, Diệp Lâm Quân còn có một kế hoạch, chiến đấu. Diệp Lâm Quân bước vào chiến đấu một mình, trận chiến kinh thiên động địa, có tiếng gầm và tiếng la hét khắp núi và đồng bằng. Các cường giả của giới võ đạo Lạc Việt và thiên sách phủ đang lần lượt sụp đổ, nhưng họ chỉ muốn giết Diệp Lâm Quân nên không để ý đến một chi tiết nào cả. Sau đó, Diệp Lâm Quân vừa làm họ bị thương, khiến họ tạm thời mất đi khả năng chiến đấu. Nhưng đối với lực lượng quốc tế do Richard thành lập, Diệp Lâm Quân không hề tỏ ra thương xót khi chứng kiến cảnh người này giết người khác. Làm suy yếu sức mạnh của Lạc Việt. Không thể nào, thay vào đó. Anh sẽ khiến tất cả phải trả giá Diệp Lâm Quân ngày càng trở nên dũng cảm hơn. Có quá nhiều người đã ngã xuống xung quanh và tiếng than khóc không ngừng, như xé toạc bầu trời. Máu đã nhuộm đỏ cả núi Thiên Đan. Không ai có thể ngăn cản anh. Một mình Diệp Lâm Quân đã đánh bại hàng vạn quân. Không thể tưởng tượng nổi. Đây là truyền nhân của tà thần sao? Quá mạnh, quá mạnh. Thời gian từ từ trôi qua. Và cuối cùng đội quân do thiên sách phủ dẫn đầu đã bị quét sạch và tất cả đều ngã xuống đất. Tất nhiên, các đại sư của Lạc Việt chỉ bị thương. Không có đội nào do Richard chỉ huy sống sót.
May mắn thay, Richard đã không đến đây và đang đi đến những nơi khác ở Lạc Việt, nếu không anh ta cũng sẽ không thoát chết. Không thể tin được, trong mắt mọi người đều là kinh ngạc. Diệp Lâm Quân quá lợi hại đến mức này sao? Ai có thể chống lại anh? Một người phá tan hàng vạn quân. Không có cách nào để có thể ngăn anh được. Một số người thậm chí còn có một ý tưởng khủng khiếp trong đầu, ba người đứng đầu trong thiên bảng cũng không phải là đối thủ của anh. Diệp Lâm Quân rời đi, nhưng nó đã để lại nỗi xấu hổ lớn nhất cho giới võ đạo Lạc Việt. Ít nhất là trong suy nghĩ của họ, nhưng Diệp Lâm Quân không hoàn toàn rời đi, anh chỉ tìm một nơi để trốn. Không có gì ngạc nhiên khi những thế lực đang cố ý hãm hại anh chắc chắn sẽ xuất hiện và tàn sát sạch sẽ tất cả những người này. Diệp Lâm Quân chờ đợi một lúc, bỗng có người xuất hiện. Không phải là một người mà là 10 người. Có lẽ lần này có nhiều người hơn, một người giải quyết tương đối phiền phức, nên ước chừng phải phái ra 10 vị cao thủ. Này, làm gì vậy? Không có đường lui đâu. Diệp Lâm Quân đứng dậy. 10 người họ đều sửng sốt. Họ chỉ nhìn Diệp Lâm Quân vừa rời đi rồi mà, tại sao vẫn xuất hiện ở đây? Cậu! 10 người bọn họ rõ ràng là đang rất hoảng sợ. Rút lui, 10 người bọn họ vội vàng chuẩn bị rút lui. Muốn chạy trốn sao? Không được, Diệp Lâm Quân đột ngột tiến tới và tóm lấy một người. Lúc này, một người đã chủ động tấn công Diệp Lâm Quân một trường. Bùm, long trời lở đất, trời trăng đảo lộn. Là cậu! Có một tia tức giận hiện lên trong mắt Diệp Lâm Quân. Anh đã nhận ra cậu ta. Người này là người đã cố ý hãm hại anh. Cậu ta có cách luyện tập gần giống hệt như của anh. Trong thời gian ngắn, Diệp Lâm Quân không nhìn thấy bất kỳ sự khác biệt nào. Hãy cho tôi thấy gương mặt thật của cậu. Diệp Lâm Quân lập tức chộp lấy cậu ta. Ngăn anh ta lại, ngăn anh ta lại, người đàn ông hoảng loạn. 9 đại sư khác lần lượt tấn công Diệp Lâm Quân. Về phần cậu ta đã bỏ trốn ngay lúc đó. Mặc dù 9 cao thủ không thể ngăn cản giúp cậu ta trong thời gian dài, nhưng một kẽ hở cũng đủ để cậu ta lẻn đi. Bùm, bùm, ông cũng muốn ngăn cản tôi. Sát tâm nổi lên trong người Diệp Lâm Quân và một lực lượng hùng hậu của 5 con ngựa phóng ra từ khắp cơ thể anh ta. Phốc, 9 vị cao thủ ngay lập tức bị mất hút và bay ra ngoài. Phụt, phụt, chỉ là 9 người này trong chốc lát đã đâm xuyên thanh đoản đao vào ngực. Họ thà chết chứ không để cho Diệp Lâm Quân biết tin tức gì. Diệp Lâm Quân đã trễ một bước. Tuy nhiên, cầm thanh kiếm ngản lên và nhìn, nó là thứ chỉ có đảo Đông Cai, đây là người đến từ đảo Đông Ca. Ánh mắt Diệp Lâm Quân chợt lóe lên, lúc này anh nghĩ đến vài người. Một vài người đã gặp ở đảo Đông Ca, có lẫn cả người của nhà họ An. Cho dù anh đã để cho Tây Thiên Vương dè chừng, nhưng xem ra có vẻ không nhìn chằm chằm được. Dường như linh cảm là đúng, đây là thói quen nghề nghiệp trong nhiều năm. Thật dễ dàng nhận thấy một số điểm bất thường. Chúng ta nên bắt đầu lại với nhà họ An. Hãy kiểm tra lại thời điểm nhà họ An rời khỏi Lạc Việt và đến đảo Đông Ca để liên hệ cụ thể với những người đó. Bây giờ Diệp Lâm Quân đã có phương hướng rồi, và vẫn còn những manh mối rất quan trọng, nhà họ An. Ngoài ra, để cho một đội bí mật cùng 7 vị tà thần kiểm tra dị thường xung quanh, ước chừng sẽ có manh mối mới. Cuối cùng cũng có thể tìm thấy được nó. Đôi lông mày cao có của Hứa Chính Kiệt giãn ra, những điều tốt đẹp lần lượt xảy ra, điều gì sẽ xảy ra nếu một người có võ công như mình lại chạy đến? Tôi sẽ tìm ra thôi. Đi thôi, xem cô ấy đã được cứu chưa? Diệp Lâm Quân rời núi Thiên Đan, trong trận chiến ở núi Thiên Đan, anh đã giành được chiến thắng hoàn toàn. Thiên Long và những người khác trên núi Thiên Đan đều trông có vẻ không hề ngờ tới. Không thể nào, Diệp Lâm Quân, hậu duệ của tà thần. Cứ vậy mà để chúng ta đi. Đúng vậy, chẳng phải cậu ta nên giết hết chúng ta sao? Sao cậu ta chỉ làm bị thương mà không giết chúng ta được chứ? Mọi người đều tỏ ra khó hiểu. Cậu ta đang xúc phạm chúng ta, cười nhạo bao nhiêu người trong chúng ta đều bất lực. Cậu ta đang chà đạp lên nhân phẩm của chúng ta. Hắc Lang đột nhiên hét lớn. Đúng, đúng vậy, Diệp Lâm Quân đang xúc phạm chúng ta, việc này còn đau đớn hơn là giết chúng ta. Ta phải báo thù cho mối hận này. Diệp Lâm Quân thật sự cho rằng không có ai bắt được mình sao? Các cao thủ của Thiên Sách Phủ và tộc Bảo Long vẫn chưa xuất hiện. Ba người đứng đầu trong thiên bảng còn chưa tới đâu. Một nhóm người hoàn toàn hiểu sai ý của Diệp Lâm Quân. Không giết họ, ngược lại điều đó lại thành sự sỉ nhục đối với họ. Diệp Lâm Quân, người đã rời đi để gặp 3 vị tà thần ngay sau đó.
Cái gì, không cứu được cô ấy? Diệp Lâm Quân hoảng sợ. Hèn gì không thấy Hứa Chính Kiệt, hóa ra anh ta thực sự đã trở về. Đáng lẽ ra mình phải đoán được ý định của anh ta. Mau đến căn cứ Thần Long. Diệp Lâm Quân ngay lập tức lên đường. Chẳng qua là khi Diệp Lâm Quân biết thì đã quá muộn. Dù sao thì cũng cần một khoảng thời gian nhất định để rời khỏi núi Thiên Đan và gặp được ba người của tà thần. Huống chỉ căn cứ khoa học kỹ thuật của Thần Long nằm ở phía Bắc. Còn núi Thiên Đan lại ở phía Nam. Mấy giờ trước, thí nghiệm của Hứa Chính Kiệt đã được bố trí xong. Nhưng khi anh ta đến nơi giam giữ một lần nữa, Văn Hy cùng Lý Tử Nhiệm đã dự cảm được mình sắp xong đời rồi. Hứa Chính Kiệt, mong anh hãy dừng hành vi điên khùng của mình lại. Nếu không anh sẽ không có kết cục tốt đâu. Văn Hy hô lớn. Hứa Chính Kiệt cười cười, nói, Lý Tử Nhiệm, em tránh không nổi đâu. Yên tâm đi, sau khi thí nghiệm hoàn thành, em sẽ là của riêng mình tôi. Trong khi Văn Hy la to, Hứa Chính Kiệt mạnh mẽ túm lấy Lý Tử Nhiệm. Đúng rồi, mang cô ta theo nữa. Trước khi đi, Hứa Chính Kiệt lại trừng Văn Hy một cái. Trong phòng thí nghiệm số 1. Thí nghiệm đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần đợi đến khi Lý Tử Nhiệm đến thôi. Yên tâm đi, ngủ một giấc là xong. Hứa Chính Kiệt tiêm cho Đoàn Lệ Nguyên một mũi, trong nháy mắt cô đã mê man bất tỉnh. Sau đó cô bị cất vào trong một thiết bị giống như khoang ngủ đông. Sau đó, Hứa Chính Kiệt nằm vào một thiết bị khoang ngủ đông khác. Hôm nay thí nghiệm mà anh ta muốn làm chính là đưa ý thức của mình vào trong não của Đoàn Lê Nguyệt. Để có thể triệt để khống chế cô. Biến Lý Tử Nhiệm thành con rối của anh ta. Từ nay về sau, cô chỉ nghe lời của một mình anh ta. Còn về Diệp Lâm Quân, còn có đám người Quân Quân, cô sẽ không còn nhớ một ai. Đây chính là sự điên khùng của Hứa Chính Kiệt. Không. Sau khi hiểu thí nghiệm này dùng để làm gì, Văn Hy như muốn phát điên lên rồi. Cô ta muốn ngăn cản, nhưng lại không thể làm gì. Cô ta còn nhìn thấy Hứa Chính Kiệt trong thiết bị khoang ngủ đông đang vẫy tay với cô ta, tựa như muốn nói, đừng gấp, cô là người tiếp theo. Rất nhanh, thí nghiệm đã bắt đầu. Phía trên hai thiết bị có hơn 100 ống dẫn khác nhau, bên trong có sóng điện đang nhấp nháy. Cô ta có thể nhìn thấy rất rõ ràng, bên trong thiết bị của Hứa Chính Kiệt có sóng điện tuôn ra, đi về phía Lý Tử Nhiệm. Không đến nửa giờ, ý thức và suy nghĩ của Hứa Chính Kiệt đã cắm vào trong não của Lý Tử Nhiệm. Khi đó, có thể cô sẽ triệt để bị khống chế. Lại cộng thêm thể chất của Hứa Chính Kiệt có năng lượng tinh khiết, khiến cho xác suất thành công của cái thí nghiệm này tăng lên, gần như là 100%. Từng giây từng phút trôi qua. 10 phút, 20 phút, 29 phút. Cách thí nghiệm thành công, chỉ còn lại 1 phút. Lúc này Văn Hy đột nhiên phát điên. Không thèm đếm xỉa đến cái gì nữa. Đồng quy vô tận đi. Ai cũng đừng mong còn sống ra ngoài. Văn Hy đột nhiên chạy đến phòng thí nghiệm khác, chỗ đặt máy va chạm đựng hạt siêu năng hạt là ở đâu chứ chứ? Trước mắt, bên trong máy va chạm còn lại 4 viên hạt siêu năng. Lúc trước Hứa Chính Kiệt thí nghiệm cải tạo thể chất của mình, cũng chỉ dùng 2 viên. Giờ phút này, suy nghĩ của Văn Hy rất đơn giản, khởi động máy va chạm, để cho 4 viên hạt siêu năng va chạm với nhau. Năng lượng sinh ra, có thể phá hủy mọi thứ. Ngay cả Hứa Chính Kiệt cũng sẽ nát bấy. Ngăn cản cô ta lại. Ngăn cản cô ta lại. Lúc này thuộc hạ của Hứa Chính Kiệt mới phản ứng lại, nhưng tất cả đã muộn rồi. Muốn trách thì trách Hứa Chính Kiệt quá chủ quan, đưa Văn Hy đến phòng thí nghiệm mà không cột cô ta lại. Văn Hy quen thuộc tất cả mọi thứ ở phòng thí nghiệm này, lập tức khởi động máy va chạm, còn mở máy ra, giải phóng năng lượng trong máy ra ngoài. 10. 9. 8. Thí nghiệm của Hứa Chính Kiệt sắp kết thúc rồi. 4. 3. 2. 5. Nhưng ngay lúc thí nghiệm chỉ còn 1 giây nữa là thành công thì 4 viên siêu năng đã va chạm xong. Năng lượng được phát tán ra, phát nổ. Nó mạnh hơn gấp mấy chục lần so với năng lượng của lần trước khi mà Hứa Chính Kiệt cải tạo thân thể. Độ mạnh yếu của năng lượng không phải áp dụng công thức 4 chia 2. Mà khi 4 viên va chạm với nhau, năng lượng sẽ gia tăng với biên độ lớn hơn rất nhiều. Trong nháy mắt, không nói đến thí nghiệm của Hứa Chính Kiệt bị đánh gãy, mà khoang ngủ đông của anh ta và Lý Tử Nhiệm cũng đổ nát. Điều càng đáng sợ hơn chính là toàn bộ phòng thí nghiệm đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát.
thậm chí ngay cả phòng thí nghiệm số 1 có phòng ngự tốt nhất cũng không thể cản lại. Phòng thí nghiệm số 1 bắt đầu vỡ thành nhiều mảnh, ngay cả giáp bảo hộ tiên tiết cũng bị vỡ nát. Còn về đám thuộc hạ tiến hành thí nghiệm cho Hứa Chính Kiệt dưới nguồn năng lượng to lớn như thế, trực tiếp biến mất. Không còn sót lại bất cứ thứ gì. Ngay khi nguồn năng lượng này phát nốt, toàn bộ căn cứ khoa học kỹ thuật Thần Long tự động mở hệ thống phòng ngự. Mỗi một phòng thí nghiệm cùng mỗi tòa nhà, giáp bảo hộ tiên tiến được khởi động, bao trùm bên ngoài, bảo vệ toàn bộ căn cứ khoa học kỹ thuật Thần Long. Căn cứ khoa học kỹ thuật Thần Long là căn cứ top 1 ở đây, trình độ phòng ngự chắc chắn rất cao. Nhưng mà dưới nguồn năng lượng phát nổ này, hai tầng giáp bảo hộ của phòng thí nghiệm số 1 cũng sụp đổ. Nguồn năng lượng phát nổ bên trong trụ sở. Rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc. Dù là các phòng thí nghiệm lớn có giáp bảo hộ tiên tiến bảo vệ, cũng cách rất xa phòng thí nghiệm số 1. Nhưng mà dưới nguồn năng lượng đáng sợ này, giáp bảo hộ vẫn sụp đổ, căn bản không cản lại được. Âm ầm, một tòa lại một tòa sụp đổ, trong nháy mắt, toàn bộ căn cứ khoa học kỹ thuật Thần Long bị san thành bình địa. Căn cứ khoa học kỹ thuật Thần Long này rất lớn, lớn gần bằng một huyện thành nhỏ. Nhưng dưới sự phát nổ của năng lượng này, không còn sót lại chút gì. May mắn là các phòng thí nghiệm lớn còn lại, khi nguy hiểm xảy đến, các nhân viên ở đây đã điều khiển hệ thống, khởi động chương trình tự cứu. Kỳ thật dưới mặt đất của căn cứ có một cái động, là một căn cứ khác. Tại khi nguy hiểm xảy đến, sàn nhà đột nhiên mở ra, tất cả mọi người đều rơi xuống căn cứ dưới đất. Vì vậy mới có thể giữ được một mạng. Bằng không thì dưới loại năng lượng này, cơ thể con người là yếu ớt nhất. Thậm chí ngay cả trụ sở dưới đất cũng bị ảnh hưởng, phần lớn thiết bị đã không còn nhạy nữa, suýt chút sụp đổ xuống. Cũng may người thiết kế hệ thống phòng ngự của chỗ này nghĩ nếu chỗ này dùng để trốn khi tai nạn xảy đến với căn cứ phía trên nên đã cố ý thiết kế hệ thống phòng ngự ngăn cản. Nếu không thì trụ sở dưới đất cũng sẽ bị phá hủy toàn bộ. May mà còn sống, tất cả mọi người thật sự đã hối hận đến muốn khóc. Vì sao lúc trước bọn họ lại không nghe lời Diệp Lâm Quân chứ? Vì sao lại không cho anh giết Hứa Chính Kiệt? Vì sao bọn họ lại cố gắng đưa Hứa Chính Kiệt trở về? Bọn họ là não tàn sao? Người ta đã sớm nói Hứa Chính Kiệt là tai họa. Vậy mà hết lần này tới lần khác bọn họ lại không tin. Bây giờ thì thấy rồi đó. Nguy hiểm mà Hứa Chính Kiệt mang lại nhiều thế nào? Toàn bộ căn cứ Thần Long bị phá hủy chỉ trong chốc lát. Suýt chút nữa thì tất cả mọi người đều đã chết. Phải biết rằng căn cứ khoa học kỹ thuật Thần Long đã mất 50 năm để chế tạo, vậy mà lại bị san thành bình địa chỉ trong nháy mắt. Tổn thất quá lớn. Kẻ cầm đầu là Hứa Chính Kiệt sao? Không. Là chính bọn họ. Là đám người của căn cứ khoa học kỹ thuật Thần Long này. Là bọn họ nuôi lớn ác ma, là bọn họ tự tay. Đưa đao cho Ahmed là chính bọn họ tự tay phá hủy căn cứ Thần Long. Không thể trách người khác được. Nhưng lúc này hối hận thì đã không còn tác dụng gì nữa. Cho dù căn cứ khoa học kỹ thuật Thần Long ở trong núi sâu, nhưng lần này năng lượng của hạt siêu năng va chạm quá lớn. Thật là đáng sợ, rốt cuộc thì căn cứ khoa học kỹ thuật Thần Long đã xảy ra chuyện gì vậy? May mắn trong phạm vi 1.000 dặm không có người, nếu không thì lần này thảm rồi. Tin tức nhanh chóng được truyền đến chỗ Viêm Long vệ. Bọn họ nhanh chóng tạo một đội chuyên môn cứu vệ, lập tức đi đến căn cứ khoa học kỹ thuật Thần Long, trời ạ, rốt cuộc thì chỗ này xảy ra chuyện gì vậy? Khi dùng kính viên vọng nhìn thấy căn cứ Thần Long biến thành một vùng phế tích, mọi người nhìn không được mà sợ hãi than. Phòng ngự của căn cứ Thần Long bọn họ biết rất rõ. Euro có thể xa nơi này thành bình địa thì phải là một nguồn năng lượng như thế nào chứ? Không thể tưởng tượng. Năng lượng mạnh mẽ thế này chắc chắn không phải võ giả có thể đánh ra. Nhanh nhanh nhanh. Đội cứu viện tăng tốc, nhanh chóng chạy đến căn cứ Thần Long. Đến hiện trường thì bọn họ càng thêm rung động. Đội cứu hộ nhìn đống đổ nát trước mặt, chân họ run lên vì sợ hãi. Thật khủng khiếp, bọn họ chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng thê thảm thế này. Không chỉ căn cứ bị san bằng thành đất phẳng, gần như bị nổ không còn gì. Ngay cả tàn tích đều không có lưu lại. Trước năng lượng mạnh mẽ, bất kỳ thứ gì đều bị làm cho tan biến. Mặc dù bây giờ năng lượng còn rất yếu, nhưng không phải người bình thường có thể khiêu chiến được. Nếu tiến vào trong trường năng lượng, sẽ bị xay nát như thịt vụn. Không hay rồi, năng lượng chuyển động phía trước khá lớn,
những năng lượng này không phải chúng ta có thể tiếp nhận, không nên tiến vào. Xin trợ giúp, đội cứu viện vội vàng xin viện trợ, nếu không xua tan được những năng lượng này, bọn họ không có cách nào triển khai cứu viện. Lúc này Diệp Lâm Quân chạy tới căn cứ khoa học kỹ thuật Thần Long. Trên thực tế, vào thời điểm năng lượng bị bắn phá, Diệp Lâm Quân đã cảm nhận được từ xa. Lúc ấy sắc mặt anh đột biến, vì năng lượng đó quá khủng khiếp, ngay cả Diệp Lâm Quân cũng cảm thấy không bằng. Nếu vừa rồi bị năng lượng bắn phá, anh không chết thì cũng sẽ bị thương. Dựa theo phương hướng thì có thể nó phát ra từ căn cứ khoa học kỹ thuật Thần Long. Diệp Lâm Quân nhanh chóng tăng tốc, trong lòng anh thầm cầu nguyện đừng xảy ra chuyện gì. Nếu xảy ra chuyện, anh không cách nào tha thứ cho mình. Lúc Diệp Lâm Quân đi vào căn cứ khoa học kỹ thuật Thần Long liền bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ. Tại sao có thể như vậy? Thật là đáng sợ. Toàn bộ căn cứ vậy mà bị hủy hoại trong chốc lát. Lê Nguyên, Diệp Lâm Quân xông vào trong căn cứ. AI Diệp Lâm Quân điên cuồng hô một tiếng, đánh tan tất cả năng lượng. Anh xông vào đống phế tích tìm người. Đội cứu viện phía sau cũng bị hành động điên cuồng này dọa sợ. Có điều khi nhìn thấy năng lượng bị Diệp Lâm Quân một phát đánh tan. Hơn nghìn người của đội lập tức xông vào cứu viện. Diệp Lâm Quân điên cuồng dùng tay không đào bới trong đống đổ nát. Đào ra một chỗ lại thất vọng. Đào thêm chỗ khác cũng thất vọng. Đừng nói tìm được Lý Tử Nhiệm, chính là một chút xíu dấu hiệu của sự sống cũng không có. Trước luồng năng lượng này, đừng nói là người sống sờ sờ, ngay cả một vết máu cũng không lưu lại. Anh có thể xem luồng năng lượng này như nhiệt độ cực cao, có thể làm bốc hơi hết thảy. Cho nên dù Diệp Lâm Quân có đào sâu 3 thước cũng không tìm thấy có sinh mệnh nào. Sau khi gia nhập, đội cứu việc hỗ trợ Diệp Lâm Quân đào bới đống đổ nát. Mong muốn tìm được người sống sót. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Gần như lật toàn bộ nơi này. Một người cũng không tìm được. Thật là đáng sợ, nổ cỡ này, ngay cả áo giáp mật độ cao cũng có thể bị đánh vỡ, người làm sao mà sống được. Đúng vậy, tôi chưa từng thấy tai nạn cấp này. Không ai có thể còn sống. Các thành viên đội cứu hộ đang thảo luận. Diệp Lâm Quân nghe vậy thì giận tím mặt. Không thể, phải có người còn sống. Không thể nào đều chết. Không thể. Đám người bị cơn tức của Diệp Lâm Quân làm giật nảy mình. Lập tức né sang một bên. Không dám nói thêm câu nào. Nói thêm một chữ, không chừng Diệp Lâm Quân sẽ giết chết bọn họ. Tìm, tiếp tục tìm cho tôi. Diệp Lâm Quân gầm lên. Anh và đội cứu hộ lại tiếp tục tìm kiếm. Căn cứ Thần Long quá lớn. Một tiếng mới tìm được một nửa. Kết quả để cho người ta tuyệt vọng. Không có bất kỳ dấu hiệu sinh mệnh nào. Diệp Lâm Quân không tìm được bất kỳ manh mối nào của Lý Tử Nhiệm. Anh sốt ruột vô cùng. Nóng đến chảy mồ hôi, cơ thể run rẩy. Sắc mặt anh trắng bệch, trong mắt như muốn bay ra ngoài. Nếu như thật sự xảy ra chuyện, anh không biết mình sẽ thế nào. Tìm tiếp tục tìm. Đúng lúc này, đội cứu viện truyền đến tin tức, có phát hiện. Diệp Lâm Quân nghe vậy thì lập tức xông tới. Thì ra là phát hiện được trụ sở dưới lòng đất, Lê Nguyên có khả năng trốn dưới trụ sở dưới lòng đất. Trong mắt Diệp Lâm Quân ánh lên tia hy vọng. Ngay cả khi hệ thống phòng thủ của căn cứ ngầm được củng cố và tăng cường, thì nó cũng bị tổn hại ở mức độ lớn. Mặc dù tất cả những người bên trong đều sống sót nhưng họ đều bị thương, nặng nhẹ khác nhau. Khi căn cứ dưới lòng đất mở ra, những người sống sót bên trong đã được giải cứu từng người một. Diệp Lâm Quân ngạc nhiên chờ ở cửa căn cứ. Nhưng càng có nhiều người sống sót được cứu, trong lòng Diệp Lâm Quân lại càng cảm thấy hoảng sợ. Mãi mà không thấy được Lý Tử Nhiệm. Người cuối cùng đến khi người cuối cùng được cứu ra, Diệp Lâm Quân liền trợn tròn mắt. Rõ ràng không phải Lý Tử Nhiệm. Không thể nào, bên trong còn người không? Diệp Lâm Quân không thể tin nổi hỏi lại. Không còn, đây là người cuối cùng. Đội cứu hộ khiêng người cuối cùng lên cáng. Tôi không tin. Diệp Lâm Quân chạy vào trong căn cứ dưới lòng đất, tìm kiếm khắp nơi. Tìm một vòng lại không thấy được bóng dáng của bất kỳ ai. Diệp Lâm Quân không có Hứa Chính Kiệt cũng không, đám người Văn Hy cũng không. Anh nhanh chóng đến chiếc xe của đội cứu hộ, hỏi những người sống sót chuyện gì đang xảy ra. Đừng tìm, bọn họ đều mất rồi. Không ai còn sống, những người sống sót cho hay. Cái gì, trong đầu Diệp Lâm Quân như có một trận bom nổ. Anh không thể nào chấp nhận được sự thật này.
Cái tên ác ma Hứa Chính Kiệt thông qua thí nghiệm để cải tạo cơ thể mình. Sau đó anh ta bắt Lý Tử Nhiệm làm thí nghiệm, muốn vĩnh viễn không chết Lý Tử Nhiệm. Cô Văn Hy vì ngăn cản nên đã khởi động ấy va chạm hạt. Đó đều là chúng tôi tận mắt chứng kiến, cô Văn Hy lựa chọn đồng quy vô tận. Chỉ có cách đó mới ngăn được tai họa xảy ra. Những người sống sót kể cho Diệp Lâm Quân tất cả những gì đã xảy ra. Diệp Lâm Quân nghe mãi hãi hùng khiếp vía. Văn Hy lựa chọn đồng quy vô tận. Anh run rẩy hỏi lại. Đương nhiên, năng lượng từ vụ va chạm của hạt này thậm chí còn phá hủy cả căn cứ Thiên Long. Làm sao mấy người có thể chống đỡ được? Bọn họ hoàn toàn hóa thành hư không, ngay cả sợi tóc cũng không còn. Đám người sống sót nói. Cô ấy chết rồi, cô ấy chết rồi. Diệp Lâm Quân dường như phát điên, không ngừng nói một mình. Các người đều giết cô ấy, các người là thủ phạm. Tại sao các người còn sống? Đột nhiên Diệp Lâm Quân như thú dữ, chất vấn đám người may mắn còn sống sót này. Bọn họ vừa định phản bác, lại không tìm được lý do. Nói đúng ra bọn họ chính là kẻ cầm đầu. Nếu không phải bọn họ thì sẽ không có những chuyện này. 50 năm tâm huyết sẽ không uổng phí. Cũng không có nhiều người hy sinh như vậy. Nhìn Diệp Lâm Quân đằng đằng sát khí, tất cả đều bị dọa sợ. Đây chính là đại ma đầu tà thần. Trong cơn nóng giận, giết chết tất cả bọn họ là chuyện bình thường. Xin hãy bình tĩnh, xin hãy bình tĩnh. Đội cứu hộ lên tiếng thuyết phục. Nhưng Diệp Lâm Quân vẫn nhìn chằm chằm vào mọi người. Anh đã dấy lên sát khí. Nếu Lý Tử Nhiệm chết rồi, đám người này nên chôn cùng. Còn cả đám người ở Thiên Sách Phủ. Vì sao lại giao Lý Tử Nhiệm ra? Thấy Diệp Lâm Quân muốn đại khai sát giới. Một người trong đội cứu viện lập tức nói, không hẳn. Có khả năng người còn sống. Chúng ta mới lục soát một nửa. Tiếp tục tìm may ra còn có hy vọng. Câu này nhắc nhở Diệp Lâm Quân. Anh thu lại sát khí, tiếp tục bới móc tìm kiếm. Đúng, Lê Nguyên không thể chết. Cô ấy sẽ không chết. Diệp Lâm Quân lẩm bẩm, cùng đội cứu viện tiếp tục tìm kiếm. Thời gian dần trôi. Diệp Lâm Quân và những người khác không buông tha một góc. Nhưng kết quả làm lòng người lạnh đi. Chẳng phát hiện bất cứ thứ gì cả. Cuối cùng sau một tiếng, chỉ còn lại một số khu vực thí nghiệm chưa tìm. Thí nghiệm trước đó ở chỗ này làm, có khả năng ở đây. Diệp Lâm Quân mồ hôi nhê nhại. Theo như mức độ sức mạnh của anh thì không thể đổ mồ hôi. Nhưng vì lo cho Lý Tử Nhiệm cho nên mới có thể chảy mồ hôi. Phòng thí nghiệm số 1 là hy vọng cuối cùng của anh. Nhìn cảnh hoang tàn, trong lòng Diệp Lâm Quân cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng. Bản thân anh biết rằng hy vọng là mong manh. Nếu thực sự không thể tìm thấy người, anh không thể tưởng tượng được hậu quả. Có lẽ anh sẽ phát điên mất. Phế tích trong phòng thí nghiệm số 1 không nhiều. Là trung tâm của vụ nổ. Hầu hết mọi thứ đều bị phá hủy. Không có nhiều thứ còn lại. Khi đội cứu hộ bắt đầu tìm kiếm, trái tim của Diệp Lâm Quân vẫn như bị treo lên xin đừng. Xin đừng. Anh thầm cầu nguyện. Cuộc đào bới bắt đầu, những tàn tích của phòng thí nghiệm số 1 dần dần được đào lên. Diệp Lâm Quân dùng tay thay vì máy để đào ở bới phía trước. Càng đào sâu, trái tim của Diệp Lâm Quân càng nguội lạnh. Không có dấu hiệu của sự sống. Anh không thể cảm nhận được. Hoảng hốt. Cả người Diệp Lâm Quân lảo đảo muốn ngã. Dường như có thể đổ xuống bất cứ lúc nào. 10 phút trôi qua. Tất cả tàn tích của phòng thí nghiệm số 1 đã được khai quật. Không yêu không một yêu không có Hứa Chính Kiệt, không phải Văn Hy, thậm chí không phải Lý Tử Nhiệm. Phòng thí nghiệm số 1 giống như địa ngục, không một ai sống sót. Phòng thí nghiệm số 1 là điểm trung tâm, làm sao có người sống sót được. Ai đó vô tình thốt lên nói xong liền hối hận. Bởi vì bị anh dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm. Bị chi? Anh ta sợ tới mức hai chân trở nên run rẩy, trực tiếp khuỵu xuống. Tôi. Giờ phút này, anh ta cảm thấy như cái chết sắp đến. Áp! Một tiếng hét lên, như muốn chọc thủng bầu trời. Học! Học! Mọi người đều nôn ra máu, bất tỉnh tại chỗ. Lúc này, Diệp Lâm Quân thực sự phát điên. Lý Tử Nhiệm thực sự đã biến mất rồi. Anh không nguyện ý chấp nhận sự thật này. Nhưng trong lòng anh biết, luồng năng lượng vừa rồi, đừng nói là Lý Tử Nhiệm, ngay cả anh cũng không ngăn cản được.
Năng lượng khủng khiếp vừa rồi có thể ngay lập tức khiến bất kỳ vật thể nào biến mất. Không có gì bất ngờ ở đâu cả, cho dù là Hứa Chính Kiệt, Văn Hy hay Lý Tử Nhiệm đều không có ngoại lệ. Bọn họ không có ở đây. Lý Tử Nhiệm đã biến mất. Diệp Lâm Quân ngẩng đầu nhìn trời, gầm lên. Sấm sét nổi lên, bầu trời dường như cũng đang nổi giận. Sự tức giận của Diệp Lâm Quân đủ để thiên địa biến sắc. Bùm, bùm, bùm. Diệp Lâm Quân nện từng quyền xuống đất. Khắp nơi bắt đầu rung chuyển mạnh mẽ, giống như xảy ra một trận động đất lớn. Mọi người đều bị làm cho nghiêng ngả. Điên rồi, Diệp Lâm Quân, đây không phải nơi để anh dương oai diễu võ. Một tiếng hét lạnh lùng vang lên, vệ binh Viêm Long và người của Thiên Sách Phủ bước đến. Sau khi đội cứu hộ phản ánh về tình hình ở đây, họ đã cử người đến kiểm tra. Khi đến căn cứ, vừa hay nhìn thấy Diệp Lâm Quân đang dương oai. Cao thủ của Thiên Sách Phủ ngay lập tức ngăn Diệp Lâm Quân lại. Cút nhanh! Diệp Lâm Quân cũng không buồn ngước mắt lên. Bảo chúng tôi cút, Diệp Lâm Quân, anh điên rồi sao? Đùa gì vậy? Mau dừng lại, bằng không đừng trách chúng tôi không khách khí. Cao thủ của Thiên Sách Phủ nhìn chằm chằm vào Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân chậm rãi đứng dậy, đôi mắt như thú dữ quét qua, mỗi cao thủ của Thiên Sách Phủ đều có một linh cảm xấu trong lòng. Bùm, 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 học, học, học. Diệp Lâm Quân trực tiếp phung tay ra mấy quyền, uy lực kinh người, căn bản là không thể chống đỡ. Mấy trăm cao thủ của Thiên Sách Phủ đều bị đánh bay, người nào cũng bê bết máu, xương cốt gãy rời. Diệp Lâm Quân vẫn chưa hoàn toàn mất đi lý trí, vẫn còn nương tay. Nếu không tất cả những người này sẽ phải chết. Ai cũng sợ đến choáng váng. Đây có phải là hậu duệ của tà thần sao? Thật là đáng sợ. Diệp Lâm Quân thực sự thành đại ma đầu rồi. Đám người của vệ binh Viêm Long cũng sợ hãi. Họ có thể cảm nhận được sự tức giận của Diệp Lâm Quân, bây giờ anh chẳng khác nào một con ác quỷ. Mọi người đều cảm thấy một sự áp bức trước nay chưa từng có. Đó là sự áp bách từ các vị thần trên chín tầng trời. Có thể gợi lên nỗi sợ hãi trong lòng mọi người. Nhìn thấy Diệp Lâm Quân, mọi người đều run rẩy, tự động tránh sang một bên để anh đi qua. Đây là sức mạnh của ma quỷ. Lần đầu tiên, vệ binh Viêm Long bắt đầu nghi ngờ Diệp Lâm Quân. Trước đó bọn họ không tin rằng Diệp Lâm Quân sẽ là hậu duệ của tà thần, sẽ là đại ma đầu. Nhưng tất cả những gì họ thấy hôm nay khiến họ nghi ngờ những gì Diệp Lâm Quân đang thể hiện bây giờ không phải là đại ma đầu thì là cái gì? Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? Biến Diệp Lâm Quân trở thành thế này. Kẻ mà bọn họ đối mặt vừa rồi không phải là người, mà giống như dã thú. Một con quỷ khát máu và tàn nhẫn. Họ chỉ là bị hù dọa. Trên thực tế, lý trí của Diệp Lâm Quân vẫn còn đó, nếu không thì sẽ không chỉ đả thương người, mà không giết một yêu nhất thời Thiên Sách Phủ loan tin này ra ngoài. Truyền nhân của tà thần hoành hành ngang ngược. Giết người vô tội. Phá hủy căn cứ Thiên Long, gây thương vong hàng loạt. Mấy trăm cao thủ của Thiên Sách Phủ đều bị thương. Anh đã trở thành mối đe dọa lớn nhất đối với Lạc Việt. Diệp Lâm Quân rời căn cứ trong tuyệt vọng. Không, tôi tin Lê Nguyên còn sống. Trước khi tôi nhìn thấy thi thể, tôi sẽ không tin cô ấy không còn. Diệp Lâm Quân tự lẩm bẩm. Anh bước ra khỏi căn cứ Thiên Long, đầu óc trống rỗng. Đôi chân lảo đảo như sắp gục xuống bất cứ lúc nào. Bây giờ anh không còn chút ý thức nào, anh không biết phải đi đâu. Cả người như mất hồn mất vía. Chẳng bao lâu, tin tức về trận chiến ở núi Thiên Đan đã lan truyền khắp thế giới. Lạc Việt và cả thế giới đều chấn kinh. Sức chiến đấu vô song của Diệp Lâm Quân đã gây xôn xao trên toàn thế giới. Cường giả trong thiên bảng và mấy chục nghìn cường giả khác chẳng thể mảy may ngăn cản được Diệp Lâm Quân. Trong trận chiến ở núi Thiên Đan, Diệp Lâm Quân đã tự mình quét sạch mọi thứ. Tư thế bất khả chiến bại xuất hiện. Quân đội của Thiên Sách Phủ không thể ngăn cản anh. Dù chỉ có một người. Ai có thể ngăn cản anh ta? Anh ta không còn là hậu duệ của tà thần nữa. Anh ta chính là bản nguyên của tà thần Hỏa Vân đến Lạc Việt. Đồng thời, Thiên Cơ Các cũng cập nhật thứ hạng của thiên bảng. Toàn Lạc Việt chấn động. Trước kia, thiên địa bảng của Lạc Việt rất ổn định. Có lẽ mấy chục năm mới cập nhật một lần. Nhưng bây giờ nó được cập nhật vài ngày một lần. Quá kích thích rồi. Bảng xếp hạng đã được đổi mới. Diệp Lâm Quân tăng trực tiếp từ thứ 6 lên thứ 2,
trước cả sát thần bố y và cửu chân huyền tôn. Ngoại trừ Bắc Đế trong truyền thuyết, Diệp Lâm Quân là người mạnh nhất. Theo đánh giá của Thiên Cơ Các về mức độ nguy hiểm của Diệp Lâm Quân, nó đã đạt đến cấp độ 8. Còn kém một chút là lên cấp 9. Vì vậy anh trực tiếp đứng thứ 2 trong thiên bảng. Xếp trước sát thần bố y trấn áp một thời. Trong đánh giá sức mạnh của Thiên Cơ Các, sức mạnh của Diệp Lâm Quân có thể yếu hơn một chút so với sát thần bố y, nhưng độ nguy hiểm và tiềm năng phát triển là rất lớn. Vì vậy, anh được xếp trước sát thần bố y. Điều đáng sợ nhất chính là Diệp Lâm Quân vẫn còn trẻ, nếu anh ta trưởng thành thêm 10 năm nữa, ai có thể ngăn cản anh ta được. Lúc đó e rằng có được thực lực đến 8-9 phần của tà thần Hỏa Vân. Đó thực sự sẽ là một thảm họa. Sẽ quay trở lại thời đại của tà thần. Sau khi nhóm thế lực tà thần biết được tình hình của trận chiến trên núi Thiên Đan, tất cả đều gieo hò. Họ không theo nhầm người. Chỉ cần đi theo Diệp Lâm Quân, thời đại của tà thần sẽ trở lại. Ngoài ra, công việc mà Diệp Lâm Quân sắp xếp cho 4 vị tà thần. Họ cũng đã thành công. Nhìn chằm chằm vào lực lượng đông đảo thành công. Mặc dù những người này lần lượt bỏ trốn sau khi kế hoạch thất bại, nhưng mỗi người đều bị theo dõi. Các đại tà thần và lực lượng của họ đang chờ Diệp Lâm Quân trở lại để nắm quyền chỉ huy. Từ đây, họ không phải trốn trong góc tối, họ có thể quang minh chính đại ra vào mỗi một nơi. Tuy nhiên, vào lúc này, Diệp Lâm Quân đang ngơ ngơ ngác ngác, bước đi vô định, anh không biết phải làm thế nào. Linh hồn và ý thức đường như bị bắt đi. Cả người như cái xác không hồn. Trong đầu anh chỉ còn cái tên Đích. Vậy, Lý Tử Nhiệm còn sống hay đã chết? Còn cả, có phải Hứa Chính Kiệt đã chết? Liệu cơ thể năng lượng thuần túy của anh ta có thể chịu được sức công phá sau va chạm của các hạt không? Văn Hy gần máy va chạm hạt nhất, cái kết của cô ấy biến mất trong tích tắc sao? Tạm thời vẫn chưa ai biết. Kết quả mà đội cứu hộ đưa ra là siêu năng lượng đã tiêu diệt tất cả mọi người. Không còn lại một sợi tóc, dù sao, sức mạnh của vụ va chạm siêu hạt này đủ để phá hủy một thành phố với dân số hàng chục triệu người. Thiên thủ phủ quy trực tiếp sự việc này cho Diệp Lâm Quân. Cái tên Diệp Lâm Quân lại càng nối hơn trước, anh đã trở thành đại tà thần. Còn có, sau sự sụp đổ của các thế lực quốc tế như Richard, họ cũng đang tích cực tấn công Diệp Lâm Quân, gây áp lực lên thiên sách phủ. Diệp Lâm Quân càng mạnh thì mối đe dọa đối với họ càng lớn. Lúc này, Diệp Lâm Quân đang thất hồn lạc vía bước đi, dọc theo đường đi không biết có bao nhiêu người bị anh đánh bại. Thậm chí có những thế lực ở nước ngoài muốn lôi kéo anh, còn nhắc đến tên của bé Quân. Đại khái nói là bé Quân bị họ bắt đi và yêu cầu Diệp Lâm Quân tham gia cùng họ. Đúng rồi, bé Quân. Bé Quân lại hiện ra trong tâm trí của Diệp Lâm Quân. Lý Tử Nhiệm đã xảy ra chuyện rồi, anh tuyệt đối không cho phép bé Quân lại có chuyện gì nữa. Nói bậy. Bé Quân đang ở đâu, anh không biết chắc. Sau khi giết những người này, Diệp Lâm Quân vội vã đến nơi bé Quân đang ở. Lúc trước, Diệp Lâm Quân cho cấp dưới cố ý bắt mẹ, bé Quân và Chí Nam Yên, thực ra là dẫn tới thành võ song. Không ai nghĩ tới điều này. Đối với thời đại những kẻ mạnh đang tập hợp lại với nhau, thành vô song không có còn tồn tại cảm giác an toàn. Kẻ mạnh nhất chẳng qua là cường giả tầng thứ 5, lại quá nhỏ bé. Vì vậy, sẽ không ai chú ý đến một thành vo song nho nhỏ cả. Nhưng Diệp Lâm Quân đã giấu người ở đây. Sau khi đến thành vô song, Tam trưởng lão, người từng là sư phụ của DLQ hỏi, anh Diệp, Lê Nguyên ở đâu? Sao tôi không thấy con bé đến? Diệp Lâm Quân im lặng một lúc lâu, nói chi tiết ra. Lê Nguyên có thể không còn nữa. Không thể nào. Tam trưởng lão lập tức nói. Hả? Diệp Lâm Quân sửng sốt. Anh Diệp có chỗ không biết, chúng ta phải để lại dấu ấn của thành vô song đối với tất cả những người gia nhập môn phái của thành vô song. Thứ nhất, chúng ta có thể phân biệt danh tính, thứ hai, chúng ta có thể phán đoán sinh tử. Nếu một người chết, dấu sẽ tương ứng biến mất. Nói một cách đơn giản, dấu ấn này giống với con chip cấy ghép mà Diệp Lâm Quân thường sử dụng. Sau khi được cấy vào cơ thể, thông tin phản hồi dựa trên các yếu tố như thân nhiệt và nhịp tim để xác định vị trí hoặc người đó còn sống hay không. Nếu con chip không phản hồi, điều đó có nghĩa là nó đã bị loại bỏ hoặc người đó đã chết. Đây là cách mà dấu ấn phán đoán sinh tử. Lời nói của Tam trưởng lão khiến Diệp Lâm Quân nhen nhóm hy vọng, nhưng dấu vết trên người Lê Nguyên vẫn chưa biến mất. Những gì ông nói là sự thật.
Diệp Lâm Quân dùng sức lay mạnh Tam trưởng lão. Anh Diệp, tôi làm sao dám nói dối anh? Dấu ấn vẫn còn, có nghĩa là Lê Nguyên vẫn còn sống. Tam trưởng lão liền bị hù dọa. Phó Phong Thu và những người khác cũng nói, đúng, đúng vậy. Dấu ấn còn, người chắc chắn còn sống. Chỉ là dấu ấn của Thành Vô Song còn rất thô sơ. Chỉ có thể phán đoán sinh tử, không đoán được vị trí. Đúng vậy, nếu không chúng ta có thể xác định vị trí cụ thể của Lê Nguyên rồi. Nghe những lời này, Diệp Lâm Quân mừng phát khóc. Lý Tử Nhiệm vẫn còn sống. Quá tốt rồi. Diệp Lâm Quân, một người đàn ông đã trưởng thành rồi bắt đầu khóc. Anh thật hạnh phúc. Không bao giờ nghĩ rằng sự việc này được phát hiện ở Thành Vô Song. Nếu không có Thành Vô Song, anh nghĩ rằng Lý Tử Nhiệm đã ra đi mãi mãi rồi. Ngay cả bảy vị tà thần cũng không tìm ra manh mối nào. Nhưng nó đã được giải quyết bởi một Thành Vô Song nho nhỏ. Nếu nói như vậy, bé Quân và những người khác ở lại đây. Tôi sẽ đi tìm tung tích của Lê Nguyên trước đãi. Diệp Lâm Quân lập tức vui vẻ rời đi. Đi tìm Lý Tử Nhiệm. Lý Tử Nhiệm đã có một giấc mơ. Không, chính xác là hai. Giấc mơ đầu tiên đã gợi lại tất cả mọi thứ từ khi có nhận thức của cô đến hiện tại. Từ lúc quen với Diệp Lâm Quân, cho đến khi kết hôn, sự ra đời của bé Quân. Những cảnh quá khứ hiện ra rõ ràng. Giấc mộng khác hư ảo, mơ hồ, dường như là thí nghiệm của Hứa Chính Kiệt đã đi đến bước cuối cùng, có vẻ như đã xảy ra vấn đề. Ngay lúc đó, đôi mắt của cô như tràn ngập ánh sáng chói mắt, sáng đến mức khó có thể mở mắt ta. Khi cô mở mắt lại được, mơ hồ nhìn thấy một người đàn ông già nua, lôi thôi lếch thếch, thậm chí có thể được miêu tả là luộm thuộm. Tuy nhiên, gương mặt bị mờ, cô không thể nhìn rõ. Chỉ biết được hình dáng. Nếu Diệp Lâm Quân biết về giấc mơ của Lý Tử Nhiệm, anh sẽ rất ngạc nhiên. Bởi vì ông cụ đó chính là sư phụ Bân Hàn của Diệp Lâm Quân. Đúng vậy, Lý Tử Nhiệm vẫn còn sống. Chính sư phụ của Diệp Lâm Quân đã cứu cô. Phụ công phá năng lượng do va chạm của bốn hạt siêu năng lượng, ngay cả Diệp Lâm Quân cũng không gánh được. Chỉ có cấp bậc như sư phụ của anh mới có thể toàn thân trở ra trong loại va chạm năng lượng này. Đồng thời giải cứu người thành công, đủ để thấy ông già này mạnh mẽ như thế nào, cứ vậy mà chịu được loại năng lượng bắn phá này. Không cách nào tưởng tượng nổi, ông ta mạnh đến mức nào. Dậy đi đậy đi, Lý Tử Nhiệm sững sờ, cảm thấy có người đang lắc mạnh cô. Khi cô mở mắt ra, khuôn mặt xinh đẹp của Văn Hy đã đập vào mắt. Cô nhìn quanh và phát hiện ra rằng mình đang ở trong một khu nhà xưởng bỏ hoang. Bộ quần áo bảo hộ trên người Văn Hy đã sờn rách, dày đặc những lỗ nhỏ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lý Tử Nhiệm hỏi. Văn Hy nói về việc khởi động máy va chạm hạt sau khi cô bất tỉnh. Vậy tại sao chúng ta còn sống? Không thể nào, chúng ta là người thường, làm sao có thể sống sót? Lý Tử Nhiệm lộ vẻ mặt khó hiểu. Văn Hy cũng gật đầu, đúng vậy, chúng ta không thể sống sót. Nhưng tôi đã có một giấc mơ, tôi mơ thấy một ông già, giống như... Cái gì, cô cũng mơ thấy, tôi cũng vậy, có thể không phải là mơ là thật. Lý Tử Nhiệm hoảng sợ nói, vẻ mặt của Văn Hy cũng thay đổi, cho nên, chúng ta được ông lão này cứu rồi. Chúng ta không có nằm mơ. Hai người họ vô cùng kinh ngạc nhìn nhau. Đây là kiểu tồn tại nào mới có thể cứu cả hai trong tình huống đó? Kinh khủng. Đáng kinh ngạc. Cô Văn, cô có bị thương không sao? Tôi thấy cô chây chật quái. Lý Tử Nhiệm quan tâm hỏi. Dù sao thì, quần áo bảo hộ của Văn Hy đều thành đồng nát rồi. Văn Hy bắt đầu cẩn thận nhìn lại bản thân, sau đó đi một vòng. Tôi không sao, chẳng những không sao, trong người tôi cũng cảm thấy tràn đầy sức mạnh. Hự. Văn Hy tung một cú đấm ra. Rầm. Một luồng lực lượng khủng khiếp trực tiếp xé rách mặt đất, một cái khe rộng một mét sâu mấy mét xuất hiện, tiếp tục lan tràn ra, đến 100 mét mới dừng lại. Bùm. Mà nhà máy bỏ hoang này đã sụp đổ ngay lập tức. Một vết nứt lớn dài cả trăm mét hiện ra trước mặt hai người. Choáng váng. Cả hai đều chết lặng. Đặc biệt là Văn Hy, nhìn nắm đấm của mình mà không thể tưởng tượng nổi. Giống như trước đây, không có sự khác biệt. Làm thế nào lại có thể có sức mạnh như vậy? Bùm! Cô ấy thử tung một cú đấm khác vào không trung. Kết quả là nổi lên một tiếng sấm sét, trên không trung nhìn thấy rõ ràng một làn sóng dài. Khoa trương như khi máy bay cất cánh. Điều này,
Sắc mặt Văn Hy vô cùng khó tin. Cô ấy là một người bình thường. Làm thế nào mà? Chẳng lẽ giống như Hứa Chính Kiệt, vụ va chạm hạt đã mang lại cho cô những siêu năng lực đáng sợ. Cô ấy nghiên cứu khoa học và hiểu biết nhiều hơn những người bình thường. Nhiều siêu năng ở phương Tây hoặc được đánh thức từ thời thơ ấu bởi thiên phú hoặc bị biến đổi gen. Trong một trường hợp khác, thí nghiệm thất bại và người ta vô tình có được siêu năng lực. Còn cô thì sao Lê Nguyên? Cô thử xem L. Văn Hy lập tức thúc giục. Theo phân tích của cô ấy, ông già kia đã cứu họ vào thời điểm quan trọng. Nhưng vụ va chạm hạt vẫn ảnh hưởng ít nhiều đến cô ấy. Cung cấp cho cô ấy siêu năng lực khủng khiếp, do đó Lý Tử Nhiệm cũng có thể bị ảnh hưởng bởi các vụ va chạm hạt. Tôi, Lý Tử Nhiệm bối rối nói. Mau thử xem cô có thay đổi không? Văn Hy nói. Ừ, tôi thử xem. Bây giờ Lý Tử Nhiệm là một võ sĩ, cô cẩn thận kiểm tra tình hình của cơ thể mình. Hình như không khác gì trước đây. Tôi vận chân khí thử. Lý Tử Nhiệm vận khởi chân khí. Ngay lập tức, cô cảm thấy một luồng điện trong não được đánh thức, nhanh chóng lan ra, bay thẳng vào đại não. Ngay sau đó, đại não truyền đau đớn tột cùng, như sắp nổ tung. Trong đầu hiện lên một bức tranh mờ ảo, nhưng không biết đó là gì. Như thể có hàng vạn mũi kim bạc đang xé nát đầu cô. Cảm giác này thật kinh khủng. A, Lý Tử Nhiệm trực tiếp ngã xuống đất, ôm đầu khóc lóc, không ngừng lăn lộn, phát ra những tiếng hét cuồng loạn. Văn Hy bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ. Lý Tử Nhiệm bị làm sao vậy? Cô giống như phát điên, lăn lộn trên đất. Âm thanh khủng khiếp giống như một ác ma nơi địa ngục. Cả người Văn Hy đều nổi da gà. Đôi mắt cô đỏ như máu, trong mắt suýt chút bay ra ngoài. Bùm, 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 Lý Tử Nhiệm phát điên, đập đầu xuống đất, phát ra âm thanh đáng sợ. Đáng sợ hơn là mặt đất vỡ ra, xuất hiện những vết nứt dày đặc như mạng nhện. Lý Tử Nhiệm lúc này cho Văn Hy cảm giác giống như một con quỷ. Văn Hy bước tới, ôm Lý Tử Nhiệm, không cho cô có bất kỳ động tác nào nữa. Lê Nguyên, bình tĩnh, bình tĩnh, phải mất một phút sau, Lý Tử Nhiệm mới bình tĩnh lại một chút, cô liền chìm vào giấc ngủ. Cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ vụ va chạm hạt đã ảnh hưởng đến thần kinh não của cô ấy? Văn Hy làm ra đánh giá sơ bộ. Euro ó vẻ như khi loại thí nghiệm này thất bại, không phải ai cũng có thể có được siêu năng lực. Nó phụ thuộc vào vóc dáng của mỗi người, sự may mắn và yếu tố khác. Hiện tại, có vẻ như sự va chạm của các hạt đã mang lại hiệu quả xấu cho Lý Tử Nhiệm. Nghỉ ngơi trước đợi cô ấy tỉnh lại, sau này về kiểm tra lại cơ thể cô ấy thì sẽ biết nguyên nhân. Văn Hy tự lẩm bẩm. Vài giờ sau, Lý Tử Nhiệm tỉnh dậy. Lê Nguyên, vừa rồi cô bị làm sao vậy? Văn Hy hỏi. Lý Tử Nhiệm xoa xoa cái đầu sưng tấy của mình. Khi tôi vừa vận khí, tôi đã cảm thấy có một luồng năng lượng tán loạn trong não. Đầu tôi đau đến mức gần như nổ tung. Ngay lúc đó, tôi cảm giác không còn là chính mình nữa. Giống như tôi không còn tồn tại. Lý Tử Nhiệm xoa đầu, thở hổn hển. Không sao đâu, có lẽ ảnh hưởng đến thần kinh rồi. Khi nào về thì kiểm tra lại. Văn Hy an ủi. Ừ, tôi nghĩ cũng không sao. Cơ thể tôi không có thay đổi nhiều. Lý Tử Nhiệm cũng không coi là chuyện đáng kể. Văn Hy cũng vậy. Mà sau này khi Lý Tử Nhiệm xảy ra chuyện, Văn Hy bị hù muốn chết, đương nhiên đây là về sau. Trong khoảng thời gian Lý Tử Nhiệm hôn mê, Văn Hy đã tự mình kiểm tra bản thân. Cô ấy không chỉ sở hữu sức mạnh tối thượng mà còn có tốc độ và thậm chí cả trí thông minh. Cô ấy thậm chí có thể tự động chữa lành cơ thể của mình. Cô ấy thử làm tổn thương chính mình thì làn da của cô ấy nhanh chóng phục hồi. Những lợi ích mang lại cho cô ấy bởi vụ va chạm hạt này là sự biến đổi toàn diện. Đúng là người sống sót sau tai họa, tất có hồng phúc. Lý Tử Nhiệm mỉm cười. Tôi xin lỗi, Lê Nguyên, khi tôi khởi động máy va chạm hạt, tôi chỉ muốn chết cùng nhau. Văn Hy nói lời xin lỗi. Lý Tử Nhiệm lắc đầu, không sao, mà này, Hứa Chính Kiệt đâu? Anh ta còn sống hay đã chết? Lúc này Lý Tử Nhiệm chợt nhớ ra. Đúng vậy, liệu Hứa Chính Kiệt còn sống không? Văn Hy vỗ đầu, bây giờ cô ấy mới nhận ra vấn đề nghiêm trọng này. Hứa Chính Kiệt, anh ta là mục tiêu chính. Nếu anh ta không chết, những gì cô ấy đã làm chẳng phải là vô ích sao? Lý Tử Nhiệm cau mày, nếu không có ông lão kia cứu chúng ta,
không ai có thể sống sót. Văn Hy gật đầu. Đây là sự thật. Cô ấy chỉ chịu một phần nhỏ bức xạ năng lượng, mới đạt được siêu năng lực. Nếu không, ở mức độ va chạm của các hạt kia, cô ấy sẽ bị nghiền nát. Nhưng ông ấy ra tay cứu người. Theo lý thì tất cả những người sống sót đều được cứu. Hứa Chính Kiệt và những người khác cũng nằm trong số đó. Lý Tử Nhiệm tiếp tục phân tích của mình. Văn Hy phụ họa lên, đúng, đúng vậy. Người sống sót duy nhất có lẽ là hai người chúng ta. Đám người Hứa Chính Kiệt đều đã chết. Còn có một khả năng, ông lão này đặc biệt tới đây để cứu chúng ta. Ví dụ như có chuyện liên quan đến Diệp Lâm Quân, ông ta tự nhiên sẽ không cứu Hứa Chính Kiệt và những người khác. Lý Tử Nhiệm gật đầu, ừ, hai loại khả năng này xác suất rất cao. Hứa Chính Kiệt chắc chết rồi. Ừ, vậy chúng ta trở lại căn cứ và xem xét là biết rồi. Vậy câu hỏi đặt ra là Hứa Chính Kiệt có thực sự đã chết? Diệp Lâm Quân hưng phấn tìm Lý Tử Nhiệm khắp Lạc Việt. Thiên Sách phủ ra từng đọt lệnh cấm với anh. Hệ số nguy hiểm của anh quá cao, đã đạt đến cấp 8, để ngăn anh trở thành nhân tố nguy hiểm cấp 9. Thiên Sách phủ quyết định ban hành Thiên Sách lệnh. Thiên Sách lệnh là gì? Đó là lệnh cấm được ban hành khi Lạc Việt gặp nguy hiểm. Ngay sau khi Thiên Sách lệnh được ban hành, Thiên Sách phủ, tộc Bảo Long và bất kỳ lực lượng hay tổ chức nào ở Lạc Việt đều phải tuân theo lệnh đó, ngay cả những quốc gia và thế lực nhận được ân huệ của Lạc Việt cũng phải tham gia, phải nghe điều khiển. Kẻ vi phạm, giết không thương tiếc. Về phương diện giáo dân, ngay khi Thiên Sách lệnh ban hành, là huy động mọi nguồn lực để trừng trị một người. Bằng bất cứ giá nào. Thiên Sách lệnh ban ra, tức là giết chết mới thôi. Nếu không chết, Thiên Sách lệnh sẽ không được lấy lại. Bây giờ, để đối phó với Diệp Lâm Quân, Thiên Sách phủ thậm chí đã ban hành Thiên Sách lệnh, đây là điều là không ai nghĩ ra. Thiên Sách phủ nhất định muốn Diệp Lâm Quân phải chết. Đây là một động thái cực kỳ điên rồ. Kể từ khi thành lập Thiên Sách phủ vào thời cổ đại, Thiên Sách lệnh đã được ban hành hai lần. Lần ban hành đầu tiên là đối với tàn thần Hỏa Vân. Nó đã không được thu hồi cho đến khi tà thần Hỏa Vân biến mất. Bây giờ nó đã được trao cho Diệp Lâm Quân vào lần thứ hưu, có một câu nói được lưu truyền trong thế giới võ thuật. Chỉ cần Thiên Sách lệnh được ban hành, ngay cả cái chết cũng là khoảnh khắc vinh quang nhất đối với một võ sĩ. Việc ban hành Thiên Sách lệnh gây ra một sự chấn động trong toàn Lạc Việt và trên thế giới. Vệ binh Viêm Long càng thở dài một hơi, đã tới điểm này rồi sao? Thiên Sách lệnh cũng đều đã ban hành, đến tình trạng không chết không thôi sao? Bắc Đế, Sát Thần Bố Y, Cửu Châu Huyền Tôn có lẽ có thể đấu một trận với Diệp Lâm Quân. Nhưng một người bế quan, còn hai người thì không thấy đâu nữa. Nhưng Thiên Sách lệnh đã ra đời. Cường giả chân chính của tộc, Bảo Long sẽ ra trận. Thậm chí không ít cường giả khác của Thiên Sách phủ cũng sẽ hành động. Để giữ bí mật và bảo tồn át chủ bài, các cao thủ của Thiên Sách phủ và tộc Bảo Long sẽ không được xếp hạng trên thiên địa bảng. Vì vậy, Thiên Sách phủ và tộc Bảo Long mạnh đến mức nào, luôn là một bí ẩn, chưa được giải đáp. Ban đầu hai át chủ bài đều muốn giữ lại, thường chỉ phái ra những người như Thiên Long. Nhưng mức độ đe dọa của Diệp Lâm Quân quá lớn, bọn họ phải phái ra lực lượng nòng cốt. Thiên Sách lệnh vừa ra, đất trời đổi sắc. Nhưng Diệp Lâm Quân không quan tâm chút nào, anh vẫn đang tìm Lý Tử Nhiệm. Đúng lúc này, Lý Tử Nhiệm và Văn Hy bí mật đến căn cứ khoa học và công nghệ Thần Long. Khi nhìn thấy căn cứ khoa học và công nghệ Thần Long biến thành đống đổ nát, cả hai đã cực kỳ sửng sốt, sức mạnh này quá khủng khiếp rồi. Đến thời điểm này, công việc của đội cứu hộ đã hoàn tất, cho nên không có ai ở căn cứ. Đi, chúng ta đi qua xem một chút. Hai người đến căn cứ. Cái gì? Đột nhiên, Lý Tử Nhiệm hét lên một tiếng. Văn Hy sửng sốt. Cô bị sao vậy Lê Nguyên? Lý Tử Nhiệm ôm đầu gầm lên đau đớn. Những khung cảnh quen thuộc của căn cứ Thần Long vẫn còn nguyên vẹn hiện lên trong tâm trí cô, bao gồm các tòa nhà bên ngoài và hình ảnh đầy đủ của các phòng thí nghiệm khác nhau. Càng nhớ lại, đầu của Lý Tử Nhiệm càng muốn nổ tung. Động tác này đã báo động đến bảo vệ cách đó không xa, bọn họ vội vàng chạy tới, Văn Hy lập tức mang theo Lý Tử Nhiệm đi. Văn Hy nghi ngờ rằng não của Lý Tử Nhiệm đã bị chấn thương. Ngay sau đó, Văn Hy đã đưa Lý Tử Nhiệm đến một bệnh viện tư nhân ở thủ đô để kiểm tra toàn diện. Đây là bệnh viện riêng của Văn Hy nên sẽ không ai nghi ngờ. Kết quả kiểm tra sẽ nhanh chóng có. Không có việc gì.
không có gì bất thường trong người Lý Từ Nhiệm cải não không bị chấn thương. Nhưng thần kinh não bộ đã bị xáo trộn. Văn Hy nghĩ ngay đến thí nghiệm của Hứa Chính Kiệt. Mặc dù thí nghiệm bị gián đoạn và thất bại nhưng vẫn để lại những di chứng nhẹ. Lời khuyên của bác sĩ là Đoàn Lê Nguyên nên nghỉ ngơi nhiều sẽ có thể khỏe hơn. Khi nghe kết quả, Văn Hy cảm thấy nhẹ nhõm. Nhân tiện, tôi vừa nhờ người hỏi thăm, ngoại trừ những người trốn trong căn cứ dưới lòng đất, không còn ai sống sót. Hứa Chính Kiệt không thể còn sống. Văn Hy nói, tốt quá, tai họa Hứa Chính Kiệt cuối cùng cũng bị tiêu trừ. Lý Tử Nhiệm mỉm cười. Lập tức, Lý Tử Nhiệm lại cau mày, nhưng căn cứ Thần Long đã bị phá hủy, cái giá phải trả quá cao, đều do tôi. Văn Hy lắc đầu, không sao, đến lúc đó tôi sẽ bồi thường cho liên minh căn cứ kỹ thuật của tôi. Tuy rằng không bằng căn cứ ban đầu, nhưng vẫn tạm thời có thể thay thế. Lý Tử Nhiệm ngạc nhiên, căn cứ của cô. Đúng vậy, ba và ông của tôi là những người đứng đầu về lĩnh vực khoa học. Gia đình tôi có một căn cứ cấp thế giới và ba căn cứ cấp quốc gia. Văn Hy giới thiệu đại khái về gia cảnh của cô ấy. Mọi người đều là chuyên gia khoa học và công nghệ, ai cũng đều là thiên tài. Vì vậy, Văn Hy trở thành một nhà khoa học khi còn trẻ. Đạt khá nhiều thành tựu trong lĩnh vực chuyên môn. Là do được nuôi dưỡng trong môi trường này. Cô Văn, cảm ơn cô. Nếu không có cô, e rằng tôi đã trở thành con rối của Hứa Chính Kiệt rồi. Lúc đó tôi còn không quyết định được cả sống chết của mình. Lý Tử Nhiệm chân thành cảm ơn Văn Hy. Đây là nên làm, cô xem không phải tôi trong họa có phúc à. Kỳ thật chúng ta phải cảm ơn ông già kia. Nếu không có ông ấy, chúng ta làm sao? Sống được. Đúng, đúng, ông ấy là đại ân nhân của tôi. Tôi còn tưởng đời này cứ như vậy chứ. Một nơi nào đó ở Lạc Việt. Richard tụ tập với một vài người. Lần này Richard đến Lạc Việt với một nhiệm vụ. Thậm chí còn nói rằng giết Diệp Lâm Quân là giả vờ, bọn họ đến đây để làm những việc khác. Tất nhiên, theo suy nghĩ của họ, Diệp Lâm Quân nhất định phải chết, nhưng không ai nghĩ rằng Diệp Lâm Quân còn sống. Họ không còn để ý đến Diệp Lâm Quân nữa mà thực hiện nhiệm vụ thực sự của mình. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, họ đã nghe được những gì xảy ra ở căn cứ khoa học và công nghệ Thần Long, biết rằng Hứa Chính Kiệt đã ngã xuống. Richard và Hứa Chính Kiệt đã vội vàng gặp nhau được một lần trước đó. Richard rất vui khi thấy Hứa Chính Kiệt trở nên mạnh mẽ như vậy, anh ta nghĩ rằng nước Chiến Ưng sẽ có thêm một sự trợ giúp lớn khác. Không ngờ, chưa đầy một ngày, lại có tin dữ về cái chết của Hứa Chính Kiệt. Không đúng, thần thức của Hứa Chính Kiệt vẫn còn, mặc dù rất yếu, nhưng vẫn chưa chết. Anh ta vẫn còn sống. Tay sai của Richard rất ngạc nhiên, qua dò xét, họ phát hiện ra rằng ý thức của Hứa Chính Kiệt vẫn tồn tại. Euro ó nghĩa là người chưa chết. Trước khi Hứa Chính Kiệt cải tạo mình, anh ta đã nhờ Richard giúp đỡ và có được một bộ thiết bị để bảo tồn ý thức, đồng thời biến nó thành một cơ thể năng lượng. Bây giờ họ đang phát hiện rằng ý thức vẫn còn thông qua thiết bị kết nối với thiết bị đó. Hứa Chính Kiệt vẫn chưa chết. Cái gì? Ý thức của anh ta vẫn còn. Điều đó có nghĩa là anh ta còn sống. Thật tuyệt. Richard cực kỳ phấn khích. Vui vẻ đến khoa tay múa chân. Cũng đặc biệt rót một ly rượu whisky để ăn mừng. Nếu có Hứa Chính Kiệt ở đây, sức mạnh của anh ta và nước Chiến Ưng sẽ được tăng cường đáng kể. Cử một vài người đến tìm anh Hứa càng sớm càng tốt. Xác định tình trạng của anh ta. Nếu cần giúp đỡ, lập tức giúp đỡ. Richard sắp xếp. Rõ. Ngay lập tức, Richard thay lời, nhân tiện, kết quả của nhóm các người thế nào? Tranh thủ tìm cho tôi. Nhân lúc bọn họ chưa kịp phản ứng, tranh thủ thời gian tìm cho tôi. Một khi sự việc Diệp Lâm Quân kết thúc, chúng ta nhất định sẽ bị Thiên Sách Phủ nhắm tới. Nụ cười trên khuôn mặt Richard như có như không. Euro ó vẻ như mục tiêu đến với Lạc Việt lần này quan trọng hơn Hứa Chính Kiệt. Anh Richard, em trai của anh có cần chúng tôi giải cứu không? Euro ó người hỏi. Hiện tại không cần, một khi cứu ra sẽ đánh rắn động cỏ. Chỉ cần trước khi Diệp Lâm Quân chết, Jefferson còn không phải bất cứ lúc nào cũng không có thể mang đi sao. Richard có kế hoạch của riêng mình. Được. Vậy chúng ta thử tìm vị trí của anh Hứa trước đất. Một vài kỹ thuật viên đã sử dụng công cụ này để tìm ra Hứa Chính Kiệt đang ở đâu. Sau một vài phút, họ ngạc nhiên, hả? Tại sao tín hiệu ý thức biến mất? Không thể tìm thấy, có chuyện gì vậy?
Ngay cả Richard cũng được kinh ngạc. Cái gì, không có dấu hiệu ý thức sao? Kiểm tra cho tôi, nhất định phải xác nhận sống chết của Hứa Chính Kiệt. Mọi người đều bị sốc trước cảnh tượng trước mắt. Lúc thì còn ý thức, lúc thì không còn, thế là còn sống hay không? Đồng thời, tại một bệnh viện tư nhân ở thủ đô, Lý Từ Nhiệm đột nhiên ôm đầu gào lên, nếu không phải có Văn Hy giúp đỡ, cô đã phải ngã từ trên giường xuống. Lại nữa, Văn Hy ngẩn người. Điều này đã vô duyên vô cớ xảy ra với Lý Từ Nhiệm 10 phút trước. Chỉ cần bình tĩnh, nó lại đến. Lần này, Lý Từ Nhiệm như phát điên, có thể giống như lúc đầu. Cuối cùng, Lý Từ Nhiệm đột ngột ngất đi. Văn Hy lập tức gọi bác sĩ đến kiểm tra. Kết quả khám là não bị chấn động nhưng không có gì bất thường, vẫn cần nghỉ ngơi tốt. Nếu cần thiết, có thể tiêm thuốc để Lý Từ Nhiệm bình tĩnh lại. Nhưng tình huống này cứ lặp đi lặp lại sau đó. Văn Hy cảm thấy có gì đó không ổn. Chắc chắn có điều gì đó không ổn với Lý Từ Nhiệm, nhưng không thể nhìn ra. Cần mời thần y để khám cho Lý Từ Nhiệm. Văn Hy lập tức dùng quan hệ của mình để mời thần y của thế lực cổ lão. Mặt khác, các lực lượng đông đảo lên ủ mưu. Họ cũng sẽ tiếp tục tiến hành hành động điên cuồng sau cùng. Chúng ta phải tăng tốc, sớm tiến hành kế hoạch thứ hai. Trước hết, Diệp Lâm Quân đã biết rằng có người đang mạo danh mình. Anh ta cũng đã từng giao thủ qua. Anh ta đã biết sự tồn tại của chúng ta có thể sẽ bị để mắt tới. Thứ hai, Thiên Sách Phủ đã ban hành Thiên Sách lệnh, Diệp Lâm Quân sẽ sớm bị trừng phạt. Thiên Sách Phủ cũng sẽ để mắt đến chúng ta vào thời điểm đó. Cho nên nhân lúc còn đang lộn xộn, chúng ta phải tăng tốc một chút. Hiểu rồi, lên kế hoạch trước. Không sai. Ngay sau khi Thiên Sách lệnh được đưa ra, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào một mình Diệp Lâm Quân. Không ai quan tâm đến những người khác cả. Tiếp theo, chỉ cần xác định được vị trí của Diệp Lâm Quân thì sẽ có siêu năng lực trấn áp anh ta. Sau đó, có tin tức truyền ra, vị trí thứ hai trong thiên bảng trước kia, bây giờ là vị trí thứ ba, sát thần Bố Y rời núi. Ngày hôm đó, Diệp Lâm Quân đã xé rách Bố Y của anh ta. Đối với sát thần Bố Y mà nói, đó là một sự xúc phạm lớn. Đây không phải là đặt anh ta vào mắt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 35.